Hạ Tiêu Dao là hoa khôi của trường đại học danh giá. Một cô gái xinh đẹp tỏa ra ánh sáng rực rỡ là niềm ao ước của vô số chàng trai. Cuộc sống của Tiêu Dao vốn đang trôi qua rất êm đềm thì một ngày biến cố ập tới vào lúc mà cô không ngờ đến nhất. Nhưng cũng nhờ sóng gió bùa vây, cô gặp được anh, một tổng tài cao lãnh, người mà sau này sẽ cùng nắm tay cô đến trọn đời. Vậy thì biến cố mà Tiêu Dao gặp phải là gì? Cô gặp người đàn ông kia trong hoàn cảnh như thế nào? Và tình yêu của họ nảy nở ra sao? Ngay sau đây, mời quý vị cùng Tú Anh theo dõi nội dung tập đầu tiên của bộ truyện mới ngày hôm nay để chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thư giãn. Buổi tối, trời mưa tầm tã. Hạ Tiêu Dao đang ở ký túc xá nữ để tập thử cho vai diễn ngày mai. Cô thủ vai là một cô tiểu thư nhà giàu danh giá. Nhận được điện thoại của người yêu mình, cô nghe máy. "Em nghe đây." Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên. "Anh qua đưa em đi chơi nha." Đầu dây bên kia là Âu Nam. "Anh muốn đưa cô đi chơi vào lúc trời mưa thế này." Mỗi lần khi mà trời mưa, hai người mà có kèo đi chơi sẽ hủy bỏ. Hôm nay anh lại chủ động muốn đưa cô đi chơi giữa cơn mưa sao? "Nhưng trời đang mưa mà." "Không sao đâu. Em sửa soạn đi, 30 phút nữa anh sẽ qua. Mặc gì thật là xinh đẹp nha." "Em biết rồi." Uyển Nhi thấy Tiêu Dao sửa soạn thì quay sang hỏi. "Giờ tối rồi mà lại còn mưa lớn, cậu định đi đâu à?" Uyển Nhi là bạn thân của Tiêu Dao, hai người ở chung phòng ký túc xá nữ. "Âu Nam, anh ấy qua đây chở mình đi chơi. Bình thường có hay đi vào lúc trời mưa như thế này đâu. Mình cũng không biết nữa. Anh ấy bảo mình mặc đồ xinh đẹp chút." "Cậu cẩn thận một chút đấy. Tớ thấy anh ta..." "Rồi rồi, mình biết mà." Lúc này ở bên kia, Âu Nam đang gọi điện cho ai đó. "Tôi sẽ đem người tới ngay. Hy vọng anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian." Người nói chuyện với Âu Nam là người đàn ông vô cùng nam tính, đôi chân dài miên man, trên tay cầm điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng, ngồi trong phòng VIP của quán bar. 30 phút sau đó, Âu Nam đã đậu xe dưới ký túc xá nữ. Những cô nàng trong trường luôn ghen tị với Hạ Tiêu Dao bởi vì có một anh người yêu vô cùng tâm lý. Âu Nam thấy cô xuống thì nở ra nụ cười, ôm lấy cô, mở cửa xe cho cô bước vào. Trên xe, thực sự là cô không biết anh định đưa mình đi đâu nữa. "Anh đưa em đi đâu thế?" "Đến một nơi." Xe đã chạy khá xa, cách thành phố 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy tới nơi. Trong lòng Tiêu Dao có cảm giác bất an nên đã nhắn tin cho Uyển Nhi. "Mình không biết anh ấy chở mình đi đâu, nhưng mà nơi này khá vắng, mình hơi sợ." Uyển Nhi thấy Tiêu Dao nói như vậy thì lo lắng trả lời. "Cậu bình tĩnh, đừng để anh ta biết cậu đang lo lắng. Cậu chia sẻ định vị cho mình đi, và cả biển số xe của anh ta nữa." Tiêu Dao nhận tin nhắn của Uyển Nhi, cô liền gửi biển số xe. Đến khi mà gửi định vị thì người đàn ông phóng đi rất nhanh, ra khỏi vùng trực tuyến, không còn sóng nữa. Cô không thể chia sẻ định vị cho bạn thân. "Anh đưa em đi đâu thế này?" "Đến một nơi mà." Âu Nam lộ ra nụ cười quỷ dị, làm cho cô sợ hãi, nắm tay vào thanh chắn trên đầu giữ chặt cơ thể. Tiêu Nam đưa cô đến quán bar cách xa thành phố. Hắn ta xuống xe, mở cửa xe. Cô nhất quyết không chịu xuống. "Xuống đi." "Không, em không xuống đâu." Âu Nam thấy cô không nghe lời thì nắm tóc cô kéo xuống xe. Cô thấy trước mặt mình là một quán bar, lại càng không hiểu Âu Nam đưa mình đến đây để làm gì. Anh kéo cô vào trong phòng VIP của quán bar. Cửa vừa mở ra, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Ho sặc sụa, cô lấy tay che mũi.
Cô bị dị ứng mùi thuốc lá nên khó chịu vô cùng. Dạ, thiếu gia Phong, đây là thứ anh muốn. Tôi đem người tới rồi. Về chuyện nợ nần, anh xóa đi có được không? Tiểu Giao ngơ ngác nhìn Âu Nam. Nợ nần thì liên quan gì đến việc đưa cô đến đây rồi đẩy cô cho người đàn ông Phong Trạch Hàn này? Phong Trạch Hàn là ông chủ của 5 quán bar lớn của Thượng Hải, còn thêm 3 cái sòng bài, và là chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Con trai của ông bà Phong, ba mẹ anh đã mất khi còn trẻ, họ bị ám sát, đã mất mạng. Anh từ nhỏ sống với ông bà nội. Để tôi xem cô nàng này thế nào đã. Cô ta vẫn còn trong trắng, anh cứ yên tâm. Hạ Tiêu Dao đứng không vững khi mà Âu Nam đẩy cô về phía của Phong Trạch Hàn. Cô ngã dưới chân anh. Anh nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt ưu tú động lòng người của cô thì nở ra nụ cười. Nếu như ngài không tin thì có thể kiểm tra ngài Phong. Âu Nam liền ra ngoài, vệ sĩ cũng theo đó mà đi ra ngoài, đóng cánh cửa phòng lại. Âu Nam, anh là tên khốn. Chửi mắng Âu Nam xong, cô quay sang van xin Phong Trạch Hàn, mong anh hãy tha cho mình. Tôi xin anh tha cho tôi. Chuyện nợ nần của hắn ta tôi không biết gì cả. Thế thì oan ức cho cô gái xinh đẹp này quá rồi nhỉ. Phong Trạch Hàn nắm tay cô, kéo cô ngồi trên đùi mình. Bây giờ phải như thế nào đây? Hắn ta đánh bài thiếu nợ tôi 40 vạn. Em trả thay hắn ta thì tôi sẽ thả em đi. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Thả rằng anh lấy mạng tôi còn tốt hơn. Xinh đẹp thế này làm sao mà tôi nỡ lấy mạng em cơ chứ. Hắn ta bán em cho tôi để gán nợ đấy. Bây giờ em là của tôi. Xin anh đừng mà. Bàn tay Phong Trạch Hàn ôm chặt lấy eo thon của cô gái nhỏ, môi đặt lên môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt. Môi em ngọt thật đấy. Từ bây giờ trở đi em là người phụ nữ của tôi rồi. Tối nay em sẽ có một đêm tuyệt vời. Đừng mà, tôi xin anh tha cho tôi. Cô liên tục khóc lóc van xin. Mặt người đàn ông không một chút nào biến sắc. Anh bế cô lên. Cô chỉ biết khoác tay vào cổ anh. Phong Trạch Hàn quay sang nhìn Nam Kiên. Xử lý hắn ta cho tốt. Dạ vâng, lão đại. Nam Kiên khẽ gật đầu rồi túm cổ áo của Âu Nam lôi đi chỗ khác. Các người, chẳng phải các người nói sẽ xóa nợ cho tôi sao? Buông tôi ra. Lão đại của chúng tôi chưa từng nói câu đó. Phong Trạch Hàn để Tiêu Dao ngồi vào trong xe, cô vẫn ra sức vùng vẫy. Anh không quan tâm mà lái xe trở về căn biệt thự của mình. Thả tôi ra, anh đưa tôi đi đâu thế này? Về nhà chứ còn đi đâu nữa. Cô cố gắng mở cửa nhưng Phong Trạch Hàn đã nhanh tay khóa chốt cẩn thận. Anh đưa cô về căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của mình. Anh xuống mở cửa xe. Cô không có ý định xuống xe, anh lập tức bế cô lên. Để tôi xem em lì lợm cỡ nào. Cô khua tay múa chân mà cũng chẳng si nhê gì với sức lực của người đàn ông. Anh bế cô một mạch lên phòng của mình, quăng cô xuống giường lớn. Cô lùi về đằng sau, sợ hãi trốn tránh anh. Người đàn ông cởi bỏ áo vest, từ từ cởi những cúc áo sơ mi ra, rồi tóm chân cô, kéo cô sát đến gần mình. Hôm nay tôi sẽ cho em lên thiên đường, cô gái nhỏ. Đừng mà, anh tha cho tôi đi. Tôi không biết gì về chuyện của Âu Nam thật mà. Cô cảm thấy vô cùng oan ức, khóc càng ngày càng to. Phong Trạch Hàn tuy rằng lạnh lùng, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng gần phụ nữ. Thấy cô khóc lớn thì không biết phải làm thế nào nữa. Thôi được rồi, tôi không làm gì em cả. Khóc to quá, mất hứng. Cô thấy anh nói như vậy thì lấy tay lau nước mắt nước mũi. Thật sao? Anh tha cho tôi thật à? Cảm ơn anh. Cô định cảm ơn xuông, đứng dậy phủi mông rồi đi. Người đàn ông đã kéo tay cô lại để cô ngồi trên đùi mình. Tay anh ôm trọn vòng eo của cô. Bé con, định chạy đi đâu chứ? Thì anh bảo anh tha cho tôi còn gì nữa. Tôi bảo rằng tôi sẽ không làm gì em đêm nay, chứ có phải để em rời đi đâu. Anh nói dối. Đàn ông ai cũng như nhau. Yên tâm đi,
Tôi không tồi tệ như tên bạn trai của em đâu. Tôi không cần biết, mau thả tôi ra. Biến thái, đồ lưu manh. Cô la lớn trong căn phòng, nhưng đáng tiếc đây là phòng cách âm. Cho dù có nghe thấy tiếng cô la thì cũng chẳng có ai dám bước vào để cứu. Em la đi, để xem là ai dám vào đây cứu em nào, cô gái nhỏ. Hạ Tiêu Dao cảm thấy không làm gì được người đàn ông này. Cô bắt đầu đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Em tìm cái này sao? Anh giơ tay lên, trên tay anh là chiếc điện thoại của Tiêu Dao. Anh trả đây. Thứ này đã nằm trong tay tôi rồi thì làm gì có ai lấy được cơ chứ. Tên khốn nạn. Cô ngồi trên đùi anh, bất lực gục đầu xuống. Tôi thực sự không biết chuyện của hắn ta là như thế nào. Hắn ta thiếu nợ các anh, các anh không tự tìm hắn ta đòi nợ mà lại muốn tôi lên giường cùng anh là sao chứ? Tôi đâu phải là người thiếu nợ đâu. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Ngày mai tôi cần phải đi làm. Hy vọng anh làm xong thì thả tôi đi. Xem như chúng ta chưa từng quen nhau. Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi đầy trên mặt. Phong Trạch Hàn không biết mình làm gì sai, không kìm lòng được mà anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Thôi được rồi, tôi hứa tôi sẽ không làm gì em. Ngày mai tôi thả em ra. Hạ Tiêu Dao mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giả bộ. Anh đừng nói điêu, dễ gì anh thả tôi ra. Tôi biết đàn ông các người đều giống nhau. Anh còn chưa làm gì tôi, làm sao để tôi đi cơ chứ? Tôi nói thật mà, tôi không phải là đồ khốn như em nghĩ. Đồ đạc ở trong phòng tắm đó, em thay ra đi. Anh buông tay khỏi eo cô. Cô lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, lộ ra nụ cười vui sướng. Cô mặc trên người chiếc đầm ôm bó sát, vòng nào ra vòng nấy, vòng một căng tròn, vòng hai thon thả, vòng ba đẩy đà. Phong Trạch Hàn nhìn thấy mà không nhịn nổi. Cơ thể anh lập tức căng cứng, nhưng anh phải kìm nén. Chết tiệt, rút lại lời nói, chẳng khác nào là tên khốn. Vẻ mặt của anh căng thẳng, kìm nén dục vọng vào bên trong. Hạ Tiêu Dao đã rửa mặt xong, thay đồ xong, cô kéo khóa váy đằng sau lên, nhưng mà nó bị kẹt, kéo mãi không được. Phong Trạch Hàn thấy cô ở trong phòng tắm quá lâu thì anh gõ cửa. Lâu thế? Anh chờ tôi thêm một chút, tôi đang thay đồ rồi. Thay một bộ đồ làm gì mà lâu thế? Khóa váy bị kẹt rồi, tôi không thể nào kéo được. Anh chờ tôi một chút nha. Mở cửa ra đi, tôi giúp em. Không được. Tôi hứa sẽ nhắm mắt không nhìn đâu, cũng không làm gì em đâu. Cô cũng đành tin lời nói của anh mà khẽ mở cửa ra, quay lưng đứng trước mặt anh. Anh cũng kéo khóa mãi mà không xong, cố gắng kéo một cái thật mạnh. Nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của cô, mặt anh bất giác đỏ lên. Hạ Tiêu Dao giật mình, cô quay người nhìn anh. Anh lập tức chế trụ cô vào vách tường. Anh làm gì thế? Tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Em đúng là biết cách làm cho người ta phải mê mẩn. Tôi không hề. Cô ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Anh cầm cằm cô để cô đối diện với gương mặt của mình. Anh không thể nào kiềm chế, đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào đó, hôn say đắm. Nụ hôn quá nồng cháy, cô không sao thở nổi, đánh liên tục vào lồng ngực của anh. Phong Trạch Hàn luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của cô ra. Anh dám giở trò lưu manh? Tôi đã làm gì đâu mà lưu manh chứ. Ai bảo em ngon quá làm gì? Đồ biến thái. Đi ra ngoài đi, tôi còn thay đồ nữa. Nếu tôi không ra thì sao? Thì tôi sẽ ra. Anh cứ việc ở đây đi. Em thay ở đâu, tôi sẽ đi theo, rồi nhìn em chằm chằm ở đó. Đồ biến thái, đáng ghét. Em muốn biết tôi biến thái đến cỡ nào không? Tôi sẽ thể hiện cho em xem. Anh thấy cô chuẩn bị ra ngoài thì kéo tay cô, để cô ngã vào vòng tay của mình. Lồng ngực săn chắc của người đàn ông hiện ra trước tầm mắt của Tiêu Dao. Người đàn ông này vô cùng quyến rũ, sáu múi đầy đủ. Đêm đó hai người cũng chỉ dừng lại ở bước dành cho nhau những nụ hôn, không làm gì quá đáng. Anh quyết định sang phòng kế bên
để cho cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau để người hầu lên gọi cô dậy. Dạ thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống ăn sáng, thiếu gia cho gọi ạ. Hạ Tiêu Dao thấy người làm gọi mình là tiểu thư thì ngồi bật dậy. Đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi không là gì của Phong thiếu gia nhà các người. Nhưng mà tôi bảo gọi gì thì người làm cứ việc gọi như vậy, em có ý kiến gì sao? Người đàn ông đẩy cửa đi vào. Người làm thấy anh vào thì lui ra ngoài trước. Tất nhiên là tôi không cho phép rồi. Em to gan lắm rồi, thay đồ nhanh lên. Trong lúc cô thay đồ, Phong Trạch Hàn xuống phòng khách ngồi chờ cô. Dạ thưa Phong thiếu, đây là toàn bộ tài liệu mà anh bảo tôi điều tra. Cô ấy tên là Hạ Tiêu Dao, đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Thanh Hoa, chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Đã đóng rất nhiều vai phụ để lấy danh tiếng, diễn xuất của cô ấy rất tốt, mọi người cũng rất yêu thích. Gia đình ở dưới quê cũng gọi là khá giả. Cô ấy có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, là con riêng. Được rồi, lui ra đi. Làm diễn viên sao? Bảo sao tối qua cô diễn tốt để anh tha thứ cho cô, tối nay cô chết chắc rồi. Cô gái nhỏ bước xuống dưới lầu, khoác trên mình chiếc váy xinh đẹp do chính anh chuẩn bị. Cô đi về phía của anh. Ngồi xuống đi, tôi cho em gặp một người. Là ai chứ? Nam Kiên, vệ sĩ của anh, lôi cổ tên khốn Âu Nam vào trong phòng. Hắn ta quỳ xuống van xin Phong Trạch Hàn. Ngài Phong, tôi xin ngài tha cho tôi một mạng. Chẳng phải là ngài đã có cô ta rồi sao? Cô ấy à? Đêm qua tôi có làm ăn được gì đâu. Còn khốn này, mày hãy nghe lời của ngài Phong đi. Âu Nam lập tức quay sang mắng Tiêu Dao. Tại sao tôi phải nghe lời chứ? Tên khốn nhà anh thiếu nợ mà không dám trả, người ta gọi là đồ hèn đấy. Tôi cho em 3 sự lựa chọn. 1 là ở bên tôi 2 năm, cho em quyền xử lý Âu Nam. 2 là trả nợ thay hắn ta. 3 là hắn ta sẽ mất mạng không thấy xác. Hạ Tiêu Dao đắn đo suy nghĩ. Cô vẫn còn tình xưa nghĩa cũ, không muốn hắn ta đi đến con đường cùng. Lúc quen cô, Âu Nam cũng chăm sóc cẩn thận từ A đến Z, không để cô thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Mà mẹ Âu Nam cũng rất quý cô nữa. Tôi chọn điều kiện số 1. Ngoan lắm, vậy hắn ta giao cho em xử lý đấy. Hạ Tiêu Dao xắn tay áo lên, đi về phía của Âu Nam. Gương mặt cô trở nên lạnh lùng. Cô tát cho hắn ta một cái đau điếng. Tên khốn, đồ hèn hạ, đồ tồi, thiếu nợ không có tiền trả lại dám bán tôi cho người khác. Cô lại tát thêm vài cái nữa cho nguôi cơn giận. Càng đánh càng đỏ tay, mãi sau đó mới dừng lại. Phong Trạch Hàn đứng dậy, đi tới gần cô rồi ôm lấy cô từ đằng sau. Cụ cưng đã nguôi giận chưa nào, hay là muốn đánh tiếp? Được rồi, thế thôi, tôi không muốn hắn ta mất mạng. Tốt lắm, vào ăn sáng nha. Hạ Tiêu Dao nhìn đồng hồ trên tay mình, đã chỉ 9:30. Không được, tôi sắp trễ giờ quay rồi. Vậy tôi đưa em đi. Không cần đâu. Còn chưa kịp từ chối, anh đã dành cho cô ánh mắt sắc bén. Thôi được rồi, anh muốn đưa tôi đi thì cứ việc. Đoàn làm phim khá xa, tôi sợ không kịp. Yên tâm đi, sẽ kịp thôi. Anh liền lấy ra con xe Lamborghini, phóng thật nhanh đến đoàn làm phim của Tiêu Dao. Khi cô vừa tới nơi thì vẫn dư thời gian. Ekip thấy con siêu xe đỗ ngay ở đoàn làm phim, liền há hốc mồm mà nhìn. Ai thế nhỉ? Có phải nữ chính không? Hạ Tiêu Dao bước xuống xe, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Xin lỗi mọi người, em đến trễ ạ. Không sao, em vào trong đọc lại lời thoại và trang điểm đi nha. Dạ vâng, cảm ơn đạo diễn. Phòng Trạch Hàn cũng bước xuống xe, đạo diễn lập tức nhận ra anh. Chào ngài Phong, không biết ngài đến đây có việc gì không? Tôi đưa bé cưng của tôi đi làm thôi, cũng muốn xem đoàn làm phim này dạo này thế nào. Đạo diễn không tin vào tai mình. Đưa bé cưng đi làm? Chẳng lẽ hai người này... Dạ vâng vâng, mời ngài ngồi lên ghế.
Đạo diễn lập tức sắp xếp chiếc ghế dưới bóng cây cho anh ngồi để không bị bắt nắng. Uyển Nhi thấy Tiêu Dao đến đóng phim thì đi đến chỗ cô xem là cô có làm sao không. Này, cậu có làm sao không Tiêu Dao? Tối qua gọi cho cậu mãi mà không được đấy. Mình không sao đâu, hắn ta mới bị mình đánh cho như xương rồi. Thế ai đưa cậu đến đoàn làm phim? Tối trở về mình kể sau nha. Tiêu Dao trang điểm thay đồ xong xuôi, mọi người trong ekip cũng chuẩn bị xong cảnh quay. Cô khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy, mang đôi giày cao gót đầy khí chất bước ra ngoài. Em chuẩn bị xong xuôi rồi, đã quay chưa ạ? Được rồi, mọi thứ cũng chuẩn bị xong rồi đây. Giọng nói nam tính vang lên, là giọng của Chu An Tường, nam chính bộ phim Khi Anh Đến. Đóng vai nữ chính là Hạ Tiêu Dao. Cô may mắn được mời làm nữ chính trong bộ phim này. Những bộ phim cô đóng trước đây là vai phụ, được đạo diễn Bách xem qua, nên lần này mời cô đóng chính. Chu An Tường là nam thần showbiz nổi tiếng trong giới, anh cũng rất gần gũi với mọi người nên được rất nhiều cô gái đổ gục vì nhan sắc điển trai. Hai người tập diễn thử trước đi, đây là cảnh hôn. Uyển Nhi, cậu đưa kịch bản cho tớ nhầm cảnh sao? Uyển Nhi biết cô nên làm nữ chính nên đã tự nguyện làm trợ lý đắc lực cho cô. Uyển Nhi đọc lại ngày kịch bản. Tôi chết rồi, mình đưa cậu nhầm kịch bản của ngày quay là ngày mai. Không sao đâu, em cứ đọc qua kịch bản đi rồi chúng ta diễn thử. Chủ An Tường nói với cô, trong ánh mắt của người đàn ông hiện ra đầy sự ôn nhu dành cho cô bé dễ thương xinh đẹp. Đúng đó, cứ đọc kịch bản đi, muộn một chút cũng được mà. Đạo diễn thấy Phong Trạch Hàn ngồi nhìn mình chằm chằm thì toát hết cả mồ hôi lạnh. 15 phút sau đó, đạo diễn Hồ bắt đầu. Sau những câu thoại đường mật của nam chính nữ chính thì hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Phong Trạch Hàn nhìn cảnh này mà đỏ cả mặt, tay kéo cà vạt thấp xuống. Anh nói với đạo diễn, sau này cảnh hôn ít đi thì bộ phim mới có thể hay được. Dạ vâng, tôi sẽ ghi nhận ý kiến của ngài Phong. Sau khi diễn xong, Chu An Tường ngỏ lời với Tiêu Dao. Tối nay em có rảnh không Tiêu Dao? Anh muốn mời em đi ăn một bữa. Tối nay sao? Em rảnh ạ. Vậy thì diễn xong cảnh quay cuối cùng trong ngày, anh đưa em đi ăn luôn nha. Chu An Tường có thiện cảm với Tiêu Dao. Hai người đã đóng phim và gặp nhau nhiều lần nên coi như thân thiết. Trước khi đến cảnh quay tiếp theo, Hạ Tiêu Dao vào trong nhà vệ sinh, Phong Trạch Hàn cũng đi theo cô. Anh kéo tay cô, ép cô sát vào tường. Anh làm cái gì đấy? Buông tôi ra. Em thân thiết với người đàn ông khác quá mức rồi đấy, lại còn hôn nhau say đắm. Đó là cảnh quay trong phim, mà tôi và anh là cái gì đâu. Làm sao anh có thể cấm tôi không được thân thiết với người khác chứ? Đằng sau bức tường có một người trùm kín cả mặt, chụp lén anh vào cô. Phong Trạch Hàn không hay biết là có người theo dõi. Anh cầm lấy cằm cô nâng lên, đặt lên đó nụ hôn nồng nàn làm cho cô khó thở, đánh liên tục vào lồng ngực của anh. Em quên sáng nay đã đồng ý với tôi chuyện gì rồi sao? Cô ngơ ngác nhớ đến chuyện sáng nay anh nói. Nhớ ra thì cô định bỏ chạy, anh đã chặn cô lại. Em định trốn thoát khỏi bàn tay của tôi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Sau khi tan làm tôi sẽ đưa em trở về. Không được, tôi có hẹn ăn cơm với bạn rồi. Bạn nào? Có hẹn thì tôi sẽ đi cùng em. Có nhất thiết phải như vậy không? Nhất thiết. Cô cảm thấy vô cùng bất lực. Diễn xong cảnh cuối cùng trong ngày, quay qua quay lại đã không thấy Phong Trạch Hàn đâu. Cô lập tức thắc mắc. Uyển Nhi đi tới nói với cô, ban nãy ngài Phong còn nói với mình là có việc gấp trong công ty nên giờ đi trước, dặn mình nói lại với cậu đấy Tiêu Dao. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu nha. Cô thay đồ tẩy trang để bỏ đi lớp trang điểm rất dày trên mặt mình. Chu An Tường đã đứng chờ cô sẵn. Anh tinh tế còn để tay chắn đầu cho cô không bị đụng đầu lúc cô vào xe nữa. Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Sau đó thì Chu An Tường đưa cô trở về ký túc xá. Đợi cô vào bên trong an toàn rồi
Chu An Tường mới lái xe trở về. Phong Trạch Hàn không thấy Tiêu Dao về căn biệt thự của mình, anh lái xe đến ký túc xá, liền nhấc máy gọi cho cô. Cô nhận được cuộc gọi từ số máy lạ thì lập tức nghe máy. Xin hỏi là ai vậy? Em đã quên tôi nhanh như vậy sao? Tôi đang ở dưới ký túc xá đây, xuống đi. Cô nhận ra giọng nói của Phong Trạch Hàn mà giật mình, vứt điện thoại xuống giường, nhìn ra cửa sổ thấy anh đang đứng đó. Người đàn ông nhìn thấy cô ngó đầu ra thì vẫy tay chào. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ 2 giây, lấy áo khoác mặc vào rồi đi xuống. Uyển Nhi hôm nay không ngủ trong ký túc xá, cô ấy đã ngủ ở nhà bạn trai rồi. Cô lật đật chạy xuống ký túc xá nữa thì thấy Phong Trạch Hàn trên tay cầm điếu thuốc, dựa lưng vào chiếc xe ô tô, một tay bỏ vào trong túi, vẻ mặt ưu tú điển trai đứng chờ cô. Cô đi đến gần, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thì cảm thấy khó chịu, ho vài tiếng. Cô lấy tay che miệng che mũi. Anh có thể bỏ điếu thuốc được không? Tôi khó chịu. Từ trước đến giờ tôi không có thói quen chiều theo ý của phụ nữ, nhưng riêng em thì tôi có thể ngoại lệ. Nói xong, người đàn ông thẳng tay vứt điếu thuốc đi, ôm lấy eo của cô, kéo cô sát vào mình, hai cơ thể gần nhau, không còn hở một khe nào. Cô đỏ hết cả mặt lên. Anh làm gì thế? Buông tôi ra. Đây là ký túc xá đấy. Thì sao nào? Tôi không sợ, em việc gì phải sợ chứ? Đồ trơ trẽn. Anh mở cửa xe, bế cô ngồi vào ghế lái phụ. Cô vùng vẫy liên tục. Anh định làm gì chứ? Anh đóng cửa lại, vòng ra đằng trước, ngồi vào ghế lái. Tất nhiên là đưa em về nhà rồi. Nhưng mà tôi... Không có nhương nhị gì hết. Tôi đã nói thì không bao giờ thay đổi được lời nói của tôi đâu. Tên khốn nạn nhà anh. Cô không phục, thầm chửi ở trong miệng mình. Em nói gì thế? Không có gì. Anh lái xe trở về căn biệt thự, đến nơi mở cửa cho cô. Cô gái nhỏ ngang ngược ngồi im, không chịu bước xuống. Anh thở dài. Em không xuống chắc là đợi tôi bế em có đúng không? Nghe đến đây cô bừng tỉnh, lập tức bước xuống xe. Không cần đâu, tôi tự đi được. Hạ Tiêu Dao rụt rè bước vào nhà cùng anh. Đứng trước cửa là những cô hầu gái đang chờ sẵn. Thấy Phong Trạch Hàn cùng với Hạ Tiêu Dao bước vào, họ cúi đầu chào hỏi. Dạ, lão đại, phu nhân. Những cô hầu gái đồng thanh chào. Vừa nghe đến chữ phu nhân, Hạ Tiêu Dao bất ngờ nhìn những cô gái đó. Cô ú ớ lên tiếng. Đừng gọi tôi là phu nhân như vậy. Dạ xin lỗi phu nhân, đây là mệnh lệnh của lão đại, không thể nào thay đổi được. Em nên tập làm quen đi. Phong Trạch Hàn kéo tay cô lên phòng. Anh đẩy nhẹ người cô ngồi xuống giường. Anh làm cái gì thế? Làm việc cần làm thôi. Người đàn ông cởi bỏ chiếc áo vest của mình ra, nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ. Cô sợ hãi lùi về sau. Anh ngồi xuống giường nắm cổ chân cô. Sau đó anh cầm hợp đồng trên tay, đưa nó cho Tiêu Dao. Em đọc và ký tên đi. Em có quyền đưa ra 3 điều kiện. Chỉ cần em thích thứ gì tôi đều có thể cho em, ngoại trừ tình yêu. Hạ Tiêu Dao cầm lấy bản hợp đồng trên tay, đọc sơ qua những điều kiện của anh. Cô cảm thấy nó cũng không phải là quá đáng. Cô rụt rè do dự cầm bút lên. Vai diễn nào em thích tôi đều cho em. 1 tháng sẽ có tiền và tài khoản. Em chỉ cần biết nó là hàng tỷ. Được rồi. Cô lập tức ký tên và hợp đồng. Anh có tình, tôi có tiền, chúng ta đều có lợi. Nhưng mà nếu em hủy hợp đồng, em sẽ phải đền tiền gấp đôi cho tôi đấy. Ngược lại là anh thì sao? Thì tôi cũng đền tiền gấp đôi cho em. Được. Vậy ký kết xong rồi, tôi về được chứ? Ai cho phép em về? Ngủ lại đây đi, sau này em sẽ ở đây cùng tôi luôn. Sao cơ? Cô không tin lời anh nói. Thì trong bản hợp đồng có ghi rồi mà. Giờ tôi đi tắm đây, em mà dám trốn tôi sẽ lấy chân em đấy. Tôi hiểu rồi. Máy lạnh trong phòng hơi nóng, cô không chịu được, đã cởi bỏ áo khoác ngoài ra.
lộ ra làn da hồng hào, thân hình quyến rũ. Người đàn ông tắm xong trên người là áo tắm, anh nhìn thấy đôi bờ vai mịn màng của Tiêu Dao, mặt hơi đỏ. Cô giật mình quay lại, lấy chăn cuốn lên người mình. Anh là người hay là ma mà di chuyển lại không có một chút tiếng động nào thế? Phải là người chứ, người thì đêm nay mới làm được chuyện kia. Chuyện kia là chuyện gì? Tôi không chắc đêm nay tôi có làm gì em không, nhưng trong hợp đồng có ghi rồi đấy. Anh... Cô bị những lời đe dọa của anh làm cho sợ hãi. Người đàn ông nhếch môi cười. Anh leo lên giường nằm xuống, còn cô thì vẫn ngồi đó trên góc giường cách xa anh. Anh đập tay vài cái xuống bên cạnh mình ra hiệu cho cô nằm xuống. Nào, nằm xuống đi. Thấy cô vẫn còn chần chừ, anh trực tiếp kéo tay cô. Người đàn ông xoay sang ôm lấy eo cô. Cô giật mình muốn né tránh. Nếu như em tiếp tục không ngoan ngoãn thì tối nay đừng trách tôi. Cô bị dọa sợ liền nằm im không dám cử động. Anh khẽ nói vào tai cô một câu nữa. Tôi sẽ không làm gì em đêm nay. Tôi cho em thời gian để chuẩn bị tinh thần. Bây giờ thì đừng sợ, ngủ đi. Anh trấn an tinh thần cô để cho cô không sợ hãi. Anh tắt đèn rồi ôm cô vào trong lòng thật chặt. Hai người cùng nhau say sưa ngủ một giấc đến tận sáng. Sáng hôm sau, tư thế ngủ khép nép hôm qua của Tiêu Dao đã thay đổi 180 độ. Chân gác lên người của Trạch Hàn, tay choàng vào cổ anh. Hai người đều ngủ rất ngon lành. Người đàn ông thức dậy trước, nằm im nhìn dáng vẻ của cô lúc ngủ. Ánh nắng chiếu vào mặt cô. Cô từ từ mở mắt, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Mặt cô nhìn xuống bên dưới. Trời đất ơi, tư thế ngủ của mình sao lại kỳ lạ thế này. Cô rụt tay rụt chân trở về rồi ngồi lên. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình đâu. Nói xong thì lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh. Người đàn ông ngồi đó chỉ biết nhìn cô mà cười thích thú. Ăn sáng xong, anh ngỏ ý muốn đưa cô đến đoàn làm phim. Hôm nay là thứ bảy, anh rảnh rỗi cả một ngày. Em ăn xong lên thay đồ đi, tôi sẽ đưa em đến đoàn làm phim. Không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi tự đi cũng được mà. Hôm nay tôi rảnh cả ngày, em làm xong tôi sẽ đưa em đi shopping. Cũng được. Phòng Trạch Hàn lái xe đưa Tiêu Dao đến đoàn làm phim. Anh ngồi xem cô diễn được vài phân đoạn. Công ty lại có việc gấp nên anh phải về một chuyến xem xét tình hình thế nào. Hạ Tiêu Dao ngồi nghỉ ngơi để diễn phân đoạn tiếp theo. Không thấy anh đâu cả. Cái tên này như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện. Cô đang ngồi nghỉ ngơi, tay cầm chùm nho nhai tới nhai lui. Chu An Tường đi từ đằng sau đến gần cô, tay xoa đầu cô. Bé con, ăn mãi không chán sao? Hạ Tiêu Dao giật mình quay đầu nhìn người đàn ông. Anh làm em giật mình đấy. Nghỉ ngơi một chút đi rồi quay tiếp. Lát nữa mà than mệt, anh sẽ ký đầu em đó. Em nhớ rồi. Chu An Tường và Tiêu Dao càng ngày càng thân thiết. Nhìn vào người ta còn tưởng là người yêu của nhau. Mọi người trong ekip cứ trêu hai người mãi thôi. Tiêu Dao diễn xong thì trời đã tối rồi. Cô nhắn tin cho Phong Trạch Hàn mà không thấy anh trả lời. Uyển Nhi thì bạn trai cô ấy đã đến đây đón cô ấy trở về. Tiêu Dao đứng đó mãi. Mọi người trong ekip cũng dần dần về hết rồi. Chu An Tường thấy cô chưa về thì lên tiếng nói. Xem chưa về, lên xe đi, anh đưa em về nha. Không cần đâu, bạn em sẽ đến đón. Vậy về cẩn thận nha. Vâng, anh về trước đi. Hạ Tiêu Dao gọi Phong Trạch Hàn vẫn là không nghe máy. Người đàn ông đang ở trong cuộc họp, anh tắt chuông điện thoại, không biết cô gọi cho mình và cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Tiêu Dao đành phải tự mình bắt xe trở về căn biệt thự của Phong Trạch Hàn. Sau khi anh họp xong đã là 8 giờ tối, trở về phòng làm việc. Trong phòng làm việc của anh có một cô gái đang ngồi chờ. Cô ta chính là Mỹ Mỹ, là thanh mai trúc mã của Trạch Hàn. Vốn dĩ từ trước đến nay anh không hề thích cô ta. Cô ta rất lăng nhăng, ai cũng có thể lên giường được. Mục tiêu của Mỹ Mỹ nhắm tới là nhà họ Phong và Phong Trạch Hàn.
Anh Hàn, em đợi anh nãy giờ. Nước đây, anh uống đi. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm ly nước cô ta đưa. Uống xong thì mở điện thoại lên, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiêu Dao. Anh ấn gọi lại. Gọi cho cô thì không thấy cô nghe máy. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã trễ giờ đón cô rồi. Tình huống gấp rút, anh vội vàng cầm áo khoác mặc vào. Định rời đi thì Mỹ Mỹ đã kéo tay anh. Sao anh vội thế? Nhìn thấy em, anh không vui à? Không vui. Cô về đi, tôi không có nhiều thời gian để tiếp đón cô. Lúc này vệ sĩ Nam Kiên gõ cửa phòng làm việc của anh. Vào đi. Dạ thưa lão đại, phu nhân đã về đến nhà an toàn. Quản gia Lâm mới bảo với tôi. Được rồi, cậu chuẩn bị xe đi. Dạ vâng. Mỹ Mỹ cứ tưởng rằng anh nói chuẩn bị xe là đưa mình về nhà anh. Không cần về nhà em đâu, nhà anh cũng được mà. Tôi không rảnh. Để về nhà cô tự về đi. Trên đường về, anh cảm thấy trong người nóng bức, mặt đỏ hết cả lên, vô cùng khó chịu. Ngọn lửa khát khao càng ngày càng bùng cháy. Anh cởi bỏ áo vest bên ngoài, nới lỏng cả vạt, từ từ mở cúc áo sơ mi ra. Đi nhanh lên, tôi khó chịu quá. Dạ vâng. Mà cậu chủ không khỏe ở đâu sao? Có cần phải đến bệnh viện không? Không cần đâu, về nhà đi. Nam Kiên tăng tốc chạy về căn biệt thự. Hạ Tiêu Dao ở nhà tắm rửa thay đồ. Đi qua đây gấp gáp, cô không kịp mang theo bộ đồ ngủ nào, chỉ thấy những chiếc đầm ngủ sexy 2 giây mà mấy cô hầu gái chuẩn bị cho cô thôi. Trời đất, cô cần phải táo bạo như vậy không? Không chịu thì cũng phải chịu thôi. Cô vẫn phải mặc chúng, bởi vì không mặc chúng thì ở không chắc. Chiếc đầm ngủ đó hở nguyên cả tấm lưng nuột nà trắng mịn. Cô không mặc áo khoác bởi vì cô nghe quản gia Lâm nói tối nay anh sẽ không trở về. Cô thầm mừng trong lòng, đi qua đi lại cười tươi vui vẻ. Phòng Trạch Hàn vừa về đến nhà, anh mở cửa bước ra, sau đó đóng cửa rất mạnh. Không hề thương tiếc chiếc xe sang trọng, anh đi lên phòng ngủ. Đập xe như lão đại, bảo sao mỗi tháng không mua 2-3 cái siêu xe. Nam Kiên nhìn thấy anh đập cửa xe mà trong lòng xót xa lầm bầm. Hạ Tiêu Dao đang đứng trên giường nhốn nhảy. Người đàn ông mở cửa bước vào, thấy cô mặc đồ quyến rũ, không chịu nổi nôn nước bọt liên tục. Cô thấy anh về bất ngờ thì lấy tay che chắn cơ thể của mình. Tôi cứ tưởng là hôm nay anh không về. Người đàn ông đi một mạch vào trong nhà tắm, đóng sầm cửa. Anh đứng dưới vòi nước lạnh, vẫn cảm thấy không xi nhê nên ngâm mình trong bồn tắm. 30 phút sau đó, Tiêu Dao thấy anh mãi chưa ra thì có vẻ lo lắng. Sắc mặt của anh lúc trở về không được tốt. Cô rón rén đứng dậy gõ cửa phòng tắm, gõ mãi mà không thấy anh trả lời. Này, anh có làm sao không đấy? Trên người chỉ cuốn chiếc khăn tắm ở bên dưới, tóc anh còn ướt, gương mặt lạnh lùng, vẫn còn vài giọt nước rơi từ trên xuống. Anh nhìn thấy cô thì không thể nào kìm nén được mà ấn cô xuống giường. Tiêu Dao giật mình, cô phát hiện ra mặt anh rất đỏ, dùng tay chạm lên trán của anh. Anh bị sốt hay gì mà tại sao mặt đỏ thế này? Trong người tôi khó chịu quá, em giúp tôi đi. Giúp gì chứ? À được rồi, để tôi lấy thuốc cho anh. Không phải thuốc. Anh ấn mạnh tay cô xuống giường, trực tiếp hôn lên đôi môi của cô một cách cuồng bạo. Tay chân cô mềm nhũn, từ từ thả lỏng. Cô bị anh hôn đến ngạt thở. Cô lấy tay đấm vào lồng ngực của anh. Anh luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của cô ra. Tôi bị người ta bỏ thuốc. Chính là ly nước mà Mỹ Mỹ đưa anh uống. Cô ta sớm có sự chuẩn bị, bỏ liều thuốc kích thích dạo mạnh vào. Cô ta muốn có được Phong Trạch Hàn đêm nay, nhưng cuối cùng bất thành. Bỏ thuốc sao? Là thuốc gì chứ? Tiêu Dao vô cùng ngây ngô. Cô thực sự không hiểu ý của Trạch Hàn là gì. Tôi đang rất khó chịu đấy. Em giả ngốc hay ngốc thật đây? Tôi đang hỏi anh thật lòng mà. Không biết thì hỏi thôi. Chưa biết rồi tôi hỏi làm gì nữa. Phong Trạch Hàn áp sát tai cô, nói bằng giọng nói ấm áp, hơi thở nóng hổi, làm cho cô lạnh toát cả sống lưng.
Thuốc kích thích. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện nha? Bị bỏ thuốc này thì bác sĩ nào chữa được cơ chứ? Vậy bây giờ phải làm sao? Ai chữa cho anh thì được? Em chữa cho tôi đi. Tôi muốn đêm nay em là của tôi. Chữa bằng cách nào đây? Cởi đồ ra đi. Cô bất giác không kiểm soát được hành động, đã lỡ tay tát vào mặt của Phong Trạch Hàn. Đồ biến thái. Làm xong cô mới giật mình rút tay về, xoa xoa một bên má vừa bị cô tát. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Không sao, muốn chuộc lỗi thì làm những gì mà tôi yêu cầu đi. Cô đắn đo suy nghĩ, bây giờ mà cô không giúp anh, để anh chật vật đến mất mạng luôn sao? Trốn được lần này thì cũng không có nghĩa là trốn được lần sau và mãi mãi. Mà trong bản hợp đồng thì có ghi làm tình nhân của Phong Trạch Hàn, nên chắc chắn có làm chuyện ân ái. Thôi thì cô làm liều đi. Thôi được, tôi sẽ giúp anh. Cô vừa nói đến đây, anh đã đặt môi mình lên môi cô, hôn cô ngọt ngào. Cô đắm chìm vào nụ hôn đó. Bàn tay bất giác kéo khóa váy của cô xuống. Anh không ngại ngùng cởi bỏ tất cả những gì vướng víu trên cơ thể của hai người, quăng xuống sàn nhà không thương tiếc. Cô gái nhỏ ngại ngùng đỏ cả mặt, xoay mặt sang chỗ khác không nhìn anh. Nhìn tôi đi. Cuối cùng cô miễn cưỡng quay đầu nhìn anh. Bình thường thể lực của Phong Trạch Hàn đã rất khỏe rồi, bây giờ anh bị bỏ thuốc giống như hóa thành con sói đói, hành hạ cô không biết mấy tiếng sau mới chịu buông tha nữa. Cô cứ như vậy bị anh ăn sạch cả đêm, ngủ thiếp một giấc đến tận buổi trưa hôm sau, vậy mà vẫn chưa chịu dậy. Anh cũng nằm bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, ngủ cùng cô luôn. Cô quay người, tay ôm eo anh, chân thì ngọ nguậy, trúng vào nơi không nên trúng. Anh đã dậy sớm, nằm đó ngắm nhìn dáng vẻ của cô, cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng mình. Cô cảm nhận đụng vào thứ gì đó mềm mềm dưới chân mình, tay thì chạm vào bờ ngực săn chắc, mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra nhìn. Lập tức giật mình đẩy Phong Trạch Hàn ra, mà đẩy mãi không được. Người đàn ông không chịu nhúc nhích, cô đành quay lưng về hướng khác. Anh ra chỗ khác đi. Anh vẫn ôm cô thật chặt, kéo cô đến gần hơn nữa. Có gì đâu mà phải ngại chứ, chẳng phải tối qua chúng ta đã... Anh im đi, ngay bây giờ tôi cần thuốc tránh thai. Được rồi, tôi sẽ đi mua cho em. Nhưng mà tôi muốn thêm một chút gì đó của sáng mai. Biến đi, đồ biến thái. Đêm qua em rất tuyệt đấy. Anh nói ít đi một chút có được không? Vậy không nói nữa, hành động thôi. Tôi muốn diễn lại cảnh hôm qua. Anh hành tôi đến gần sáng mà bây giờ lại muốn thêm ư? Anh là trâu hay là bò? Em có nghe câu trâu già gặm cỏ non chưa? Anh... Cục vùng vẫy tay chân. Cơ thể cô đã rất đau đớn, làm cho cô la lên oai oái. Cả hai người không mảnh vải che thân ngoài chiếc chăn đang đắp chung. Cô cứ cọ qua cọ lại đến đau đớn, rồi bất giác rơi xuống những giọt nước mắt. Em sao thế? Đau lắm à? Anh ân cần hỏi cô, tay định kéo chăn ra, không chần chờ gì, nhưng cô đã nhanh chóng kéo chăn lại. Anh muốn làm gì chứ? Thì tôi muốn xem em bị làm sao, sao lại đến mức phát khóc thế này? Tôi đau. Ngoan nào, đau ở đâu? Ừ thì ở... Ở đâu để tôi xem cho. Không được xem, chỗ đó là nơi không được xem. Tôi hiểu rồi. Vậy vào phòng tắm đi, tôi sẽ bôi thuốc cho em. Không cần, tôi tự bôi được. Khó nhìn như vậy, làm sao mà em tự bôi được chứ? Nhưng mà tôi... Không nhường nhịn gì hết. Anh cứ như vậy bế cô vào trong phòng tắm, tay cô ôm chặt cổ anh. Vào trong nhà tắm, giằng co mãi mới bôi thuốc xong xuôi. Anh bế cô ra giường nằm. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy. Chị hai nghe đây. Khi nào chị hai về thăm em và ba mẹ thế? Em nhớ chị hai chết đi được. Tuần sau chị sẽ về thăm cục cưng nha.
Phong Trạch Hàn lên cơn ghen tuông vô cớ, bởi vì thấy Tiêu Dao gọi em trai của mình là cục cưng. Tay anh đặt trên bụng cô xoa xoa, nhưng cô đã thẳng tay hất anh ra. Cô ra hiệu anh im lặng một chút. Chị hai vẫn còn đang ngủ sao? Chị vừa dậy thôi. Bé yêu, anh đói rồi, đi ăn thôi. Phong Trạch Hàn lên tiếng, cô vội vàng bịt miệng anh. Khi đó điện thoại vẫn chưa tắt máy, cho nên có lẽ đầu dây bên kia đã nghe thấy rồi. Chị hai, chị có người yêu rồi sao? Bạn chị thôi. Thôi, chị bận rồi, chị tắt máy trước nha. Đó chính là Hạ Tử Sâm, cậu em 22 tuổi, là em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Tiêu Dao. Từ nhỏ đến lớn, hai chị em rất hòa thuận với nhau. Cô thương Hạ Tử Sâm, luôn coi cậu ấy là đứa em ruột của mình. Một lần ba cô đi tiệc, không may uống quá say, xảy ra chuyện ngoài ý muốn với người phụ nữ khác. Không lâu sau, người đàn bà lên giường với ba cô phát hiện ra mình mang thai. Hai người có con chỉ là sau tình một đêm, không hề có một chút nào cảm xúc gì. Mẹ cô biết chuyện này đã khóc rất nhiều. Ba cô vẫn luôn luôn xin lỗi mẹ. Bà vì yêu ba cô nên tha thứ cho chồng, không oán hận chồng. Mẹ cô là người phụ nữ hiền hậu. Khi sinh con xong thì người phụ nữ máu lạnh kia đã vứt con trai cho ba cô nuôi, đi tìm hạnh phúc của mình. Bà ta còn không thèm quay đầu nhìn con trai mình lấy một cái nào. Tiêu Dao và Trạch Hàn thay đồ rồi xuống bên dưới ăn sáng. Như bình thường, anh vẫn dành cho cô những cử chỉ ân ái. Tất cả người làm trong nhà đều nhìn thấy rõ ràng. Mấy cô hầu gái đứng trong bếp tám chuyện với nhau. Phu nhân đúng là sung sướng thật đấy. Hiếm lắm mới thấy lão đại nuông chiều một người nào đó. Có phước ghê. Đến bao giờ tôi mới gặp được người nào yêu tôi thật lòng đây? Một trong số các cô hầu gái khóc lóc lên tiếng nói. Vài ngày thôi là anh ấy sẽ chán đấy mà. Cô ta cũng chỉ vì tiền và vai diễn cho nên mới đồng ý ở bên cạnh lão đại. Người vừa nói là họa y, cô hầu gái thích thầm Phong Trạch Hàn. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hạ Tiêu Dao thì cô ta cảm thấy vô cùng ghen ghét. Đừng có mà để cái miệng hại cái thân, lão đại mà biết là cô không xong đâu. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi mà, ai làm gì được tôi. Cô ta còn chưa bằng cái móng chân của tôi nữa, không xứng đáng để tôi gọi là phu nhân. Cô vừa nói ai không bằng móng chân của cô. Quản gia Lâm bất ngờ xuất hiện. Ông ta đã nghe được tất cả câu chuyện của đám người làm. Quản gia, tôi không cố tình đâu. Đừng để tôi nói chuyện này với lão đại, nếu không thì cô tự biết kết quả của mình là tàn phế cả đời. Cô ta bị quản gia Lâm dọa cho phát sợ, rơi xuống những giọt nước mắt. Các cô nếu muốn giống như cô ta thì cứ nói xấu phu nhân, sau đó sẽ tàn phế cả đời. Dạ thưa quản gia, nô tỳ không dám. Biết thế thì tốt. Ăn uống xong xuôi, Phong Trạch Hàn đưa cô đến trung tâm thương mại, nơi bày bán những mặt hàng đắt đỏ để cho cô thỏa sức lựa chọn. Bước vào cửa hàng bán túi hiệu, cô đưa tay ra định lấy túi xem thử thì từ bên ngoài đi vào một cô gái, chắc cũng là người có tiền, trông rất sang trọng. Cô ta đi tới giành chiếc túi trên tay của Tiêu Dao. Tôi muốn lấy chiếc túi này. Cô ta không ai khác là Mỹ Mỹ, thản nhiên giành lấy túi từ Tiêu Dao. Phòng Trạch Hàn lúc này đã vào trong phòng VIP chờ cô để cô lựa chọn thoải mái, cho nên không thấy sự xuất hiện của Mỹ Mỹ. Chiếc túi này là tôi chọn trước cơ mà. Thì sao, cô còn chưa trả tiền, làm sao của cô được? Xin lỗi cô Mỹ, đây là phu nhân Hạ đã chọn trước rồi. Trong cửa hàng còn rất nhiều loại đẹp, cô cứ xem qua. Quản lý biết thừa, người đi cùng với Phong Trạch Hàn thì không thể nào dây vào, cho nên lên tiếng. Muốn Mỹ Mỹ hãy chọn chiếc túi khác. Tôi không cần biết, tôi chỉ thích chiếc túi này thôi. Trong lòng quản lý đang kêu gào. Trời đất ơi, một bên là người phụ nữ của thiếu gia nhà họ Phong, đắc tội là sẽ mất mạng, một bên là Mỹ tiểu thư, mà đắc tội với cô Hạ có vẻ nguy hiểm hơn. Phu nhân Hạ đã chọn trước rồi, thưa cô Mỹ.
Tôi không cần quan tâm, tôi sẽ thanh toán ngay lập tức. Cô ta bắt đầu la lối. Cô có biết phép tắc hay không? Tự dưng lại đi giành món đồ trên tay người khác, bây giờ còn la lối ôm sùm. Nếu cô thích thì tôi nhường. Người ta nghĩ mình là kẻ vô học đấy, nếu cô còn tiếp tục đứng đây giằng co, đúng là thiếu văn minh. Tiêu Dao khinh bỉ nói với Mỹ Mỹ. Cô có quyền gì mà dạy đời tôi? Chẳng có quyền gì cả. Tôi chỉ muốn nói cho cô hiểu, não cô uống nước rồi nên không biết phép tắc, có đúng không? Đồ quê mùa nhà cô làm sao có thể mua nổi chiếc túi hàng hiệu này? Tôi quê mùa thì tôi vẫn có thể có tiền mua được chiếc túi này. Không phải loại người ỷ mình có tiền, muốn làm gì thì làm và vô học như cô. Mỹ Mỹ tức giận đẩy Tiêu Dao một cái, cô lại tiếp tục đẩy cô ta một cái. Cả hai người cùng ngã xuống sàn. Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tôi hiền mà bắt nạt, đừng chạm vào người tôi. Thôi được rồi, cô thích chiếc túi đó đúng không? Tôi nhường cô. Phu nhân Hạ, cô cứ để cô ta mua chiếc túi đó đi, tôi sẽ mua mẫu khác. Dạ vâng. Tiểu Dao nói xong thì rời đi, cũng chẳng còn tâm trạng để mà xem thêm mẫu túi nào. Cô đi vào trong phòng VIP tìm Phong Trạch Hàn. Người đàn ông thấy cô đi vào thì đứng dậy, vẻ mặt cô có vẻ tức giận. Sao thế, em chọn xong chưa? Tôi chẳng chọn được chiếc túi nào. Sao mà mặt mày cau có thế này? Ai dám bắt nạt em à? Hai tay anh chạm lên má cô. Tôi đang xem chiếc túi cầm trên tay rồi mà lại có cô gái đi vào giật túi từ tay tôi, la lối ôm sùm và phải có được chiếc túi cho bằng được. Sau đó đẩy tôi, nói tôi là đồ quê mùa, không có tiền mua nổi chiếc túi kia. Thôi được rồi, tôi sẽ không để em chịu ấm ức đâu. Phong Trạch Hàn nghe cô nói như vậy thì vô cùng tức tối. Anh nắm tay cô, dắt cô ra bên ngoài. Phong Trạch Hàn bước ra từ phòng VIP, Mỹ Mỹ đã nhìn thấy anh. Cô ta đi tới, thấy anh đang nắm tay của Hạ Tiêu Dao thì vô cùng tức giận. Anh Hàn, anh cũng ở đây sao? Mặt sau anh lại đi cùng với cô gái quê mùa này? Cô ăn nói cho cẩn thận, gọi ai là quê mùa chứ? Sao anh lớn tiếng với em? Vì cô ta mà anh đối xử với em như vậy sao? Tôi nói có gì không đúng à? Đụng vào người phụ nữ của tôi thì đừng hòng sống yên ổn. Em sẽ mách bà nội. Gói tất cả đồ đạc trong cửa hàng cho tôi, tôi không thể nào để cho cô ấy chịu thiệt được. Phong Trạch Hàn nói với quản lý của cửa hàng. Dạ vâng. Anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi? Còn đàn bà chết tiệt này. Mỹ Mỹ định xông tới đánh Hạ Tiêu Dao. Cô đứng đằng sau Phong Trạch Hàn. Anh nắm tay cô thật chặt, rồi đẩy Mỹ Mỹ một cái cho cô ta ngã xuống sàn. Anh dám vì cô ta mà đẩy em? Mọi người trong cửa hàng xì xào bàn tán. Cô ta quê quá mà đứng dậy rời đi. Hạ Tiêu Dao thấy cô ta đi rồi thì ló đầu ra, kéo nhẹ tay áo anh. Anh quen cô gái đó sao? Ừ, quen một chút. Em có làm sao không? Tôi không sao đâu. Tiêu Dao đắc ý trong lòng, muốn đấu với cô mà dễ sao? Cô có chỗ dựa rất vững chắc nha. Thôi được rồi, tôi đưa em đi dạo tiếp. Gói đồ xong, tất cả đều là các túi hiệu giày dép đắt đỏ, in hóa đơn ra mà Tiêu Dao muốn sang chấn tâm lý. Hóa đơn này nó dài từ chỗ cô xuống dưới quê mà vẫn chưa hết mất. Cái này có phải là quá nhiều rồi không? Không có nhiều đâu, tôi vẫn thấy hơi ít. Em có muốn mua thêm gì không? Không cần đâu, nhiều quá rồi. Ở đằng xa có một người trùm kín mặt chụp lén ảnh của Hạ Tiêu Dao và Phong Trạch Hàn. Hắn ta rất có thể là nhà báo. Mấy chị nhân viên đem túi đồ hiệu ra ngoài xe cho Hạ Tiêu Dao. Cô vẫn chưa thể nào thích nghi được với đống đồ hiệu xa xỉ này. Phong Trạch Hàn mở cửa xe cho cô đi vào. Cô ngồi ngay ngắn ở ghế phụ chờ anh. Trạch Hàn lái xe được một đoạn, cô chợt nhớ ra việc mình cần phải về quê thăm ba mẹ và em trai, nên mở lời. Mà có chuyện này tôi... Có chuyện gì em cứ nói đi. Tuần sau tôi muốn về quê thăm gia đình.
Được, tôi sẽ về cùng em. Không cần phải làm phiền anh như vậy đâu, tôi tự về là được rồi. Anh cau mày nhìn cô. Cô lập tức né tránh ánh mắt hình viên đạn đó. Tôi rất sợ mỗi khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Anh muốn về thì cứ về đi. Được rồi, sau này tôi sẽ không nhìn em như vậy nữa. Đã dọa em sợ rồi. Anh chở cô vài vòng để dạo phố. Cô vì mệt mỏi đã tựa đầu vào ghế mà ngủ thiếp đi. Mà ngày nào em về thế? Anh đợi mãi không thấy cô trả lời, nhìn sang thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Anh tranh thủ lúc dùng đèn đỏ hạ ghế xuống cho cô ngủ dễ chịu hơn, hôn vào má cô một cái. Đúng lúc này bà nội gọi điện thoại cho anh. Phòng Trạch Hàn nghe máy. Đây là cuộc gọi video, có thể nhìn rõ cháu trai của mình ở đầu dây bên này. Con nghe đây bà nội. Cháu trai của ta à? Nghe nói cháu có bạn gái rồi có đúng không? Sao bà biết ạ? Mỹ Mỹ nó gọi mét bà là có cô gái nào đó lớn tiếng với nó. Bà cũng chỉ trả lời qua loa. Bà thật sự không thích con bé Mỹ Mỹ một chút nào. Chừng nào thì cháu mới dẫn cháu dâu về ra mắt ông bà đây? Để con sắp xếp thời gian rồi về thăm ông bà nha. Ông nội của Phong Trạch Hàn từ trong phòng bếp đi ra, ngó đầu vào camera. Cho ông xem mặt cháu dâu một chút nào. Cô ấy ngủ rồi, ông bà biết đến đây thôi ạ. Giấu kỹ thật đấy, thằng danh này. Thôi con lái xe đã, ông bà giữ gìn sức khỏe nha. Anh tắt máy, nhìn sang cô gái nhỏ ở bên cạnh mình, không tự chủ bờ môi nở ra nụ cười dịu dàng. Tại nhà ông bà nội Phong Trạch Hàn, hai người đang nhìn nhau cười thật tươi. Ông xem đi, cuối cùng thì cháu trai mình cũng đã có bạn gái rồi. Bà mẹ anh mất sớm, để lại hai anh em Phong Trạch Hàn. Trạch Hàn là anh cả, anh còn có một cô em gái nữa. Em gái anh là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, ưu tú, tên Phong Thiên Di, năm nay 20 tuổi, đang sống cùng ông bà nội ở nước A. Thiên Di là sinh viên năm 2, học ngành IT giống em trai của Hạ Tiêu Dao. Sau khi lái xe về đến căn biệt thự, Phong Trạch Hàn xuống trước, anh mở cửa xe rồi bế Tiêu Dao lên phòng. Quản gia Lâm chạy ra mở cúp xe, lấy túi lớn túi nhỏ mang lên phòng cho anh. Trong lúc anh bế cô lên phòng thì cô đã tỉnh giấc rồi. Về đến nhà rồi sao? Đến nhà rồi, em cứ ngủ tiếp đi. Phong Trạch Hàn đặt cô nằm xuống giường. Cô lại bật dậy bởi vì chân có chút tê tái. Không hiểu ý nên phần trán cô đập vào trán anh một cái. Anh đau đớn ngồi bẹp xuống đất. Anh có làm sao không? Chân tôi bị tê cho nên tôi mới bật dậy thôi. Anh ngồi đó xoa xoa phần đầu của mình. Hạ Tiêu Dao cũng không để ý phần trán bị đập đến đỏ mà chỉ quan tâm đến anh thôi. Cô bước xuống giường, chân đã tê không thể nào cử động, ngã nhào vào trong lòng anh. Tôi xin lỗi. Anh ôm lấy cô, tay xoa xoa trán cô. Em có sao không? Tôi không sao đâu. Anh bế cô đặt lên giường trở lại, nhẹ nhàng hỏi cô. Có đau lắm không? Tay anh vẫn luôn xoa lên trán cô. Tôi không sao, mà anh đó, anh có sao không? Cô nhìn trán anh, nó đỏ lên và có dấu hiệu u một cục rồi. Trán anh đỏ quá, để tôi lấy đá chườm cho anh nha. Cô đặt chân xuống sàn, anh kéo tay cô lại, để cô ngồi thẳng lên đùi mình. Anh đưa tay ôm eo cô, đầu anh tựa lên vai cô. Anh sao đó? Bị đập đầu mạnh cho nên chập dây thần kinh nào rồi sao? Đừng làm tôi sợ nha. Tôi không sao. Em đừng đặt chân xuống sàn, lạnh lắm. Cô giơ chân lên không trung, rất nghe lời người đàn ông này. Cô thấy người anh hơi nóng thì đưa tay sờ trán anh. Sao mà nóng thế này? Anh sốt rồi à? Để tôi bảo quản gia Lâm gọi bác sĩ đến thăm khám cho anh. Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay anh để gọi quản gia, thế nhưng anh không chịu, ôm cô cứng ngắc, không có ý định buông tay. Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Vậy anh nằm xuống trước đi. Anh ngả lưng nằm xuống giường, tiện thể lôi cô nằm bên cạnh mình,
cứ như vậy ôm cô trong lòng. Tôi muốn ôm em ngủ một chút. Mặt cô đối diện với mặt anh, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi hồng hào trúng chím, làn da trắng mịn không tì vết. Bảo làm sao lại có nhiều cô gái xin chết vì anh đến như vậy. Đang ngắm anh thì cô bỗng giật mình, trong lòng suy nghĩ. Hạ Tiêu Dao, mày không được phép rung động với anh ấy. Giữa mày và anh ấy chỉ là một quan hệ hợp đồng, chỉ 2 năm thôi là kết thúc rồi. Mày không được phép có bất kỳ một tình cảm gì dành cho anh ấy. Cô nhớ lại câu nói trước kia Phong Trạch Hàn đã từng nói. Cái gì tôi cũng có thể cho em được, nhưng tình yêu thì không. Chắc là anh có người trong lòng rồi nên mới nói như thế. Một quan hệ hợp đồng thì anh chỉ là đơn giản muốn giải quyết nhu cầu chăn gối mà thôi. Nằm hồi lâu, Phong Trạch Hàn đã ngủ say. Cô liền trốn khỏi vòng tay của anh. Cô đi lấy chiếc khăn thấm nước ấm rồi đắp lên trán anh, sau đó xuống nhà tìm quản gia Lâm. Cô vừa xuống cầu thang đã nghe thấy cô hầu gái Họa Y đang đứng tám chuyện soi mói về cô rồi. Tôi nói cho mấy cô nghe, con nhỏ Tiêu Dao đó chẳng có gì hơn tôi cả, xinh không bằng. Vài ngày nữa thôi anh Trạch Hàn sẽ chán cô ta. Loại đàn bà như vậy chỉ xứng đáng làm gái đứng đường. Mấy món đồ hàng hiệu đắt đỏ này tôi đây mới xứng đáng sở hữu, còn con nhỏ đó là cái thá gì cơ chứ. Dùng hàng hiệu chỉ phí phạm, quê mùa vẫn hoàn quê mùa. Họ Y cô ta không biết thân biết phận mà lục lọi những túi đồ hàng hiệu quản gia Lâm vừa mang vào. Họ Y nói gì thì Tiêu Dao nghe thấy tất cả. Những cô hầu gái khác thấy Tiêu Dao đứng ngay cầu thang thì nháy mắt ra hiệu cho Họa Y. Các cô bị tật ở mắt hay gì mà cứ nháy mãi thế? Con nhỏ đó giờ này chắc là đang nằm nhắn tin với nhiều anh rồi, không thể nào xuất hiện đâu. Đủ gái đứng đường, không xứng đáng với lão đại một chút nào. Cô lặp lại những gì mình vừa nói cho tôi nghe xem. Hạ Tiêu Dao giọng nói vang lên, nghe trầm lắng, đôi mắt nhìn cô ta toàn là hình viên đạn thôi. Cô đi xuống đứng trước mặt của Họa Y. Cô phu nhân, tôi bảo cô lặp lại những câu nói vừa rồi cho tôi. Tôi nói cô không xứng với anh ấy, là loại đàn bà chỉ xứng đáng để đứng đường cho các lão già chơi rồi ăn bánh trả tiền. Nghe đến đây thì cô tát cho Họa Y một cú trời giáng, tiếng tát vang lên cả trên tầng lầu. Cô đưa tay bóp miệng của Họa Y. Nếu tôi là loại người như vậy thì cô là loại người gì? Tôi không bằng cô sao? Nếu không bằng cô, anh ấy đâu chọn tôi? Tôi có ăn có học chứ không phải là loại người như cô. Nếu cô hôn tôi thì lẽ ra bây giờ phải là sao hạng A chứ không phải ở đây làm hầu gái, cô hiểu chưa? Bà mẹ đã cho cái miệng thì phải ăn nói tử tế. Còn đây là đồ đạc của tôi, ai cho phép cô đụng vào chứ? Họa Ý tức giận vênh mặt lên. Con đàn bà chết tiệt, mày dám đánh tao? Bà mẹ mày không biết đường dạy mày sao? Tiêu Dao càng nghe càng phát điên, tát cho cô ta thêm một cái nữa. Cô ta mất phương hướng mà ngã xuống sàn. Mấy cô hầu gái thấy Họa Y ngã thì lùi về đằng sau, không một ai dám lên tiếng, chỉ đứng im đó mà nhìn thôi. Quản gia Lâm ở ngoài vườn tưới cây, có một cô gái chạy ra rồi thông báo. Quản gia Lâm, xảy ra chuyện rồi. Hạ Tiêu Dao ngồi xuống trước mặt Họa Y, nâng cằm cô ta lên. Đừng bao giờ lôi bố mẹ tôi ra để nói. Nếu nói người không có ăn có học thì chính là cô đấy, không phải tôi đâu. Quản gia Lâm chạy vào thấy cảnh tượng này thì lập tức muốn ngăn cản. Hạ Tiêu Dao đã giơ tay ra hiệu không cho ông đến gần. Quản gia Lâm liền khựng chân lại, chỉ dám đứng đó nhìn thôi, không dám nói gì. Mày chỉ là con đàn bà anh ấy cần trong nhất thời. Hết thời rồi anh ấy sẽ vứt mày sang một bên tìm thú vui mới. Sau này người anh ấy chọn rất có thể là tao đấy. Vẫn còn to mồm như vậy sao? Mày cũng chỉ là loại đàn bà để đàn ông ăn xong bóc bánh trả tiền mà thôi. Nói đến đây cô không nhịn được nữa, tát cho cô ta thêm vài cái nữa.
Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu còn có thêm một lần nào tôi nghe thấy cô nói những điều này thì không chỉ là ba cái tát, chuyện gì tôi cũng dám làm. Đúng là đồ bẩn thỉu. Cô cười khẩy rồi hất mạnh để cô ta ngã sang một bên. Đem tất cả các túi đồ lên phòng cho tôi đi. Các cô hầu gái lập tức làm theo mệnh lệnh, đã bị cô dọa sợ rồi. Quản gia Lâm lên tiếng trả lời thay. Dạ vâng, thưa phu nhân. Sau đó ông ra hiệu cho mấy cô gái kia đem đồ lên phòng cho phu nhân. Đúng rồi, lấy cho tôi một chút thuốc hạ sốt. Anh Trạch Hàn sốt rồi. Quản gia Lâm bất ngờ, từ trước đến nay kể ra có bệnh nặng đến đâu, Phong Trạch Hàn cũng không chịu đụng đến cho dù chỉ là một viên thuốc cảm. Có gì đó kỳ lạ lắm sao? Dạ không ạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây. Quản gia Lâm chuẩn bị thêm tô cháo cho Phong Trạch Hàn. Hạ Tiêu Dao vừa tắm ra, tóc vẫn còn ướt, cô khoác lên mình chiếc áo choàng tắm. Cô cảm thấy lo lắng, tiếp tục chạm vào trán của Phong Trạch Hàn, rồi lại đưa lên trán của mình để so sánh. Vẫn còn hơi ấm thế này. Cô lấy chiếc khăn muốn xả nước vào đó để đắp trán cho anh, mà vừa đứng dậy anh đã kéo tay cô ngồi xuống. Sao lại gội đầu vào buổi tối thế này? Nóng được quá cho nên gội một chút. Để tôi sấy tóc cho em. Thôi đi, đang ốm thì phải nằm nghỉ ngơi chứ. Anh ăn cháo uống thuốc đi, tôi đi sấy tóc. Nghe cô nói như vậy, mặt anh xị xuống, làm ra vẻ đáng thương, bĩu môi. Sao thế? Anh thấy không khỏe ở đâu à? Không phải, chỉ là mệt một chút thôi. Tay không có sức để mà tự ăn cháo. Ra đường thì người người cúi đầu chào, một tiếng lão đại, hai tiếng lão đại. Nắm trong tay bao nhiêu sòng bạc quán bar là ông trùm khét tiếng, mà bây giờ lại ở đây làm nũng trước mặt tôi sao? Thì mệt nói mệt thôi. Không lẽ em định bỏ đói tôi đến mất mạng à? Thôi được rồi, đợi tôi xây tóc rồi tôi bón cho anh. Được, tôi đợi em. Cô nói lời giữ lời, xây tóc xong thực sự đi ra bón cháo cho anh ăn. Trong lúc bón cháo, cô tiện miệng lên tiếng. Có chuyện này tôi nghĩ rằng mình cần phải nói với anh. Em nói đi, tôi đang nghe đây. Ban nãy tôi xuống nhà, vô tình nghe được một cô hầu gái nói xấu tôi. Cô nói tôi là loại đàn bà để đàn ông ăn bánh trả tiền, là loại gái xứng đáng để đứng đường. Nói ba mẹ tôi không biết đường dạy dỗ. Nói chỉ vài ngày anh sẽ chán tôi đi tìm thú vui khác. Rồi còn tự ý lục lọi các túi đồ anh mua cho tôi. Anh nghe cô kể đến đây thì tức giận, lông mày cau chặt. Anh muốn xuống bên dưới dạy dỗ lại cô ta thêm một lần nữa. Nhưng Tiêu Dao đã kéo tay anh. Tôi đã dạy dỗ cô ta rồi, anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Em làm gì cô ta chứ? Chỉ là cảnh cáo, đánh nhẹ vài cái thôi, không dám làm quá mạnh tay. Để ngày mai tôi sẽ tìm cô ta tính sổ. Anh hứa đi, đừng làm gì quá đáng, tôi nghĩ cô ta cũng chừa rồi. Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi và bị sỉ nhục như thế đâu. Buổi tối, Phong Trạch Hàn nằm bên cạnh ôm cô ngủ. Đã 12 giờ rồi mà cô cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Trong lòng cô suy nghĩ, không biết có phải là cô đã ra tay quá đáng với cô gái kia rồi không? Tát cô ta 3 cái, không biết cô ta có làm sao không? Bất quá thì ngày mai đưa tiền thuốc men cho cô ta là được. Tiêu Dao áy náy khi bà nãy đã tát tận 3 cái. Đúng ra chỉ một cái cảnh cáo thôi là được rồi. Cô thấy anh ngủ say, liền lấy tay anh ra. Cô xuống giường, đi xuống bên dưới nhà, ra ngoài vườn cây. Ngoài vườn đều là hoa hồng, hoa tulip, hương thơm nhẹ nhàng, có thể làm cho tâm trạng của cô dễ chịu hơn. Tiêu Dao đi tham quan khu vườn một lúc lâu, nghĩ rằng đến lúc nên về phòng rồi. Nhưng mà khu vườn này rộng lớn, cô đi ra đi vào mà vẫn chưa thể nào quay trở về căn biệt thự. Vẫn tiếp tục đi vài vòng mà không hiểu sao lại quay về chỗ cũ. Lúc nãy đã đi qua đài phun nước rồi mà. Có lẽ Tiêu Dao đã đi lạc trong chính căn biệt thự của Phong Trạch Hàn rồi. Cô lo lắng không biết phải làm sao.
Lúc cô ra ngoài cũng không mang theo điện thoại, vẫn tiếp tục đi để mà tìm đường về phòng. Phòng Trạch Hàn, anh giơ tay ra tìm cô trên giường mãi mà không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh ngồi bật dậy rồi bật đèn trong phòng, vẫn không thấy cô. Lấy điện thoại gọi cho cô. Nghe tiếng chuông vang lên ở ngay đầu giường, biết cô không mang theo di động, anh xuống nhà bật tất cả đèn trong phòng lên. Quản gia Lâm nghe có tiếng động thì chạy ra. Lão đại, ngài cần tìm gì sao ạ? Tôi không thấy Hạ Tiêu Dao đâu, không biết cô ấy đi đâu rồi, lại không mang theo điện thoại nữa. Vậy để tôi cho người đi tìm xem sao. Được rồi, tìm giúp tôi nhanh lên. Anh chạy ra vườn tìm cô. Các vệ sĩ và hầu gái cũng đi khắp nơi trong căn biệt thự để tìm kiếm. Hạ phu nhân, Hạ phu nhân, em ở đâu rồi? Tiêu Dao, Tiêu Dao. Anh ra ngoài vườn gọi tên cô. Hạ Tiêu Dao đang ngồi nghỉ mệt ở đài phun nước, nghe giọng nói của Phong Trạch Hàn. Tôi ở đây, cứu tôi, Trạch Hàn. Người đàn ông lần theo âm thanh của cô mà ra tới đài phun nước. Anh thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn thấy anh chạy ra thì lập tức nhảy tới ôm anh. Được cứu rồi. Cô nhìn anh, vẻ mặt đang cau mày tức giận, nhìn cô chằm chằm. Anh bế cô trên tay. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình để anh phải đi tìm đâu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Cô lấy tay chạm vào hai má của anh. Giờ đêm khuya rồi, không ngủ đi. Mà em còn xuống đây để làm gì chứ? Không ngủ được cho nên muốn đi dạo một chút. Em có biết tôi lo lắng cho em lắm không? Tôi sợ em bị làm sao. Lúc đó tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Tôi xin lỗi, không cố tình để anh lo lắng đâu. Tôi hứa là không có lần sau. Bởi vì tôi đi lạc trong vườn đấy chứ. Vườn của anh to giống như một khu rừng vậy. Lần đầu tiên tôi thấy có người đi lạc trong chính khu vườn nhà mình đó. Có phải nhà tôi đâu, nhà anh mà. Mọi thứ của tôi đều là của em thôi. Tôi buồn ngủ rồi, muốn về phòng. Anh ôm cô vào trong lòng, đầu cô tựa vào vai anh. Trên đường trở về, cô nhớ ra anh đang sốt. Mà anh đang sốt, sao lại mặc đồ mỏng manh ra ngoài thế này? Thời tiết đang rất lạnh. Cô đưa tay chạm lên trán của anh để mà kiểm tra. May mà hạ sốt rồi đấy. Cũng biết lo lắng cho tôi sao? Ngoan ngoãn không bao lâu lại làm tôi lo lắng cho em rồi. Thì người ta không cố ý mà. Anh bế cô vào trong nhà. Cô ngủ gục trên vai anh. Mọi người thấy cô bình an quay trở về thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, sau khi kết thúc bữa sáng, anh đã gọi hầu gái ra rồi hỏi sự việc đã xảy ra ngày hôm qua. Một cô hầu gái mạnh dạn đi tới, nói rõ toàn bộ sự việc có liên quan đến Tiêu Dao và cô gái hôm qua cho Trạch Hàn nghe. Cô hầu gái nói đứng từng câu từng chữ, không thiếu chữ nào. Hôm qua lúc mà Tiêu Dao kể cho anh, đã cố tình giấu vài chi tiết để anh không tức giận quá mức. Phòng Trạch Hàn nghe hầu gái trình bày sự việc, ánh mắt đỏ hoe nhìn họa y đang đứng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Từ khi nào mà cô lại dám ăn nói với phu nhân của tôi như vậy chứ? Hình như là cô nghĩ cô giúp tôi một lần cho nên muốn làm gì thì làm, có đúng không? Hạ Tiêu Dao nghe mấy chữ phu nhân của tôi thì ngắt tay anh một cái. Dạ em không dám đâu. Lão đại, mong anh tha cho em. Em sẽ không bao giờ có lần sau. Cô mà còn dám có lần sau, tôi sẽ lấy lưỡi cô xuống đấy. Thôi được rồi, quay về vị trí của mình làm việc đi. Giải quyết xong xuôi ân oán cho cô, anh đưa cô về phòng. Hai người ngồi bên cạnh nhau. Anh lập tức đòi công lao. Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào đây? Em phải hôn tôi đi. Còn chưa chờ cô đồng ý, anh đã lao tới chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Đang trong lúc cao trào thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đẩy anh ra mà không đẩy được. Anh luyến tiếc buông đôi môi cô ra. Người nào gọi không biết nữa. Anh đưa tay đến tủ đầu giường, đưa điện thoại cho Tiêu Dao. Nhìn cái tên đang hiện ra, Chu An Tường sao?
Hắn ta chán sống rồi à? Im lặng đi, để tôi nghe máy nào. Hôm nay anh và em không có lịch quay. Anh hẹn em tối nay đi xem phim, có được không, Tiêu Dao? Hôm nay buổi tối em lại bận rồi. Xin lỗi anh nha, hẹn anh dịp khác. Trong lúc cô nghe máy, Phong Trạch Hàn liên tục làm loạn trên cơ thể của cô. Nào hôn cổ, hôn vai, rồi ôm eo rất chặt. Tiếc quá, vậy hẹn em lần khác. Nhất định có thời gian, phải dành cho anh một buổi hẹn đấy nhá. Em biết rồi. Chỉ chờ Tiêu Dao tắt máy, Phong Trạch Hàn ném điện thoại của cô sang một bên. Anh ăn sạch cô chỉ trong một nốt nhạc. Tại đất nước A, nơi ông bà nội của Phong Trạch Hàn đang sinh sống. Không biết hai đứa Mã Lâm, Mã Lan, cuộc sống của chúng nó bây giờ thế nào rồi? Trước đây hai đứa nó không ngần ngại tính mạng lao vào đống lửa để cứu ba mẹ của Trạch Hàn. Từ khi mà ba mẹ Trạch Hàn mất đến nay, tôi vẫn chưa tìm lại được liên lạc của hai đứa nó. Bà nội Phong lên tiếng. Cũng đúng, kể từ sau lần đó đến nay không có tin tức gì của Mã Lâm, Mã Lan. Hai đứa nhỏ đều là bạn thân của ba mẹ Trạch Hàn. Không biết cuộc sống bây giờ thế nào rồi, đã có con cái gì chưa? Tự nhiên nhắc đến hai đứa nó, tôi muốn thử về quê để tìm một chút. Vẫn chưa nói được lời cảm ơn với chúng nó đàng hoàng nữa. Cũng được, vậy để tôi đặt vé máy bay. Ông đặt luôn trong ngày đi. Được rồi. Quản gia, đặt cho tôi hai vé máy bay về quê X nha. Dạ vâng, thưa lão gia. Ông bà Phong tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh và năng động, không giống người già một chút nào. Sau một khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, mối quan hệ của Tiêu Dao và Trạch Hàn dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Nói chuyện với nhau cũng không còn ngại ngùng nữa. Hôm nay sau khi mà dùng xong bữa sáng thì hành lý của cả hai người được Lâm quản gia đem ra xe. Tài xế chở anh và cô đến sân bay. Anh và cô check in để đợi lên máy bay về quê của Tiêu Dao. Hạ Tử Sâm đã nôn nóng gặp chị hai lắm rồi. Hạ Tử Sâm gọi điện video cho Tiêu Dao thì Phong Trạch Hàn ở bên cạnh đã đưa mặt mình vào camera. Chị hai, anh ấy là... Tôi là bạn trai của chị cậu. Tôi và chị cậu chuẩn bị lên máy bay rồi. Tắt máy trước, lát nữa gặp nhau nha. Phong Trạch Hàn nói chuyện rất tự nhiên. Anh lấy điện thoại của cô rồi tắt đi. Anh bị điên rồi sao? Sao lại nói với Tử Sâm anh là bạn trai của tôi chứ? Không nói như vậy, lát về nhà em sẽ nói với ba mẹ em tôi là gì nào. Thì là bạn bè hoặc sếp chẳng hạn. Bạn bè hay sếp nào mà lại làm việc ở trên giường đến tận sáng? Người đàn ông gương mặt nham hiểm nói nhỏ vào tai cô. Cô bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, lấy tay đẩy anh ra. Đáng ghét. Mà ba mẹ em tên là gì thế? Ba tôi là Mã Lâm, mẹ tôi là Mã Lan. Đây là biệt danh của ba mẹ tôi. Còn họ của ba mẹ tôi thì họ khác, không phải họ Mã. Anh nghe cô nói đến Mã Lâm, Mã Lan thì lại bất ngờ. Đó là hai người đã từng cứu ba mẹ anh trong lúc nguy kịch, mà không may ba mẹ anh vẫn qua đời. Mã Lâm, Mã Lan là hai cái tên lừng lẫy, có tiếng trong giới sát thủ và xã hội đen. Kể từ khi mà hai ông bà cưới nhau đã giải nghệ, không còn liên quan gì đến xã hội đen nữa. Cả hai người cùng nhau về quê lập nghiệp, gia đình dưới quê cũng bình thường, gọi là khá giả thôi. Bà mẹ của Phong Trạch Hàn từng có biệt danh là Phong Thần, Phong Hạ. Bà mẹ của cô thì biệt danh là Mã Lâm, Mã Lan. Người ta nghe tới bốn cái tên này đều khiếp sợ. Sao thế? Sao mà nghe tên ba mẹ tôi, anh có vẻ bất ngờ? Cô chưa bao giờ biết ba mẹ mình từng là xã hội đen. Cô vẫn nghĩ hai người là những người bình thường như bao người thôi. À, không có gì. Chẳng qua là tôi thấy tên của ba mẹ em rất đẹp thôi. Ai cũng nói tên ba mẹ tôi đẹp cả. Trong lòng Trạch Hàn lập tức nảy ra một suy nghĩ. Mã Lâm, Mã Lan chẳng phải là hai người mà ông bà nội luôn tìm kiếm bấy lâu nay sao? Anh phải gọi cho ông bà sớm thôi. Ông bà nội Phong vừa đáp sân bay,
bắt xe xuống xóm của Mã Lâm, Mã Lan. Họ từng nói sẽ ở vùng đất này khi mà về già. Trời đã sập tối, đường đi khá hẹp, xe chạy vào không được, đành phải để ông bà xuống đi bộ, vừa đi vừa đẩy vali. Đường khá nhiều đá và dốc, ông bà đi một chút thôi đã mệt rồi. Bà nội Phong không may ngã xuống đất. Hạ Tử Sâm đang định ra đón chị hai thì thấy một bà cụ bị ngã đã chạy tới đỡ. Bà ơi, bà có làm sao không? Hạ Tử Sâm đỡ bà dậy rồi còn cúi người xuống phủi phủi vết bụi trên quần áo của bà. Ông bà nội Phong nhìn Hạ Tử Sâm chằm chằm, bởi vì Tử Sâm có nét giống Mã Lâm, là ba của anh. Bà không sao, bà đang tìm số nhà của người thân, đã lâu năm rồi không gặp. Bà có biết địa chỉ không ạ? Bà không biết, chỉ biết tên là Mã Lâm, Mã Lan. À, đó chính là ba mẹ của con. Để con đưa hai người vào nhà con nha. Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn con. Hạ Tiêu Dao và Phong Trạch Hàn cũng đang trên xe chạy về xóm nhỏ. Xe không chạy được vào trong, anh và cô xuống đường đứng chờ Hạ Tử Sâm. Lâu rồi mà vẫn chưa thấy Tử Sâm ra, hai người quyết định tự đi vào trong. Hạ Tử Sâm đưa ông bà Phong vào nhà mình. Mã Lâm nghe tiếng động liền lau tay vào tạp dề đi ra từ trong phòng bếp. Mã Lâm bất ngờ khi mà thấy ông bà Phong. Bác trai, bác gái. Mã Lan nghe thấy âm thanh lạ thì cũng ra ngoài. Ai thế ông? Nhìn thấy ông bà Phong, Mã Lan đứng hình ngay tại chỗ. Bà nội Phong thấy hai người thì đi tới ôm chặt vào trong lòng. Mã Lan cũng ôm chặt bà nội trong lòng. Bác đã tìm vợ chồng con bấy lâu nay, đúng là ông trời thương chúng ta rồi. Phong Trạch Hàn và Tiêu Dao đã về đến nhà, bà mẹ cô ra ngoài đón. Dạ, con chào cô chú, con là Phong Trạch Hàn, bạn trai của Tiêu Dao. Chào con đẹp trai quá. Anh được khen thì ngại đỏ mặt. Lúc này cả bốn người cùng nhau đi vào trong nhà. Ông bà nội Phong và cả Phong Trạch Hàn đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Ông bà nội, Trạch Hàn là con sao? Hạ Tiêu Dao nghe anh gọi ông bà nội thì bất ngờ. Mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ theo. Cô không biết giấu mặt đi đâu nữa, bởi vì vừa rồi anh giới thiệu mình là bạn trai của cô. Sao ông bà lại ở đây chứ? Thế còn con, sao con lại ở đây? Con về quê cùng bạn gái của con. Ông bà nội anh cười tít mắt, nhìn ngắm cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Thì ra đây là cô gái mà cháu trai mình nhắc đến. Mã Lâm lúc này lên tiếng. Dạ, đây là Tiêu Dao, con gái của cháu đấy ạ. Chào cháu dâu, cháu xinh quá. Thằng cháu của bà đúng là có phước lắm mới quen được cháu đấy. Vừa xinh đẹp, vừa lễ phép, lại còn giống Mã Lan nữa. Dạ, con cảm ơn ông bà. Tiêu Dao ngại ngùng nói cảm ơn. Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Hạ Tử Sâm dọn một phòng để cho ông bà nội Phong ở. Bà nội ngồi nói chuyện, hỏi han Tiêu Dao đủ điều. Con đang làm gì rồi? Con đã ra trường chưa? Dạ, con là sinh viên năm cuối, đang là diễn viên ạ. Bảo sao xinh đẹp giỏi giang, đúng là cháu dâu tốt của ông bà. Phong Trạch Hàn ngồi bên cạnh cười như được mùa. Cô quay sang liếc anh bằng đôi mắt hình viên đạn. Anh liền quay mặt sang chỗ khác, bịt miệng để không cười phát ra tiếng nữa. Mọi người cùng nhau ăn trái cây, xem tivi. Buổi tối ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tiêu Dao và Trạch Hàn về phòng cũ của cô. Cô lăn ra giường nhìn anh mà nói. Anh đúng là, tôi đã bảo anh đừng nhận mình là bạn trai rồi mà. Bây giờ ông bà nội hiểu lầm luôn rồi. Vậy em định giới thiệu tôi là gì của em nào? Bạn bè, đồng nghiệp gì đó. Làm gì có bạn bè, đồng nghiệp nào mà lại lên giường với nhau như vậy. Giới thiệu bạn trai là hợp lý nhất rồi. Trong lúc Phong Trạch Hàn đi tắm, cô sắp xếp hành lý ra. Anh vừa tắm xong thì đến lượt cô. Cô vào gấp quá mà quên mang đồ. Anh lấy giúp tôi bộ đồ trên giường đi, tôi quên mang vào trong phòng tắm rồi.
Tôi không thấy bộ đồ nào ở trên giường cả. Sao mà kỳ lạ thế nhỉ? Cô đành lau khô người, cuốn khăn đi ra. Mái tóc ướt, có hương thơm tỏa ra. Từ đầu đến chân cô là làn da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp, làm cho Phong Trạch Hàn nhìn cô đắm đuối. Anh đứng dậy tôi xem nào. Rõ ràng tôi để trên giường cơ mà. Tôi có thấy đâu. Anh ngồi mép giường, hai chân kẹp lấy chân cô, bàn tay thì ôm eo cô thật chặt. Làm gì thế? Buông tôi ra đi. Mặc đồ làm gì chứ? Đằng nào thì lát nữa cũng phải cởi ra thôi. Anh mơ đi. Hôm nay đừng hòng đụng vào tôi. Em chắc chứ? Tất nhiên là chắc rồi. Chưa để cô nói xong câu, anh đã chế trụ cô xuống giường. Này, anh làm gì thế? Chẳng phải em thách tôi sao? Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Vẻ mặt cô nhìn anh giống như đang cầu xin. Anh không thương tiếc, đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào của cô. Nụ hôn đó càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Cô đấm vào lồng ngực của anh. Anh mới luyến tiếc buông đôi môi cô ra. Tối nay thực sự không được đâu. Tại sao chứ? Phòng này cách âm không tốt. Ở bên cạnh là phòng em trai tôi rồi. Chúng ta chỉ cần không phát ra tiếng động là được mà. Làm sao có thể không phát ra tiếng động? Anh giống như hổ đói ăn thịt vậy. Mặc kệ cô phản đối, Phòng Trạch Hàn đêm đó vẫn ăn sạch cô. Nhưng tất nhiên là ăn trong âm thầm lặng lẽ. Sau 2 tuần chơi dưới quê, Hạ Tiêu Dao và Phong Trạch Hàn về lại thành phố. Còn ông bà nội Phong thì đã về trước đó 1 tuần rồi. Hôm nay sau khi mà hết tiết học, Tiêu Dao đi vào trong phòng máy tính định làm bản thiết kế thì thấy không còn trống máy nào. Cô đành phải quay đầu đi ra. Đúng lúc này cô lại vô tình chạm vào một người đàn ông. Em xin lỗi ạ. Ơ kìa, là Tiêu Dao có đúng không? Người này là Dương Kỳ, đàn anh cũ trong trường cô. Khi cô năm nhất thì anh đã năm cuối rồi. Anh Dương Kỳ có đúng không? Dương Kỳ đưa tay xoa trán cô. Anh vừa đẹp trai vừa ấm áp, những cô gái trong trường cũng rất hâm mộ anh. Đã vậy gia đình còn giàu có, hiện đang quản lý công ty JMM, là công ty mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới. Dương Kỳ học ngành quản trị kinh doanh để thừa kế tài sản của gia đình. Em đụng trúng anh có đau lắm không? Em không sao. Mà sao anh ở đây thế này? Anh về trường, định thăm trường cũ một chút, rồi lát nữa sẽ qua tìm em. Em định vào trong tìm máy tính để làm bản thiết kế, nhưng hết chỗ rồi. Anh có mang theo laptop đấy. Ra quán cà phê đi, anh đưa em dùng nha. Vâng, cũng được. Bạn nãy khi mà Dương Kỳ xoa đầu của Tiêu Dao, đã có một nữ sinh trong trường chụp được hình ảnh này. Tiêu Dao và Dương Kỳ tìm quán cà phê đối diện để ngồi cho tiện. Hai người nói chuyện với nhau. Cô làm bản thiết kế. Trước đây Tiêu Dao từng học qua thiết kế thời trang, nên có một nhãn hàng muốn cô thiết kế một chiếc váy tiểu thư để cô mặc và chụp bộ ảnh cho thương hiệu của bạn họ. Em ngồi đây đi, anh gọi nước nha. Vẫn món cũ có đúng không? Anh nhớ như vậy cơ à? Tất nhiên rồi. Cái gì liên quan đến em mà anh chẳng nhớ chứ? Laptop đây, em dùng đi. Mật khẩu là ngày sinh nhật của em đó. Nói xong thì Dương Kỳ đi gọi nước. Cô ngại ngùng khi anh nói mật khẩu là sinh nhật của cô. Cứ tưởng anh đùa thôi. Nhưng cô ấn mật khẩu thì đúng là sinh nhật của mình. Màn hình laptop mở lên chính là hình ảnh Tiêu Dao và Dương Kỳ chụp cùng với nhau vào ngày anh tốt nghiệp. Tấm ảnh đó cô khoác tay anh. Cô nhìn vào ống kính, còn ánh mắt của Dương Kỳ thì nhìn cô. Sao anh ấy lại để ảnh này cơ chứ? Cô cũng không quá để ý mà tập trung hoàn thiện xong bản thiết kế của mình. Tiêu Dao và Dương Kỳ ngồi nói chuyện đến khi mà chuẩn bị vào tiết 2 của Tiêu Dao. Bản thiết kế em vẫn làm chưa xong mà em sắp vào tiết rồi. Vậy em cứ dùng laptop của anh vài hôm đi, có gì trả anh sau cũng được. Như vậy có tiện không ạ? Tiện mà, có gì đâu, em cứ dùng đi. Để anh đưa em về trường nha. Dạ vâng. Học xong tiết thứ 2 cũng là lúc cô tan học.
Tiêu Dao cùng với Uyển Nhi về ký túc xá nữ. Cô đã quên mất lời nói với Phong Trạch Hàn sáng nay rằng anh buổi chiều sẽ đến đón cô về. Trạch Hàn giải quyết công việc ở công ty nên trễ giờ đón cô. Anh cũng không nhớ gì cả. Chờ khi mà giải quyết xong đống hợp đồng tồn đọng 2 tuần ở dưới quê thì anh lại có cuộc họp quan trọng. Đến khi họp xong trở về phòng làm việc của mình, Phong Trạch Hàn mới nhớ tới Tiêu Dao. Từ sáng đến tối không được nghỉ ngơi, anh vô cùng mệt mỏi. Bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, ôm cô vào trong lòng. Nhìn thấy cô rồi thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Chết rồi, mình quên đón Tiêu Dao. Phong Trạch Hàn về đến phòng làm việc, ngồi chờ anh trên ghế sofa là Cao Hạ Diệp, bạn học cũ của anh. Cô gái này nhỏ hơn anh 2 tuổi, từng học chung trường với nhau. Để mà nói thì Cao Hạ Diệp đã thích anh kể từ khi còn học đại học. Cả hai người không quá thân thiết, nhưng hai gia đình hai bên đều biết, còn có hứa hôn với nhau. Anh không đồng ý, đã hủy hôn từ lâu rồi. Lý do Hạ Diệp tự luyến, cứ nghĩ anh có tình cảm với mình nên đã theo đuổi. Cô ta vừa đi du học về nước đã chạy đến công ty tìm anh. Cao Hạ Diệp thấy anh mở cửa bước vào thì đứng dậy. Anh Trạch Hàn, lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ? Người đàn ông thấy cô ta thì cũng không quá ngạc nhiên, chỉ trả lời cho có. Vừa về nước sao? Vâng, em vừa xuống máy bay đã chạy đến tìm anh đấy. Sau này đừng tự ý vào phòng anh, có gì thì cứ hẹn nhau ra ngoài rồi nói chuyện. Bây giờ anh có rảnh không? Đi ăn tối cùng em nha. Anh bận rồi. Anh có tiện đường đưa em về được không? Để anh bảo người đưa em về nha. Anh lấy điện thoại và chìa khóa xe, không nhìn cô ta lấy một cái nào, đã lập tức rời khỏi phòng. Cao Hạ Diệp buồn bã với sự lạnh nhạt của người đàn ông dành cho mình. Sau bao nhiêu năm anh vẫn nói chuyện lạnh nhạt với cô. Cô không thể nào có được trái tim của người đàn ông này sao? Cô ta buồn bã lấy túi sách rồi bắt xe trở về. Trạch Hàn chạy đến ký túc xá của Tiêu Dao. Anh xuống xe, thấy căn phòng ở lầu 2, phòng 201 vẫn sáng đèn. Anh gọi điện cho cô mà cô không nghe máy. Điện thoại cô để im lặng, úp ngược xuống cho nên cô không biết anh gọi tới. Tiêu Dao vẫn đang mải mê làm việc trên máy tính. Trạch Hàn không thể nào gọi được cho cô. Anh muốn kêu lên, nhưng anh nhớ lại, lúc này là buổi tối rồi, ký túc xá nữ thì không thể nào làm phiền. Anh ngả đầu ra thành ghế, xắn tay áo lên, rồi suy nghĩ làm thế nào để có thể liên hệ với cô đây. Sau đó anh quyết định trèo lên trên. Phong Trạch Hàn từng tham gia cuộc thi leo núi giành hạng nhất, cho nên leo lên tầng 2 đối với anh chẳng có gì là khó khăn. Tiêu Dao cuối cùng cũng thiết kế xong chiếc váy. Cô vươn vai rồi uể oải kêu lên vài tiếng. Người đàn ông đi đến từ đằng sau cô vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Cô không biết có người ở đằng sau mình. Trạch Hàn ôm cô từ đằng sau. Cô giật mình dẫm lên chân anh một cái, định đánh anh bằng bình nước trên tay. Em định mưu sát anh đấy à? Là anh sao? Sao anh có thể vào đây chứ? Tôi trèo vào đấy. Gọi mãi mà em có nghe máy đâu. Cô hoảng hốt kiểm tra điện thoại của mình, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Phong Trạch Hàn. Trèo vào sao? Anh có bị thương hay là bị trầy xước ở đâu không? Có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? Cô lo lắng kiểm tra khắp người anh, xem anh có bị làm sao không. Phong Trạch Hàn thấy dáng vẻ lo lắng của cô thì trong lòng là niềm vui khôn xiết. Tôi không sao đâu. Em đang lo lắng cho tôi đấy à? Ai thèm lo cho anh chứ. Hai người đứng đối diện nhau, anh ôm lấy eo cô, mặt sát gần mặt cô. Mà tại sao em không về nhà, lại về ký túc xá làm gì? Anh còn nói sao? Người nào sáng nay bảo buổi chiều sẽ đến đón tôi chứ? Là tôi bận giải quyết công việc, cả người tôi đều mệt mỏi, em không thấy sao? Hay là đi với em nào nên bận rộn? Không có nha, trong lòng tôi chỉ có Hạ Tiêu Dao, không còn ai khác. Anh giải thích với cô giống như là người chồng giải thích với người vợ vậy.
Cô ngửi thấy có hương thơm kỳ lạ trên người anh, ghé sát mũi tới, ngửi ngửi trên áo, trên cổ. Là mùi nước hoa nữ, rõ ràng đây này. Thực sự không có ai mà. Ban nãy Cao Hạ Diệp cố tình đứng bên cạnh anh, cho nên mùi nước hoa của cô ta có thể đã lan sang anh rồi. Mùi đó rất nồng. Đừng nói dối, nói thật thì có làm sao đâu nào. Thực sự lúc nãy anh có gặp một người bạn cũ thôi. Là con trai hay con gái? Là con gái, nhưng anh cũng chỉ xã giao nói vài câu là rời đi rồi. Thôi được, tạm thời tin anh. Phòng Trạch Hàn ngồi xuống, tiếp tục nhìn cô làm việc. Đến khi mà cô thoát ra khỏi bản thiết kế đã lưu, thì anh vô tình nhìn thấy ảnh nền của laptop. Đây là ai chứ? Cái này là đàn anh cũ của tôi thôi. Đàn anh kiểu gì mà nhìn em bằng ánh mắt say mê đấy. Mà nãy giờ tôi mới để ý, laptop này là của ai? Của anh ấy cho tôi mượn. Thì anh ấy xem tôi là em gái mà. Em gái mưa à? Anh vô duyên thật đấy. Tôi sợ làm phiền anh cho nên không mượn laptop của anh thôi. Anh không thèm nghe cô giải thích, đã chế trụ cô xuống giường, hôn cô nồng say. Phòng tổng một khi mà đã ghen thì vô cùng đáng sợ. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Hạ Tiêu Dao cùng với Trạch Hàn dùng bữa sáng xong, anh sẽ đưa cô đến trường. Trước khi tạm biệt nhau, còn dành cho cô nụ hôn dịu dàng. Vừa vào trường thì Tiêu Dao đã bắt gặp Dương Kỳ đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Cô cũng là con cưng, học trò cưng của các thầy cô trong trường, vì tài năng diễn xuất của cô rất tốt. Cô đi tới cúi đầu ngoan ngoãn chào thầy hiệu trưởng. Dạ, em chào thầy. Chào em. Thầy hiệu trưởng quay sang nói với Dương Kỳ. Giới thiệu với em, đây là cô bé mà thầy vừa nói với em đó. Dạ vâng, em biết cô ấy ạ. Dương Kỳ đáp. Hóa ra hai đứa quen biết nhau à? Thế thì sau này dễ làm việc hơn rồi. Tiêu Dao thắc mắc. Làm việc là làm gì thế ạ? Trường đang tổ chức chụp poster để đại diện hình ảnh của trường. Các thầy cô bỏ phiếu đề cử em. Khi nào chụp xong, nhà trường sẽ tổ chức đi dã ngoại cho sinh viên cuối cấp. Em thấy sao? Dạ vâng, ý tưởng rất hay ạ. Thế thì quyết định như vậy nha, em về lớp đi. Thầy hiệu trưởng nói xong thì cũng rồi đi. Dương Kỳ nói với Tiêu Dao. Khi nào hết tiết, anh chờ em ở quán cà phê. Chúng ta bàn về chuyện chú Potter nha. Dạ vâng. Sau khi hết tiết học, Tiêu Dao về ký túc xá, lấy laptop bỏ vào trong ba lô để đưa Dương Kỳ. Về chuyện chụp Potter, cô có chút băn khoăn. Chụp với Dương Kỳ thì không sao, nhưng mà đi dã ngoại với trường cũng có cả Dương Kỳ. Thì làm sao mà Phong Trạch Hàn cho cô đi cơ chứ? Cái tên chiếm hữu đó, bản tính chiếm hữu rất cao. Nói chuyện một lúc với Dương Kỳ, cả hai người chào tạm biệt nhau. Cô bắt xe đến công ty của Phong Trạch Hàn. Hôm nay cô chỉ học sáng, không học chiều. Vừa đến nơi, cô muốn đi lên nhưng bảo vệ đã ngăn cản. Xin lỗi, cô muốn tìm ai? Phong Trạch Hàn, chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Cô đã hẹn trước với chủ tịch chưa? Chưa. Cô thầm nghĩ, mình đến mà cũng phải hẹn trước với anh sao? Vậy thì xin lỗi, cô không thể nào vào trong được. Cô một hai muốn vào trong, gọi điện mà anh không nghe máy. Từ đằng xa, có một anh chàng khôi ngô tuấn tú đi tới từ cửa chính công ty. Dạ, chào anh, Hạo Tổng, mời anh vào trong. Hai người bảo vệ cúi đầu chào người đàn ông đó. Anh ta lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Dạ, cô gái này muốn gặp Phong Tổng, nhưng mà cô ấy chưa hẹn trước nên chúng tôi không cho vào. Người đàn ông này là Hạo Hiên. Anh ta thầm nghĩ. Tên Trạch Hàn này chắc là ăn tạp rồi để gái đến tận công ty tìm đây. Nhìn cô bé này dễ thương, trên người còn đeo ba lô, giống học sinh cấp 3. Trời đất, đến cả học sinh cũng không tha sao? Lúc này lại có thêm một người nữa đi tới là Cao Tuấn. Sao thế? Có chuyện gì mà đứng đây? Là cô gái dễ thương này muốn tìm Phong Tổng của các cậu đấy. Dễ thương như vậy mà để cho người ta đứng ngoài nắng à?
Đưa cô ấy lên phòng làm việc của Trạch Hàn đi. Vừa đến phòng của Phong Trạch Hàn định mở cửa vào thì thấy người đàn ông đang la ó nhân viên đến chói tai. Các cậu làm việc như vậy đấy à? Biến ra ngoài cho tôi. Anh lớn tiếng đuổi nhân viên ra ngoài. Lần đầu tiên Tiêu Dao thấy anh tức giận như thế, cô có chút rén sợ. Một lúc lâu sau đó, cô mới vào được phòng làm việc của Phong Trạch Hàn. Anh vô cùng ngạc nhiên khi mà nhìn thấy cô. Sao thế? Sao tự dưng em lại đến đây thế này? Tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Định xin gì có đúng không? Chuyện là đầu tuần sau tôi chụp poster đại diện hình ảnh cho trường, chụp cùng với con trai, và trường có tổ chức đi dã ngoại cho sinh viên năm cuối luôn. Chụp cùng ai chứ? Đàn anh cũ. Là cái tên Dương Kỳ kia có đúng không? Đúng là người đó. Được, về chuyện chụp poster tôi cho chụp, nhưng chỉ được chụp thôi, không được quá thân thiết. Còn đi dã ngoại thì tôi sẽ đi cùng em. Cô không biết làm gì hơn ngoài đồng ý. Buổi chiều hôm đó, anh thông báo rằng mình sẽ nghỉ làm, nói rằng sẽ đưa cô đến một nơi. Ngồi trên xe, cô liên tục hỏi anh là đi đâu, mà anh không chịu trả lời. Vừa đến nơi thì cô hết hồn mở to mắt. Đây là cục dân chính, là nơi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Anh đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Thì chúng ta làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn xong, em muốn chụp ảnh với ai cũng được hết. Có cần thiết phải làm đến mức này không? Tôi đùa thôi. Ánh mắt của người đàn ông tự dưng lại chuyển sang dịu dàng vô cùng. Tôi thực sự yêu em, Tiêu Dao. Tôi muốn cho em có cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà chẳng phải anh từng nói với tôi, cái gì anh cũng có thể cho, trừ tình yêu là không thể cơ mà. Bây giờ tôi hối hận rồi. Liệu tôi có thể rút lại lời nói đó được không? Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Anh nắm tay cô ân cần, ánh mắt nhìn cô đầy say mê. Có thể. Cô mỉm cười nắm tay anh thật chặt. Cô đồng ý cho anh một cơ hội. Em nói thật chứ? Thật mà. Nếu như anh không chê. Tất nhiên là không chê rồi. Phong Trạch Hàn cười tươi như một đứa trẻ con. Thời gian qua ở bên cạnh cô, anh càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng cảm thấy anh yêu cô nhiều hơn. Vậy đăng ký kết hôn rồi anh sẽ làm gì nào? Anh sẽ xé bỏ bản hợp đồng kia đi. Tất cả mọi thứ, từ nhà, xe, rồi công ty, đều do em đứng tên. Từ nay trở đi anh sẽ là của em. Những thứ đó em không cần. Thứ em cần chỉ là anh và tình yêu của anh thôi. Ánh mắt cô rưng rưng, rơi xuống những giọt lệ. Sau thời gian sống cùng với nhau, hai người không biết mình đã yêu đối phương từ bao giờ. Được rồi, anh nhất định sẽ cố gắng yêu em thật nhiều. Hạ Tiêu Dao ôm anh, cô chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc trên đôi má hồng xinh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó cho cô. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ khiến cho em hạnh phúc. Nhưng mà giấy tờ của em chẳng có gì ngoài căn cước công dân. Làm sao mà có thể đăng ký kết hôn? Không sao, anh đã bảo Hạ Tử Sâm gửi lên cho rồi. Hóa ra là anh dám mua chuộc em trai của em. Không có, anh chỉ cho thằng bé một tấm thẻ đen, bảo nó muốn mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu thôi mà. Anh cứ như vậy sẽ chiều hư nó đấy. Anh biết rồi, sau này làm gì cũng nói trước với em, được chưa? Hai người nắm tay nhau vào cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Rất nhanh đã hoàn thành xong xuôi. Bước ra, trên tay hai người đều cầm hai quyển sổ màu đỏ tươi, trong đó có ảnh chụp của cả anh và cô. Trong tấm hình, hai người đều cười rất tươi. Khi một cô gái đồng ý kết hôn với một chàng trai thì chắc chắn cô gái đó rất tin tưởng chàng trai của mình rồi. Tiêu Dao và Trạch Hàn nắm tay nhau cùng ra xe để chuẩn bị đi ăn gì đó. Cao Hạ Diệp đang từ cửa hàng đồ hiệu đối diện đi ra. Cửa hàng này đối diện cục dân chính, nơi hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cao Hạ Diệp cởi chiếc kính râm
để nhìn cho rõ. Là Phong Trạch Hàn, anh ấy đi cùng ai thế nhỉ? Lại còn đi ra từ cục dân chính nữa. Cô ta cau mày tự hỏi trong lòng. Lúc này Hạ Tiêu Dao đã ngồi trong xe. Cao Hạ Diệp chưa kịp nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Phong Trạch Hàn không để ý, bên kia đường, Cao Hạ Diệp đã nhìn thấy mình, anh lái xe rời đi. Cô ta vô cùng tức giận, từ trước đến nay cô ta chưa hề thấy Phong Trạch Hàn vì ai mà cười tươi như thế kia. Phong Trạch Hàn đưa Tiêu Dao đến nhà hàng sang trọng, trong đó có những loại hoa mà cô rất yêu thích. Hôm nay anh đặc biệt trang trí cho cô. Đẹp quá, cái này là anh trang trí sao? Đúng vậy, anh cố tình trang trí cho cô vợ nhỏ của anh nhìn thấy. Dẻo miệng quá đi. Hai người cùng nhau dùng bữa, trên chiếc bàn toàn là những món ăn đắt tiền. Chuyện kết hôn, anh có thể để từ từ rồi hãy công khai cho mọi người biết được không? Công việc của em vẫn chưa ổn định, lại còn chưa ra trường. Em không muốn bị nói là đi cửa sau, được anh chống lưng cho nên mới nổi tiếng. Cô đã công chiếu 2 bộ phim, mình là nữ chính rồi. 2 bộ phim đó cũng rất nổi tiếng, tiếng tăm của cô càng ngày càng vang xa. Có điều cô cảm thấy mình chưa làm thực sự tốt, nên không muốn công khai chuyện đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Được, tất cả đều chiều theo ý của vợ anh. Phong Trạch Hàn cười tươi, tay đút miếng thịt cho cô ăn. Vào ngày Tiêu Dao chụp ảnh poster, cô dậy sớm để chuẩn bị. Phong Trạch Hàn dậy sau cô. Để anh chở em đến trường nha. Cũng được, mà ngày mai em đi dã ngoại với trường, thầy hiệu trưởng mới gửi thông báo không được dẫn theo người nhà đó. Yên tâm đi, người chồng già này của em sẽ giải quyết tất cả. Anh định làm gì chứ? Thì uy hiếp hiệu trưởng. Đừng giở thói giang hồ có được không? Anh trêu thôi, anh không dám đâu. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ có cách. Sau khi dùng bữa sáng xong, anh đưa cô đến trường. Vào trường cùng cô ngỡ ngàng nhìn anh. Anh định giở trò gì đây? Anh chỉ vào trong đó xem một chút thôi mà, không làm gì đâu, em yên tâm. Tiêu Dao vẫn như mọi ngày, cô vào trong chào mọi người trong ekip và trang điểm, lại chuẩn bị bỏ anh bơ vơ một mình rồi đây. Phong Trạch Hàn thấy thầy hiệu trưởng đang đứng đó, anh đến gần. Anh đi đến từ đằng sau, đụng nhẹ vào vai của thầy. Thầy hiệu trưởng kêu lên một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người. Em này, thầy không nhận ra em sao? Thầy hiệu trưởng quay đầu, đẩy nhẹ kính lão xuống, nhèo mắt nhìn Phong Trạch Hàn. Trạch Hàn đấy à? Em không gặp thầy thì thôi, mỗi lần gặp là dọa thầy. Ông thầy già này mắc bệnh tim, mỗi lần gặp em đều như vậy, có ngày đau tim mà mất mạng đấy. Em quên mất thầy có bệnh tim, em xin lỗi ạ. Mà tại sao lại đến trường thế? Hay là quen cô bé nào trong trường rồi? Tôi nói cho cậu biết, tôi cấm cậu dụ dỗ cô bé nào trong trường. Cậu biết tay tôi. Phong Trạch Hàn trước đây từng học ở trường này, nó đã gắn liền với anh 4 năm đại học. Anh học ngành quản trị kinh doanh, học rất giỏi nên được lòng thầy cô. Thầy hiệu trưởng cũng là bạn thân của ba mẹ Phong, cho nên thầy rất cưng Trạch Hàn. Thầy nói như vậy là oan quá. Em có vợ rồi đấy ạ? Dụ dỗ thành công cô bé nào rồi sao? To gan quá nhỉ. Em không hề dụ dỗ, mà em và cô ấy đang yêu nhau thật mà. 30 tuổi rồi, chứ không phải là trẻ con đâu. Thôi được, yêu nhau cũng tốt. Thực ra thì em có chuyện quan trọng, hôm nay đến tìm thầy đấy ạ? Có chuyện gì mà đến tận đây tìm tôi chứ? Em nghe Hạ Tiêu Dao nói trường sẽ tổ chức buổi tiệc dã ngoại cho sinh viên năm cuối, có đúng không ạ? Đúng rồi. Em muốn xin phép thầy cho em đi cùng với trường. Cũng được, nhưng mà chỉ có một mình em thôi sao? Có Hạo Hiên, Cao Tuấn, Bác Văn cũng muốn đi cùng đấy ạ. Chúng nó nói chúng nó muốn về thăm thầy hiệu trưởng, người đã từng ngồi ăn bánh uống trà với chúng nó nhiều nhất. Cũng được, mà em có bạn trong trường à? Tại sao lại đòi đi cùng thế? Dạ không phải bạn, mà là bạn gái.
À không phải, nói bạn gái cũng không đúng, vợ sắp cưới à? Dữ vậy sao? Đợi cô bé đó ra trường là rước về dinh luôn có đúng không? Thầy nói đúng là chuẩn, không cần chỉnh luôn. Cái tên dẻo miệng này. Em có việc ở công ty rồi, em xin phép thầy em đi trước. Được, tôi không tiễn nha. Phòng Trạch Hàn định rời khỏi trường thì thấy Hạ Tiêu Dao đang ngồi trang điểm trong một căn phòng. Anh ngó nghiêng trong phòng không thấy ai, chỉ thấy cô đang ngồi đó lướt điện thoại. Anh mở cửa bước vào, lấy tay choàng qua cổ cô rồi hôn một cái nhẹ nhàng lên má cô. Tiêu Dao giật mình quay đầu sang nhìn Phong Trạch Hàn. Anh làm cái gì thế? Lỡ ai thấy thì biết phải làm sao? Kệ họ chứ, anh hôn vợ anh có gì là sai nào? Anh đi đi, chị biên tập sắp quay lại rồi đấy. Anh biết rồi, nhưng mà em không được thân thiết với cái tên Dương Kỳ, em nghe chưa? Anh mà biết là em biết tay. Anh định mưu sát hay là lấy mạng em nào? Đương nhiên là anh không nỡ dùng súng lấy mạng cô vợ xinh đẹp này rồi. Anh sẽ làm cho em cầu xin anh trên giường thôi. Anh dùng đôi mắt trìu mến đầy tà ý nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình. Đồ lưu manh. Thôi anh đi đây, khi nào xong việc thì gọi anh đi đón nha. Người đàn ông rời đi, trước khi đi còn không quên hôn lên đôi môi của cô một cái. Tiêu Dao gật đầu. Cô cứ nghĩ không ai nhìn thấy hai người thân mật, nhưng không ngờ Dương Kỳ đứng ngoài cửa đã nhìn thấy tất cả, chỉ là không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cả hai mà thôi. Ánh mắt của Dương Kỳ khẽ hiện ra một tia u buồn. Kết thúc buổi chụp hình, rất nhanh chóng những hình ảnh xinh đẹp của Dương Kỳ và Hạ Tiêu Dao được phát tán lên không gian mạng. Những cô gái trong trường lúc nào cũng cảm thấy hai người này vô cùng đẹp đôi. Bên dưới bài đăng là bình luận tích cực đẩy thuyền cho chủ tịch tập đoàn JMM, tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới và nữ diễn viên Hạ Tiêu Dao đang rất hot gần đây. Hai người này đẹp đôi thật đấy, tích cực đẩy thuyền thôi. Sao có thể đẹp đôi đến như vậy nhỉ? Ai cho tôi câu trả lời được không? Đúng là trai tài gái sắc. Ước gì hai người thành đôi thật nhỉ? Chưa đầy một tiếng, bài đăng đã lên hot search. Có rất nhiều hội nhóm nhảy vào để đẩy thuyền cho Dương Kỳ và Hạ Tiêu Dao. Vệ sĩ Nam Kiên đang đứng bên ngoài phòng làm việc của Phong Trạch Hàn, lướt điện thoại thì vô tình nhìn thấy bài đăng kia. Mắt chữ O, miệng chữ A, vội vàng đem điện thoại vào cho lão đại xem. Trạch Hàn lúc này đang lướt trên máy tính cũng thấy tràn lan trên mạng xã hội thông tin có liên quan đến Tiêu Dao. Trong lòng anh vô cùng tức tối, vẻ mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm. Rõ ràng anh và Tiêu Dao là vợ chồng hợp pháp, vậy mà bây giờ cộng đồng mạng lại đẩy thuyền vợ anh với tình địch. Đêm đó, để xoa dịu cơn ghen tuông của ông chồng hay ghen, Tiêu Dao phải hiến thân cùng Trạch Hàn trải qua một đêm ân ái ngọt ngào. Ngày hôm sau, Tiêu Dao và Trạch Hàn dùng bữa sáng xong, hai người cùng tới trường. Họ thấy mọi người đã đứng ngoài sân trường tụ tập đông đủ rồi. Nhìn sang bên đường là một dàn xe buýt của trường đã chuẩn bị sẵn. Hạo Hiền, Cao Tuấn, Bác Văn và Dương Kỳ đã tới đầy đủ. Khi mà Trạch Hàn đứng nói chuyện với mọi người, ánh mắt vô tình chạm vào Cao Hạ Diệp, thấy cô ta đang đứng nói chuyện thân thiết với Dương Kỳ. Đám bạn của Trạch Hàn đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì có người đi tới, không ai khác là Cao Hạ Diệp. Anh Trạch Hàn, lâu rồi không gặp anh. Cô ta ung dung khoác tay của Trạch Hàn. Trong khi đó tay còn lại của anh vẫn đang nắm chặt tay Tiêu Dao. Buông ra đi. Người đàn ông tỏ ra lạnh lùng, giọng nói làm cho ai cũng sợ hãi. Cao Hạ Diệp đành buông tay ra, vẻ mặt uất ức, có chút tức giận. Tại sao anh có thể hung dữ với em như vậy chứ? Chẳng phải là tôi đã từng nói với cô rồi sao? Đừng bao giờ cố tình chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép. Hơn nữa tôi và cô chưa thân thiết đến mức đó đâu. Sau khi đến địa điểm dã ngoại, anh để cho Tiêu Dao nghỉ ngơi, còn bản thân mình thì dựng lều. Khi chuẩn bị hoàn thành xong xuôi rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại có người đến tìm anh? Mà người đó không ai khác là cô gái
trơ trẽn Cao Hạ Diệp. Anh Trạch Hàn, anh có cần em giúp đỡ gì không? Không cần đâu, tôi làm xong rồi. Cao Hạ Diệp không tin, cô ta cứ xông về phía anh. Mà vô tình hay cố tình, chân cô ta vấp vào cục đá. Cao Hạ Diệp té ngã vào trong lòng của Phong Trạch Hàn. Anh không trở tay kịp, mất phương hướng, ngã về đằng sau chiếc lều. Cả hai nằm lên chiếc lều đó. Cao Hạ Diệp cố tình kêu thật lớn để mọi người, đặc biệt là Hạ Tiêu Dao có thể nghe thấy. Chưa đầy một phút sau, mọi người đã vây xung quanh để xem xét. Có không ít những lời bàn tán vang lên. Này, có phải là bạn gái của Phong Tổng không nhỉ? Bàn tay của Cao Hạ Diệp cố tình để trên lồng ngực của Trạch Hàn. Anh đẩy cô ta ra. Cô ta cố tình ghì xuống mạnh hơn, làm cho anh không thể nào đứng lên được. Cô gái này cũng xinh đẹp đấy chứ. Hạ Tiêu Dao luồn người vào trong đám đông, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô không nói gì mà trực tiếp đi tới, túm cổ áo của cô ta rồi kéo người cô ta lên. Cô làm cái gì thế? Cao Hạ Diệp bị Tiêu Dao nắm cổ áo trước mặt đông người thì la lớn, muốn quát vào mặt của cô. Tôi mới là người phải hỏi cô đang làm gì đấy. Lần một lần hai tôi không nói gì, thì đừng nghĩ rằng sẽ có lần ba, lần bốn. Cô... Cao Hạ Diệp, cô ta biết mình càng cãi thì sẽ càng bị mọi người bàn tán, cho nên trực tiếp rời khỏi đám đông. Cô ta rời đi trong sự đắc ý. Không sao, chỉ cần cô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, thế là đủ. Tiêu Dao không thèm nói với Trạch Hàn một câu nào. Không phải cô giận hờn trẻ con, mà cô chỉ tức giận khi mà có người con gái khác chạm vào cơ thể của anh lại không đẩy ra. Nhưng cô hiểu lầm rồi. Liệu hai người có giải thích cho nhau hiểu được không đây? Cô tức giận rồi đi. Phong Trạch Hàn chạy theo cô nhưng mất dấu. Cô đi sâu vào khu rừng nơi có một con suối nhỏ. Cô ngồi xuống đó ngâm chân để thư giãn. Lão già đáng ghét, thấy cô ta đụng vào mà không biết đẩy ra sao? Cô thầm chửi anh không biết bao nhiêu lần rồi. Từ đằng xa có bóng dáng người đàn ông đi tới. Anh đưa cho cô chai nước ngọt. Cô giật mình nhìn sang, là Dương Kỳ. Anh Dương Kỳ. Dương Kỳ từ đầu đến cuối đều chứng kiến mọi chuyện. Sao mà em lủi thủi ở đây có một mình thế này? Em chỉ muốn thoải mái tâm trạng một chút thôi ạ. Cô nhận chai nước từ Dương Kỳ. Tự dưng có một cơn gió thổi qua, làm cho bụi bay vào mắt của cô. Bụi bay vào mắt em rồi. Cô muốn mở mắt ra mà lại không được. Đâu, để anh xem nào. Dương Kỳ chạm vào má cô, thổi thổi vài cái lên mắt. Nhưng cảnh tượng này nếu như đứng ở một góc nhìn khác thì cứ tưởng rằng Dương Kỳ và Tiêu Dao đang hôn nhau. Cao Hạ Diệp tâm cơ, cô ta đứng trong góc khuất chụp tấm hình của Tiêu Dao và Dương Kỳ. Em đỡ chưa? Dương Kỳ bỏ tay ra, xem cô thế nào rồi. Em đỡ rồi, cảm ơn anh nha. Tiêu Dao và Dương Kỳ ngồi nói chuyện một lúc. Mọi người đang chuẩn bị buổi tiệc thịt nướng ở nơi dã ngoại. Phong Trạch Hàn không tìm được Tiêu Dao, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Ba người bạn của anh thấy như vậy thì cũng chia nhau ra tìm, chạy chỗ này, chạy chỗ kia mà không thấy cô. Em ấy về rồi kìa. Phong Trạch Hàn nghe Cao Tuấn nói như vậy thì nhìn theo hướng tay. Anh chạy tới ôm chầm lấy Tiêu Dao. Em đi đâu thế? Có biết là anh lo cho em lắm không? Anh buông cô ra, ánh mắt lo sợ. Khi mà nhìn cô, chính là nỗi lo sẽ mất đi cô gái nhỏ này. Cô nhìn thấy như vậy mà thấy đáng thương. Em không sao, em chỉ đi dạo thôi. Sao em và cậu ta... Phong Trạch Hàn thấy sự xuất hiện của Dương Kỳ ở bên cạnh cô thì lên cơn ghen tuông, tay nắm chặt cánh tay cô. Em và anh ấy vô tình gặp nhau thôi. Anh làm em đau đấy, thả em ra đi. Cô vùng vẫy muốn Trạch Hàn buông ra, nhưng mà càng phản đối thì anh càng siết chặt cô hơn. Này, cậu thả ra đi. Cô ấy nói cô ấy đau rồi mà. Dương Kỳ thấy Tiêu Dao mặt mày nhăn nhó thì đẩy Trạch Hàn ra. Trạch Hàn bị Dương Kỳ đẩy ra
thì tức phát điên lên, nhào tới đấm cho Dương Kỳ một cái. Anh làm cái gì thế? Hạ Tiểu Giao chạy tới đỡ Dương Kỳ, đã bị Trạch Hàn đánh cho ngã dưới đất. Em mà đỡ nó thì đừng có mà trách tôi, Trạch Hàn nói với cô. Tiểu Giao có chút khựng lại, nhưng cuối cùng thì cô vẫn mặc kệ, đỡ Dương Kỳ ra chỗ khác. Cô để Dương Kỳ ngồi xuống ghế rồi lên tiếng hỏi. Anh có đau lắm không? Anh không sao. Em xin lỗi, tính tình anh ấy có chút nóng nảy. Không sao đâu, nhưng mà tay của em... Cô nhìn xuống cánh tay mình, in rõ bàn tay của Phong Trạch Hàn, nó đã đỏ au lên rồi. Em không sao đâu. Cô ôm tay mình rời đi. Cô muốn tìm Trạch Hàn để nói cho rõ ràng mọi chuyện, nói cho rõ hiểu lầm giữa cả hai người, nhưng mà tìm không thấy anh đâu. Cô thấy Cao Tuấn đang đứng nướng thịt thì đi đến gần. Trạch Hàn đâu rồi ạ? Cậu ấy đứng gần vách đá kia kìa. Em cũng đừng chọc cậu ấy tức giận nữa, để cậu ấy nguôi ngoai đã. Em hiểu rồi. Cô quay người đi về phía sau vách đá. Cô đi đến thì thấy Phong Trạch Hàn đang đứng nói chuyện cùng với Cao Hạ Diệp. Cao Hạ Diệp đã nhìn ra Tiêu Dao đến. Cô ta giống như con hổ đói, nhào vào trong lòng rồi ôm hôn Phong Trạch Hàn tới tấp. Anh để yên cho cô ta làm càn, còn ôm eo cô ta, đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Tiêu Dao thấy như vậy thì tức giận rồi đi. Có điều cô không biết rằng người ôm hôn Cao Hạ Diệp không phải Phong Trạch Hàn, đó là một người đàn ông khác. Chỉ là anh ta mặc đồ y hệt anh, tướng người giống anh, nên đã xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng. Làm tốt lắm, tiền tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau, Cao Hạ Diệp nói với người đàn ông kia. Vốn dĩ Tiêu Dao và Trạch Hàn muốn xóa bỏ hiểu lầm, nhưng mà càng ngày hiểu lầm càng trầm trọng rồi. Cô tức tuổi, nước mắt không thể nào kiềm chế được mà tuôn ra hai bên gò má. Dương Kỳ nãy giờ vẫn dõi theo cô, thấy cô như vậy thì lên tiếng hỏi. Sao thế? Hắn ta đánh em sao? Sao em lại khóc thế này? Dương Kỳ vốn dĩ có chất giọng ấm áp, mà thấy cô khóc, sự ấm áp đó đã chuyển sang lạnh lùng. Dạ không sao. Cô muốn vùng người ra khỏi Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ lại kéo cô ôm chặt vào trong lòng. Phong Trạch Hàn đứng trong một góc sau vách đá, nên không biết cô đến tìm anh. Anh vừa ra thì Cao Hạ Diệp đã đến gần anh. Anh Trạch Hàn, em có cái này muốn cho anh xem. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Phong Trạch Hàn vứt điếu thuốc xuống, lạnh lùng nói với Cao Hạ Diệp. Cô ta vô cùng đắc ý, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở tấm hình ban nãy cô ta chụp lén của Hạ Tiêu Dao và Dương Kỳ cho Phong Trạch Hàn xem. Anh giật lấy chiếc điện thoại, nhìn cho thật kỹ. Ánh mắt của anh đỏ hoe, tức giận, ném điện thoại của Cao Hạ Diệp xuống con suối gần đó. Anh đi ra khỏi vách núi, đi về phía của Tiêu Dao, lại thấy Dương Kỳ đang chạm vào má cô, mặt gần mặt, đang nói một điều gì đó. Con hổ dữ trong lòng anh nổi dậy, anh đi nhanh về phía Dương Kỳ, đẩy người anh ta, rồi đấm cho Dương Kỳ một cái thật mạnh. Lần này thì Dương Kỳ đã phản kháng, đánh lại Phong Trạch Hàn. Hai người dừng lại đi, Hạ Tiêu Dao muốn can ngăn, hai người đàn ông không thèm quan tâm. Trong lúc cả hai lao vào đánh nhau không để ý, cô gái nhỏ Tiêu Dao đã vô tình bị té ngã. Khi mà thấy cô té ngã, hai người mới nhận ra mình vừa làm cái gì, nên dừng hành động đánh nhau. Xin lỗi em có sao không? Phong Trạch Hàn ngồi xuống hỏi cô. Cô hất tay anh ra, cơn đau ở bụng dưới trở nên quằn quại. Em không sao chứ, Tiêu Dao? Dương Kỳ thấy trên trán cô là mồ hôi, tay đang ôm bụng, dưới chân còn một chút máu chảy ra. Em đau quá, Dương Kỳ. Để anh đưa em đến bệnh viện nha. Dương Kỳ bế cô dậy, chạy về phía đường lớn, bắt một chiếc xe. Phong Trạch Hàn đứng đó có chút ngơ ra, không biết phải làm cái gì. Dương Kỳ thúc giục bác tài chạy vào bệnh viện gần nhất. Vừa đến nơi, Dương Kỳ đã đạp cửa xe của bác tài. Bác tài ngơ ngác
Anh cứ thế bế bệnh nhân vào trong bệnh viện. Bác sĩ đâu rồi? Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh. Ngồi bên ngoài là Dương Kỳ, bác sĩ đi tới. Bệnh nhân ổn rồi, không sao đâu. Cô ấy bị làm sao thế, bác sĩ? Đợi khi nào bệnh nhân tỉnh dậy, tôi sẽ nói về bệnh tình của cô ấy. Dạ vâng. Tiêu Dao được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Phong Trạch Hàn cũng vừa lúc đến bệnh viện. Anh chạy vào hỏi y tá. Cho tôi hỏi, có một cô gái vừa được đưa vào đây tên Hạ Tiêu Dao, cô ấy nằm ở phòng nào chứ? Phòng cuối cùng trên hành lang 201. Cảm ơn cô. Phong Trạch Hàn chạy nhanh về phía phòng 201. Anh đẩy cửa bước vào. Vừa hay lúc này Tiêu Dao đã tỉnh dậy được 5 phút. Bác sĩ đang đứng ngay bên cạnh. Trong hai anh, ai là chồng của bệnh nhân Hạ chứ? Phong Trạch Hàn thở hổn hển. Là tôi đây. Anh làm chồng kiểu gì đấy? Vợ mình mang thai mà không biết. Tôi chia buồn cùng anh. Do ngã quá mạnh cho nên động thai. Đứa bé không cứu được. Nó còn quá nhỏ, chỉ như là một hạt đậu thôi, không giữ được nó rồi. Bác sĩ thở dài lắc đầu, vỗ vai an ủi Phong Trạch Hàn rồi đi ra. Câu nói đầu của bác sĩ làm anh rất vui, nhưng câu sau lại khiến cho nụ cười trên môi anh dập tắt. Anh hối hận, nếu lúc đó mình có thể kiềm chế tốt hơn, không đánh nhau với Dương Kỳ thì sẽ không khiến cho cô bị ngã. Trái tim anh lúc này giống như có mấy nhát dao ghim vào, vô cùng đau xót. Anh đi về phía giường bệnh, cô gái nhỏ đang nằm đó. Anh xin lỗi, vợ à. Cô khóc tức tuổi vì mất đi đứa con của mình. Cô trùm chăn kín đầu, không muốn nhìn thấy ai, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Dương Kỳ kéo lấy tay của Phong Trạch Hàn. Anh nên ra ngoài đi, cô ấy cần nghỉ ngơi trước đã. Khi nào cô ấy bình tĩnh, hãy vào sau. Bản thân Dương Kỳ cũng ra ngoài để cho cô một mình trong phòng bệnh. Phong Trạch Hàn rơi nước mắt, anh muốn hét lên thật lớn. Ông trời quá bất công, tại sao mang đến cho anh một thiên thần nhỏ rồi lại cướp đi nó nhanh chóng như vậy? Tại tôi, tất cả là tại tôi. Anh đấm mạnh vào tường, tay rách ra và chảy máu rất nhiều. Nhưng vết thương này làm sao mà đau đớn bằng vết thương trong trái tim của anh cơ chứ? Hạ Tiêu Dao tự trách bản thân mình rất nhiều. Cô không hề biết có một sinh linh đang ở trong bụng mình. Nếu biết thì cô đã cẩn thận hơn và mọi chuyện đã không đi đến ngày hôm nay. Vài ngày sau đó, Trạch Hàn đã nhiều ngày không đến công ty. Hàng ngày anh ngồi lì trong phòng, ôm chai rượu, không biết trời trăng mây gió là gì. Anh rất muốn đến bệnh viện để thăm Tiêu Dao, nhưng không đủ dũng khí đứng trước mặt cô, không đủ dũng khí xin lỗi cô. Chính là do anh mà thiên thần nhỏ của cả hai người đã mất đi. Tiêu Dao xuất viện trở về căn biệt thự của Phong Trạch Hàn. Cô gầy đi rất nhiều sau cú sốc mất con. Cú sốc này là về thể xác và cả tinh thần đều bị ảnh hưởng. Cô bước từng bước chân nặng trĩu trở về căn phòng quen thuộc, nơi mỗi tối hai người ôm nhau ngủ. Bước vào trong đó, cô thấy nồng nặc mùi rượu. Cô ho sặc sụa. Người đàn ông ngửi thấy hương thơm quen thuộc thì anh bừng tỉnh, bật đèn lên, để chai rượu sang một bên. Vợ, em về rồi. Phong Trạch Hàn vui mừng khi mà nhìn thấy cô. Có điều chưa vui được bao lâu, cô đã nói. Phong Trạch Hàn, chúng ta ly hôn đi. Cô nói xong thì cầm vali, soạn đồ đạc của mình vào trong đó. Ly hôn ư? Tại sao chứ? Anh hiểu rõ vấn đề mà. Chúng ta ly hôn đi. Giọng nói của cô vô cùng cương quyết. Không được, anh không đồng ý ly hôn. Anh tiến tới cầm tay cô thật chặt. Tôi quyết định rồi, chúng ta ly hôn. Mỗi người một cuộc sống, hai người hai lối đi, đừng ai làm phiền ai. Cô cầm tờ đơn ly hôn quăng xuống giường. Tôi đã ký tên rồi đấy. Anh ký đi. Tài sản của anh tôi không muốn lấy bất kỳ một cái gì. Không, anh không ký. Cũng được, vậy thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Cô soạn đồ rất nhanh,
kéo vali rồi đi. Anh lập tức níu cô lại. Em không thể nào cho anh một cơ hội được sao? Không được. Xin lỗi anh. Cô hất tay của Phong Trạch Hàn ra. Cô đã rời đi rồi. Người đàn ông vô cùng suy sụp tại anh mà mất cả cô, cả con. Ngày tháng sau này không có cô, anh sẽ sống thế nào đây? Phong Trạch Hàn chưa bao giờ thấy dáng vẻ dứt khoát và tuyệt tình của cô đến như thế. Tiêu Dao đã từ sớm đặt vé máy bay đến nơi khác để sinh sống. Cô muốn làm lại cuộc đời một lần nữa. Nhưng ai là người giúp cô đến nước khác để sinh sống đây? Người đó tất nhiên là Dương Kỳ. Anh để Tiêu Dao sống ở Thụy Sĩ. Ở đó Dương Kỳ có căn nhà cho cô tạm thời ở một thời gian trước để cô làm giấy tờ tùy thân, xong xuôi sẽ mua căn nhà khác. Tiêu Dao biết rõ thế lực của Phong Trạch Hàn có thể tìm ra cô bất kỳ lúc nào. Vì vậy cô đổi tên là Donna. Phong Trạch Hàn lấy lại tinh thần, trở nên bình tĩnh hơn. Anh nhìn tờ giấy ly hôn mỏng manh, trực tiếp xé nó không một chút nào do dự. Anh gọi cho vệ sĩ Nam Kiên. Tìm cô ấy đi. Sau một thời gian tìm kiếm, thuộc hạ của anh đều báo tin không biết tung tích của cô đang ở đâu. Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc, cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một cô nàng tiểu thư có khí chất lạnh lùng. Anh hai. Khi cô gái cất tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn. Rồi cô nàng đi tới, ôm chầm lấy cổ anh. Sao em lại về đây chứ? Em được nghỉ vài hôm nên muốn về thăm anh hai và chị dâu. Ông bà nội nói chị dâu dễ thương lắm, lại còn là diễn viên trong những bộ phim ăn khách. Em đã coi phim rồi, em thấy thích chị ấy lắm. Phòng Thiền Di luyên thuyên nói về Hạ Tiêu Dao mà không để ý tới biểu cảm trên mặt anh trai mình. Cô ấy đi rồi. Chị ấy đi làm chưa về sao? Không phải. Cô ấy rời xa anh rồi. Tất cả là lỗi của anh. Vậy anh mau xin lỗi chị ấy đi. Còn ngồi đây làm gì chứ? Anh đã xin lỗi rất nhiều rồi, cũng níu kéo rất nhiều rồi, nhưng cô ấy vẫn chọn rời xa anh. Phong Trạch Hàn sau đó kể cho em gái nghe tất cả câu chuyện của hai người. Nghe xong, Thiên Di lên tiếng. Em sẽ kiểm tra camera của các tuyến đường, anh yên tâm. Với trình độ sinh viên năm 2 trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Vậy là hai người miệt mài kiểm tra camera trên các tuyến đường đã bị mất dấu tại tuyến đường gần sân bay. Vệ sĩ Nam Kiên lúc này mở cửa đi vào. Dạ lão đại, đã tìm ra tung tích của phu nhân. Ở đâu chứ? Dạ ở sân bay. Có người thấy phu nhân lên chuyến bay M095, nhưng không may. Nam Kiên đang nói thì dừng lại, không dám nói thêm nữa. Phòng Trạch Hàn cảm nhận có chuyện xấu đã xảy ra. Không may làm sao chứ? Nam Kiên ấp a ấp úng. Phòng Trạch Hàn tức giận đi tới, nắm cổ áo Nam Kiên giật rất mạnh. Thấy mọi chuyện không lành, Thiền Di ngăn cản anh trai. Anh cứ bình tĩnh để Nam Kiên nói, đừng nóng tính như vậy có được không? Bây giờ em muốn anh làm sao đây? Vợ anh không rõ tung tích, bé con thì rời khỏi thế giới này. Trong tay anh bây giờ đã mất tất cả rồi, không còn vợ, không còn con nữa. Anh tức giận buông Nam Kiên ra, lấy áo vét. Nếu như không nói được thì anh sẽ tự mình đi tìm hiểu. Thế nhưng anh khựng chân ở ngay cửa. Nhà báo đưa tin, anh đứng lại lắng nghe. Chuyến bay M095 gặp trục trặc. Trên máy bay có người cố tình sử dụng bật lửa, xảy ra sự cố đầy thương tâm, là một vụ nổ máy bay. Chiếc máy bay rơi xuống vùng biển ngoại ô, 50 người tử vong, 10 người bị thương, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát cũng đã tìm thấy 30 cơ thể không còn nguyên vẹn và khám nghiệm tử thi. Nam Kiên lúc này mới cúi gầm mặt xuống. Xin lỗi anh, lão đại, tôi không có đủ can đảm để nói cho anh biết về chuyện của phu nhân. Anh cũng nghe thấy rồi đấy, chuyến bay đó là chuyến bay phu nhân đã đi. Người đàn ông không thể nào tin được vào tai mình. Anh đi về máy tính xem lại một lần nữa. Thiền Di cũng không tin, ôm miệng khóc nấc.
Phong Trạch Hàn tức giận đập nát chiếc máy tính bằng tay. Cho người tìm tung tích của cô ấy đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nam Kiên huy động lực lượng rất nhiều người để mà đi tìm Hạ Tiêu Dao. Mọi người lái trực thăng ra vùng biển ngoại ô. Rất nhiều người lặn xuống tìm tung tích của cô mà vẫn không có. Tìm từ sáng đến tận tối, mọi người thay phiên nhau xuống lặn. Có cả lực lượng công an nhưng vẫn không có manh mối gì. Nhiều cơ thể đã nát vụn. Đã 2 ngày trôi qua, mọi người đã lặn xuống rất tích cực mà không tìm được manh mối nào liên quan đến Hạ Tiêu Dao. Chỉ tìm được sợi dây chuyền hình trái tim từ cô. Phong Trạch Hàn vào ngày đăng ký kết hôn với cô đã tặng cô sợi dây chuyền hình trái tim này. Nam Kiên run rẩy lo sợ. Một người phu nhân đã từng đối xử rất tốt với anh ta, bảo vệ anh ta tránh khỏi những lần giày la của lão đại. Mà giờ đây anh ta chỉ tìm được một sợi dây chuyền thôi. Nam Kiên cả cơ thể ướt nhẹp, nắm sợi dây chuyền trong tay, bước vào bên trong căn biệt thự đầy run rẩy, giọng nói không thể nào thốt ra trong cổ họng. Phong Trạch Hàn và Phong Thiên Di ngồi chờ sẵn ở phòng khách, chờ tung tích từ Nam Kiên. Dạ, lão đại, tiểu thư. Sao rồi? Cô ấy không sao có đúng không? Cô ấy vẫn ổn đúng không? Dạ, tôi xin lỗi. Mọi người đã cố gắng lặn xuống biển mấy ngày, nhưng mà chỉ tìm được sợi dây chuyền này thôi. Nam Kiên đưa sợi dây chuyền ra trước mặt của Phong Trạch Hàn. Anh vừa nhìn đã nhận ra đây là dây chuyền anh đã tặng cho Tiêu Dao. Người đàn ông run rẩy nhận sợi dây chuyền, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Anh khóc như một đứa trẻ con, khóc rất lớn. Phong Trạch Hàn không thể nào mãi suy sụp. Một tháng sau đó, anh dần dần chấp nhận sự thật, làm đám tang cho Tiêu Dao. Đêm đến, anh ôm tấm ảnh hai người chụp chung, nở ra nụ cười thật tươi, miệng cười nhưng mắt thì rơi xuống những giọt nước mắt. Anh gầy đi rất nhiều, giống như là một bộ xương, không có lấy một chút nào sức sống. Thiền Di thấy anh trai của mình như vậy thì cũng không nỡ về nước, gác lại toàn bộ việc học để mà ở đây chăm sóc cho Trạch Hàn. Hàng đêm anh tự trách bản thân mình. Trên tường nhà ngày qua ngày in rõ những nắm đấm của Trạch Hàn. Anh xin lỗi, anh đã không giữ lời hứa là cho em cuộc sống tốt. Bảo bối, bà xin lỗi đã đánh mất con. Bây giờ không còn mẹ, con cũng không còn, bà biết sống thế nào đây? Trong đêm tối, anh ôm tấm hình tự trách bản thân mình. 5 tháng sau, tại căn biệt thự của thành phố Paris, nước Pháp, có một cô gái ngồi trên sofa xem tivi cười khúc khích, một tay bóc bánh ăn nhâm nhi, một tay thì xoa xoa chiếc bụng đang dần dần lớn lên của mình. Đúng vậy, đó chính là Hạ Tiêu Dao. Cô chưa chết mà đứa bé cũng chẳng sao. Chuyến bay ngày hôm đó do cô và Dương Kỳ bắt buộc phải tới Pháp sớm hơn dự định nên đã hủy bỏ chuyến bay M095, chuyển sang một chuyến bay khác, và tất nhiên là đến Pháp an toàn. Tiêu Dao cảm thấy rất may mắn khi mà không đi chuyến bay đó. Vừa đáp xuống sân bay Pháp, vốn dĩ sức khỏe của cô rất bình thường, nhưng trên đường trở về căn biệt thự, ngồi trên xe cô nôn nhiều, còn có cả chóng mặt. Mặt cô tái mét, Dương Kỳ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Chúc mừng cô đang có thai được khoảng 3 tuần, nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ. Tâm trạng của cô không tốt thì đứa bé không thể nào phát triển khỏe mạnh được. Nghe bác sĩ người Pháp nói như vậy, cả Tiêu Dao và Dương Kỳ đều trợn mắt ngạc nhiên. Dương Kỳ hỏi lại bác sĩ, liệu có nhầm lẫn gì không? Nhầm lẫn làm sao được, tôi đây có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc khoa phụ sản, máy móc rất hiện đại. Vậy tại sao lúc trước bác sĩ lại nói đứa bé đã mất do bị ngã mạnh chứ? Cô hỏi bác sĩ. Đúng là có dấu hiệu cô từng bị động thai, nhưng rất nhẹ thôi, đứa bé vẫn phát triển bình thường. Có thể bệnh viện đó máy móc không được tân tiến, hoặc có sự cố nhầm lẫn gì thôi. Thôi được rồi, hai vợ chồng về đi, cẩn thận
cái thai trong bụng, nhớ ăn uống đầy đủ để đảm bảo dưỡng chất cho em bé. Không có niềm vui nào bằng niềm vui đứa bé vẫn phát triển trong bụng mình. Tiêu Dao nở ra nụ cười hạnh phúc, nước mắt rơi xuống. Dương Kỳ lên tiếng giải thích với bác sĩ. Tôi không phải là chồng cô ấy, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. À, vậy sao? Vậy tôi xin lỗi nha. Không sao. Dương Kỳ đưa cô trở về căn biệt thự. Cứ như vậy 5 tháng trôi qua, đứa bé phát triển rất tốt. Gia đình cô vẫn chưa ai biết về chuyện này. Cô chỉ nói cô ra nước ngoài làm việc định cư. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình Tiêu Dao ở, Dương Kỳ phải về lại Trung Quốc. Một tháng anh sẽ qua thăm cô một lần. Vì tính chất công việc nên anh cứ đi đi rồi về về. Giữa hai người bây giờ chỉ là mối quan hệ bạn bè, cô vẫn chưa dám mở lòng với bất kỳ một ai nữa. Em trai cô Hạ Tử Sâm âm thầm mua vé máy bay sang Pháp thăm cô, vốn muốn cho cô bất ngờ. Cậu ta ấn chuông cửa, mở cửa ra, đập vào mắt của cậu là người chị gái mình luôn luôn yêu thương. Giờ đây trên vùng bụng phẳng lì đã là bảo bối 5 tháng tuổi, nó vẫn còn an toàn trong bụng mẹ. Hạ Tử Sâm biết chuyện đã khóc, ôm lấy chị gái. Cậu muốn nói cho Phong Trạch Hàn nhưng cô ngăn cản. Hạ Tử Sâm quyết định sẽ ở lại chăm sóc cho chị đến lúc nào cô sinh em bé thì thôi. Hạ Tử Sâm bỏ việc học ở quê, đăng ký học một trường ở Pháp. Tất cả các giấy tờ tùy thân và đăng ký nhập học Dương Kỳ đều giúp cho Tử Sâm hoàn tất. Dương Kỳ từng sống 5 năm ở Pháp nên rất rành. Hạ Tử Sâm đó là sinh viên năm 3 của ngành IT, đang học rất tốt mà bây giờ lại chuyển sang học ngành kinh doanh thương mại. Thời gian thấm thoát trôi qua. 5 năm sau đó, Hạ Tiêu Dao đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh dễ thương. Hạ Tử Sâm ở Pháp với cô 5 năm, chăm đứa cháu nghịch ngợm của mình. Nhìn kỹ thì đứa trẻ này rất giống Phong Trạch Hàn. Hạ Tử Sâm tốt nghiệp, có một số vốn cộng thêm vốn của Hạ Tiêu Dao. Hai người thành lập công ty nhỏ, dần dần nó phát triển ngoài sức mong đợi. Giờ đây công ty đã trở nên có tiếng tăm tại Pháp. Chủ tịch công ty Khai chính là Hạ Tử Sâm. Hội đồng quản trị cổ phiếu nhiều nhất là Hạ Tư Dao. Nhưng cô chưa bao giờ lộ mặt. Chỉ nghe người ngoài và trong công ty nói đó là một cô gái xinh đẹp. Cộng thêm Tiêu Dao vốn có tài năng thiết kế, cô đã mở nhiều shop thời trang ở Paris. Trong căn biệt thự lúc này nghe thấy tiếng trẻ con đang mếu máo. Ngồi trên sofa dỗ dành, cậu bé đang khóc là Hạ Tử Sâm. Dỗ mãi mà vẫn không chịu nín. Ngay lập tức Hạ Tiêu Dao xuất hiện, trên tay cầm một cây roi. Hạ Minh Huy, con nín ngay cho mẹ. Con nín không nào? Con muốn ba tham gia hoạt động trường với con cơ. Mẹ nói thế nào? Ba bận không về kịp. Mẹ và cậu út có thể đi cùng con. Con không nghe lời sao, Bin? Tên thân mật ở nhà của Hạ Minh Huy là Bin. Đúng rồi đấy, Bin. Ba con đi công tác không về kịp. Cậu út sẽ đi cùng con mà. Không, con không muốn cậu út. Con muốn ba cơ. Con chỉ cần ba thôi. Mấy bạn trong lớp đều có ba đi cùng. Con mà còn khóc nữa thì đừng trách mẹ là ra tay tàn nhẫn. Cậu út đi với con chẳng vui chút nào. Mỗi lần cậu đón con toàn nói chuyện với chị gái của bạn Mina. Tiêu Dao liếc nhìn em trai. Hạ Tử Sâm liền tránh né đôi mắt của cô. Chồng nó vô cùng hung dữ. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng mở khóa vang lên. Bin đứng dậy chạy nhanh về phía cửa la lớn. À, là ba, ba về rồi. Cánh cửa lớn mở ra, thân hình cao lớn xuất hiện, khoác trên người là quần tây, áo len cổ lọ. Bên ngoài là chiếc áo khoác dài qua gối, mái tóc vuốt keo, trông vô cùng đẹp trai. Bin chạy nhào tới, nhảy cẫng lên, rồi hôn vào má người đàn ông. Từ bên ngoài đi vào, bà đã nghe thấy âm thanh inh ỏi của con rồi đấy, Bin. Người này không ai khác là Dương Kỳ. Dương Kỳ và Hạ Tử Sâm là hai người đàn ông
có khả năng duy nhất đến tìm cô. Dương Kỳ trong một năm đầu đứa bé sinh ra, anh luôn ở Paris, không về chung. Cho dù công việc có bận rộn thế nào, anh cũng không nỡ để cho Tiêu Dao phải một mình. Tình cảm anh dành cho cô phải nói là vô cùng lớn. Nhưng đáng tiếc Tiêu Dao vẫn chưa thể nào quên được người cũ. Cô không thể cảm nhận tình cảm từ anh. Đến Hạ Tử Sâm nhìn vào còn biết Dương Kỳ yêu chị gái của mình nhiều thế nào. Mặc dù đứa bé không phải là con ruột của Dương Kỳ, anh vẫn cứ yêu thương, chiều chuộng nó hết lòng. Anh thương cô, thương luôn cả Bin. Những tiếng gọi đầu tiên của Bin không phải là mẹ mà là ba ba. Dương Kỳ quay sang hỏi Tiêu Dao xem là có chuyện gì mà Bin lại khóc lóc thế này. Con trai cưng của anh nói rằng có hoạt động ở trường, nhà trường nói cần ba và mẹ tham gia. Em nói với nó là anh đi công tác không về kịp, nó ăn vạ và la làng như vậy đấy. Dương Kỳ lập tức giảng giải con trai rồi bảo Bin phải xin lỗi mẹ ngay. Mẹ ơi, con xin lỗi, sau này con không dám như vậy nữa đâu. Đó, mẹ ruột thì không nghe lời, nhưng Dương Kỳ đã nói thì lại nghe ngay. Còn với cái thế đấy, Dương Kỳ nói với Tiêu Dao. Sau hoạt động của trường, em và con về chung cùng anh một chuyến nha. Tiêu Dao và Hạ Tử Sâm đều bất ngờ, bởi vì trước đây cô đã từng thề mình không bao giờ về nước thêm một lần nào nữa. Thôi, em không về đâu. Công ty anh đang có một chút trục trặc, các nhà thiết kế thời trang không thiết kế được bộ nào mà anh ưng ý, nhờ cả em đấy. Thì em ở đây thiết kế cũng được mà. Có cuộc họp hội đồng quản trị các cổ đông nên em phải về thôi, không được vắng mặt của bất kỳ ai. Thì liên quan gì đến em đâu, em làm gì có cổ phần. Em chắc chưa? Dương Kỳ xác nhận, đến gần cô, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Chắc mà. Dường như anh nói trúng tim đen của cô rồi. Vậy cô gái có cổ đông lớn thứ hai công ty anh từ chối họp hội đồng quản trị, cô gái đó em có biết không? Anh nói gì em không hiểu. Cô gái cổ đông tên Donna, người đó có vẻ lì lợm, âm thầm đầu tư cho công ty của anh, còn cố tình giấu tên để anh không biết. Bây giờ em còn chối được không, Tiêu Dao? Em giấu đến như vậy rồi mà anh cũng biết sao? Nể anh quá đi. Cô bĩu môi với Dương Kỳ. Chị hai, chị còn chưa đủ giàu à? Sao còn đầu tư vào công ty của anh Dương Kỳ thế? Hạ Tử Sâm không tin vào những gì mình nghe thấy. Em giàu hơn chị đấy chứ. Chị có mua lại công ty của em không? Em bán cho. Cái này để tôi từ từ suy nghĩ. Gia đình bốn người ở bên cạnh nhau, nói cười vui vẻ. Cuộc sống của Tiêu Dao bây giờ đã rất tốt rồi. Cô không muốn trở về Trung Quốc một chút nào, cũng không muốn đối diện với quá khứ tăm tối kia. Đêm mùa thu, trời se se lạnh, Dương Kỳ không ngủ được. Anh xuống bếp ngồi nhâm nhi chai rượu vang. Hạ Tử Sâm đi xuống rót nước thì thấy Dương Kỳ đã có chút hơi men trong người. Hạ Tử Sâm ngồi đối diện với chiếc ghế mà Dương Kỳ đang ngồi. Sao mà anh ngồi uống rượu một mình thế này? À, anh có chút buồn. Anh buồn chị hai của em đúng không? Tử Sâm vui vẻ hỏi tiếp. Anh Dương Kỳ đẹp trai thế này, chắc là có nhiều cô gái yêu anh lắm đúng không? Anh chỉ em cách cua gái đi. Nếu anh mà biết cua gái thì bây giờ đã có được chị hai em rồi. Đúng là có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chỉ yêu duy nhất Tiêu Dao thôi. Chắc hẳn anh phải yêu chị Tiêu Dao nhiều lắm nhỉ? Dương Kỳ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh tiếp tục uống và uống. Hạ Tử Sâm phải ngăn cản thì Dương Kỳ mới dừng lại. Rất nhiều lần anh muốn nói chuyện tình cảm với chị hai của em, nhưng cuối cùng anh lại sợ. Sợ cô ấy không chấp nhận, sợ cô ấy rời xa anh thêm một lần nữa. Anh sợ mất đi Tiêu Dao và Tiểu Huy. Sợ có một ngày nào đó cô ấy và Phong Trạch Hàn sẽ gặp lại nhau. Anh cứ thử một lần xem thế nào. Cô ấy vẫn còn yêu Trạch Hàn thì anh làm sao có thể nói ra tình cảm của mình chứ.
Người ta thường nói thích thì phải nói, cũng như đói thì phải ăn. Nhưng anh sợ lắm, nói ra rồi lại mất đi tình cảm bấy lâu nay, ngay cả tình bạn cũng không còn nữa. Anh chưa từng khóc vì một ai, và Tiêu Dao là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng anh khóc. Tương lai sau này anh chỉ có cô ấy và Tiểu Huy thôi. Anh muốn ở bên hai người mãi mãi. Dương Kỳ trong ánh mắt đã long lanh những giọt lệ. Anh không định yên bề gia thất rồi lập gia đình lấy vợ sinh con sớm sao? Tất nhiên là anh muốn chứ. Anh muốn có một cô vợ luôn luôn chờ anh ở cửa lúc anh tan làm, luôn chuẩn bị những món ăn ngon. Khi mà anh mệt mỏi, áp lực nhất, anh mong muốn cô ấy sẽ an ủi anh, ôm anh vào trong lòng. Muốn có thêm một thiên thần nhỏ, thấy ba đi làm về sẽ chạy tới ôm lấy cổ anh. Chắc chắn Dương Kỳ rất đau lòng khi mà nói ra những câu này. Người đàn ông vốn trong mắt người khác rất mạnh mẽ, mà giờ đây trên đôi gò má đã thấm đẫm những giọt nước mắt. Những lần anh về Trung Quốc, anh không nỡ xa Hạ Tiêu Dao cho dù chỉ là một ngày. Những đêm về nước, anh luôn luôn suy nghĩ về cô, đêm nào cũng rơi lệ. Anh buông bỏ đi. Anh không sợ người ngoài nói, người khác ăn ốc lại bắt anh đổ vỏ sau, người ta sẽ gièm pha anh đấy. Hạ Tử Sâm biết tâm trạng của Dương Kỳ lúc này nên chỉ có thể an ủi thôi. Bây giờ anh buông bỏ có lẽ không được nữa rồi. Anh thật lòng rất yêu Tiêu Dao. Người ta bình thường chỉ đơn phương ai đó trong một thời gian nhất định thôi. Chẳng ai đơn phương một người vô tâm mãi. Gặp được người khác tốt hơn, họ sẽ chọn cách rời đi, sẽ không đơn phương một người vô tâm nữa. Còn anh thì khác. Cho dù cô ấy thế nào, anh vẫn yêu cô ấy. Anh đã đơn phương Tiêu Dao 9 năm rồi, không thể nào buông bỏ một cách dễ dàng như thế. Anh không sợ người ta bàn tán là anh chăm sóc một đứa con không phải là con ruột của mình sao? Hạ Tử Sâm uống chút rượu rồi ngồi tâm sự thêm với Dương Kỳ. Mặc kệ họ nói gì, nói anh đổ vỏ cũng được, chăm con người khác cũng được, còn hơn là để Tiêu Dao bị người ta nói mình là mẹ đơn thân. Anh muốn bảo vệ cho Tiêu Dao đến suốt cuộc đời này. Anh tốt đến mức tự làm đau chính mình đấy. Dương Kỳ chỉ biết lắc đầu cười trừ, một nụ cười vô cùng đau lòng. Khi cô ấy biết mình vẫn còn đứa bé trong bụng, cô ấy vui lắm. Nụ cười đã trở lại, giống như năm cô ấy 18 tuổi, anh đã gặp cô ấy. Lúc đó biết đứa bé vẫn còn, anh cũng vui lắm. Mặc dù nó không phải là con ruột của anh, nhưng anh tự hứa với lòng mình, sau này sẽ yêu thương đứa bé như con ruột. Những ngày tháng Tiêu Dao ốm nghén, không ăn được gì, tụt hẳn 4-5 kg, anh vô cùng xót xa. Phụ nữ mang thai thì cần phải bồi bổ tăng cân. Anh chăm sóc cho cô ấy hết mực. Công ty ở chung xảy ra vấn đề nặng thế nào, anh cũng không về. Sợ cô ấy ở một mình không thể nào chăm sóc cho con, tính tình thì có chút vụng về. Khi em nói sẽ qua đây chăm sóc cô ấy, anh cũng rất vui vì có người nhà ở bên cạnh lúc cô ấy chỉ có một mình. Anh cũng yên tâm đi đi về về để xử lý công việc hơn. Tình cảm anh dành cho cô ấy không biết phải nói thế nào nữa. Nó lớn lắm. Cô ấy giống như là cả thế giới, là tài sản duy nhất của anh vậy. Dương Kỳ cầm chai rượu lên uống gần cạn, nụ cười đau đến mức làm cho người ta phải xé nát tâm can. Hạ Tử Sâm nghe Dương Kỳ nói mà mũi cay cay, dường như chỉ nghe được những lời tâm sự thật lòng lúc Dương Kỳ đã say thôi. Hạ Tiêu Dao ở trên phòng ngủ cảm thấy khó ngủ thì đã xuống bếp rót nước uống. Vừa xuống đến nơi, cô đã giật mình. Dương Kỳ và Hạ Tử Sâm đã say khướt, cả hai người đang gục trên bàn. Này, sao anh lại ngủ ở đây chứ? Tiêu Dao đến gần Dương Kỳ, lay lay người anh, rồi chồm sang Hạ Tử Sâm, đánh vào tay của em trai. Dương Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên. Mặt anh lúc này ửng hồng, nước mắt nước mũi tèm nhem. Xoay lại khóc chứ? Tiêu Dao nhìn vào mắt của người đàn ông. Anh lúc này vô cùng yếu đuối, trực tiếp xoay mặt đi nơi khác. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Sau đó thì một mình Tiêu Dao phải đỡ cả hai người đàn ông lên phòng nghỉ ngơi. Dương Kỳ được cô đưa lên tận phòng, đặt xuống giường.
Cô đắp chăn cẩn thận cho Dương Kỳ, tránh anh bị cảm. Lúc mà cô chuẩn bị rời khỏi phòng, Dương Kỳ nắm tay cô. Tiêu Dao, anh thật sự rất yêu em, rất yêu Tiểu Huy. Nhưng anh phải làm sao đây? Khi mà em vẫn còn tình cảm với người cũ. 5 năm qua, anh vẫn nhìn thấy rõ điều đó. Mà anh thì không thể nào buông bỏ em. Những câu nói của Dương Kỳ làm cho cô bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang say khướt, nói mơ. Cô biết đó không phải là những lời nói đùa của anh. Chính cô trong 9 năm qua có thể nhìn thấy rõ tình cảm Dương Kỳ dành cho mình. Cô muốn gỡ bàn tay của Dương Kỳ ra, anh lại tiếp tục nói. Rõ ràng anh là người đến trước cơ mà. Anh là người xuất hiện trước mặt em trước. Cái gì trên đời này anh cũng có, chỉ có trái tim em là anh không có được. Nói đến đây, Dương Kỳ mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, bàn tay thả lỏng buông tay cô ra. Tiểu Dao không thể nào kìm nén được nước mắt và cảm xúc. Cô lấy tay gạt đi những giọt lệ đang rơi xuống, rời khỏi căn phòng của Dương Kỳ. Sáng hôm sau, Dương Kỳ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh có chút choáng váng, từ từ bước xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt. Hôm nay là ngày hoạt động tại trường mẫu giáo của Hạ Minh Huy. Anh xuống nhà, thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Dao đang ở trong bếp, tất bật chuẩn bị bữa sáng. Nhìn hình ảnh quen thuộc trong mắt mà anh nở ra nụ cười. Đêm qua, sau khi mà nghe những lời nói của Dương Kỳ, Tiêu Dao đã trằn trọc suốt cả đêm. Cô suy nghĩ từng câu từng chữ, không thể nào ngủ được. Hạ Tử Sâm trên tay bế Minh Huy, khi mà thấy Dương Kỳ, Minh Huy đã nhào sang đòi anh phải bế mình. Ba, con muốn ba bế. Hạ Minh Huy mặc trên người đồ học sinh mầm non rất dễ thương. Dương Kỳ vươn tay đón lấy cậu bé. Cả ba người cùng nhau đi xuống nhà. Hạ Tử Sâm, vào đây dọn đồ ăn ra cho chị nào. Tiểu Dao lớn tiếng gọi em trai. Em biết rồi, em vào đây. Hạ Tử Sâm chạy vào trong phòng bếp. Dương Kỳ đã ngăn cản. Anh để Minh Huy ngồi xuống ghế. Để anh vào cho, em trông pin đi nha. Vâng. Dương Kỳ vào bếp. Tiểu Dao không biết là anh vào nên nói. Em mang ly nước chanh ấm ra cho anh Dương Kỳ. Chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, thấy anh ấy uống rượu thì phải ngăn cản chứ. Vậy mà hôm qua hai người cùng nhau say khướt như vậy. Cô nói mấy câu mà chẳng thấy ai trả lời, đành quay người lại thì giật mình khi mà thấy Dương Kỳ, chứ không phải là Hạ Tử Sâm. Anh vào lúc nào thế? Tử Sâm đâu rồi? Anh bảo em ấy ở ngoài rồi, anh vào đây phụ em. Dương Kỳ từ từ tiến gần cô. Em đã tỉnh rượu chưa? Nếu chưa thì uống nước chanh đi, em vừa pha đấy. Cô né tránh ánh mắt của anh, nhìn sang chỗ khác. Dương Kỳ áp đến gần cô hơn, hai tay chống đỡ đằng sau phía bếp ga. Hôm qua anh say lắm sao? Ừ, rất say. Anh có nói gì không? À, không, không nói gì cả. Cô ngại ngùng đến lắp bắp. Hạ Tử Sâm thấy phòng bếp có vẻ hơi lâu, định đi vào xem thử thế nào, mà không ngờ nhìn thấy cảnh tượng hai người trong bếp đang đứng rất gần nhau. Theo góc nhìn của Hạ Tử Sâm, hai người đang hôn nhau. Em xin lỗi, em không nên nhìn những cảnh như thế này. Tiêu Dao giật mình, đẩy người Dương Kỳ ra, tiếp tục nấu nướng. Những món đó xong rồi, anh mang ra bàn trước đi. Còn một món thôi, em sẽ mang ra sau. Em biết rồi. Dương Kỳ mỉm cười đáp. Dùng bữa xong, cả nhà chỉnh trang rồi đến trường của Minh Huy. Em không đến công ty sao? Tiêu Dao hỏi Hạ Tử Sâm. Không cần đâu, em muốn đến trường của cháu xem là cháu em vui chơi hoạt động như thế nào. Cậu Út nói dối đấy mẹ à. Có chị gái của bạn Mina cho nên cậu Út mới đi đó. Tiểu Huy nhanh miệng nói, làm cho Hạ Tử Sâm không kịp bịt miệng. Con nhiều chuyện thế, cậu chăm sóc con bấy lâu nay mà con lại bán đứng cậu sao? Tiểu Huy chui rúc vào trong lòng của Tiêu Dao. Dương Kỳ và Tiêu Dao đều cười ầm cả lên. Hoạt động tại trường Minh Huy diễn ra suôn sẻ. Gia đình của Tiêu Dao giành hạng nhất toàn trường. Minh Huy vui vẻ cười tít mắt, ôm lấy cả Dương Kỳ và Tiêu Dao. Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
gia đình bé Huy tạo dáng cho cô chụp hình nha. Cả ba người đứng vào khung hình, Dương Kỳ ôm Tiểu Huy trên tay, anh và cô đứng bên cạnh nhau. Hạ Tử Sâm cũng nhảy vào khung hình để chụp chung. Ba mẹ đứng gần nhau một chút nào. Tiêu Dao ngại ngùng, chưa kịp hết ngại thì Tử Sâm đã đẩy nhẹ người cô đến gần Dương Kỳ hơn. 1, 2, 3, chụp nha. Cô giáo chủ nhiệm đã chụp được một tấm hình gia đình vô cùng xinh đẹp. Mấy ngày sau, Tiêu Dao, Hạ Tử Sâm và con trai Minh Huy cùng với Dương Kỳ đều đáp xuống sân bay Trung Quốc. Vẫn là không khí quen thuộc đó, cô hít vào một hơi thật sâu. Cô xõa mái tóc đen dài óng mượt của mình xuống, đeo chiếc kính râm. Đồ trên người cô từ trên xuống dưới đều là màu đen, trông vô cùng quyền lực, quyến rũ. Thoải mái thật đấy, đúng là không khí này vẫn quen thuộc như ngày nào. Hạ Tử Sâm vươn vai, uốn éo người đủ hình dáng. Ở đây 1-2 tuần rồi về quê thăm ba mẹ với chị nha. Tiêu Dao nói với em trai. Thế còn Tiểu Huy thì sao ạ? Chị sẽ nói chuyện với ba mẹ. 5 năm là đủ rồi, không giấu được cả đời đâu. Cô để trước mắt kính lên tóc, nhìn Tử Sâm mà nói. Em biết rồi. Ba ơi, ba thả con xuống đi, con muốn nắm tay đi cùng mẹ ạ. Cậu bé Minh Huy nói với Dương Kỳ. Minh Huy đi về phía của cô, nắm tay cô. Bên kia thì kéo tay của Dương Kỳ, nhìn vào cứ ngỡ gia đình ba người hạnh phúc, nhưng thực sự là không phải. Cả bốn người đến đại sảnh sân bay, Tiêu Dao vô tình đụng trúng một người đàn ông. Tôi xin lỗi. Cô không nhớ rõ người đàn ông đó là ai, nhưng mà cảm thấy hơi quen mắt. Hạ phu nhân. Đó chính là Nam Kiên, vệ sĩ của Phong Trạch Hàn. Anh ta bất ngờ không dám tin vào mắt mình, vừa nhìn đã nhận ra cô ngay. Chẳng phải là Hạ Tiêu Dao hay sao? Cô cố gắng nhớ lại thì biết đây là Nam Kiên. Cô bình tĩnh không tỏ ra sợ hãi. Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Tôi là Donna. Đúng là Hạ phu nhân rồi. Làm sao mà tôi có thể nhầm lẫn được chứ? Tôi là Donna, không phải Hạ phu nhân như anh vừa nói. Tên đó tôi chưa bao giờ nghe qua. Ngồi trong chiếc siêu xe lúc này là một người đàn ông lịch lãm. Đã 35 tuổi nhưng trông anh vẫn khá trẻ. Anh vô tình nhìn ra cửa sổ, thấy một nửa bên mặt của một cô gái. Anh thấy cô gái này rất quen thuộc. Tiểu Huy ở phía bên kia đang kéo kéo tay áo của Tiêu Dao. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Ừ, con trai ngoan, chúng ta đi thôi. Tiêu Dao nắm tay con trai cùng với Dương Kỳ và Tử Sâm rồi đi. Người đàn ông ngồi trong xe hạ cửa kính xe xuống. Đó là... Dạ, rất giống Hạ phu nhân ạ. Cái gì cơ? Phòng Trạch Hàn không tin vào tai của mình. Cô ấy cương quyết mình không phải là Hạ phu nhân. Cô ấy nói tên cô ấy là Donna. Điều tra cho tôi đi. Vốn ở rất gần nhau, nhưng ông trời lại cố gắng trêu đùa bọn họ để bọn họ không gặp được nhau. Từ đằng xa có một cô gái đang đi về phía chiếc siêu xe của Phong Trạch Hàn. Cô ta thản nhiên lên xe rồi ngồi bên cạnh anh, mà anh không nói gì cả. Ở phía bên này, Tiêu Dao đã lên xe. Cô bình tĩnh hơn, lấy lại tinh thần. Chị hai, đó là ai thế? Là Nam Kiên, thuộc hạ của Phong Trạch Hàn. Cô bình tĩnh trả lời. Anh ta có đến tìm chị không nhỉ? Điều này thì chị không chắc, Dương Kỳ nói với cô. Em yên tâm, anh ta không làm được gì em đâu. Tên tuổi trên giấy tờ của em đã được anh sửa đổi hết rồi. Tên của em bây giờ là Donna, chứ không phải Hạ Tiêu Dao nữa. Vâng, em biết rồi. Tiểu Huy, nếu có ai hỏi con tên là gì thì con nói như thế nào? Dương Kỳ hỏi cậu bé Tiểu Huy. Dạ, trả lời con là Andre. Được, con giỏi lắm. Dương Kỳ lấy tay xoa đầu cậu bé. Tại tập đoàn Phong Thị. Thưa lão đại, đây là tất cả hồ sơ mà anh yêu cầu điều tra. Nói ngắn gọn cho tôi đi. Phong Trạch Hàn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Cô ấy tên là Donna, 27 tuổi, vừa từ Pháp trở về.
Cô ấy có một cậu con trai tên Andre, 5 tuổi. Vậy chàng trai lúc sáng ở bên cạnh cô ấy là ai? Là Dương Kỳ. Phong Trạch Hàn nghe xong rất bất ngờ, liền khẳng định đó chắc chắn là Hạ Tiêu Dao, nhưng chẳng có điều gì để chứng minh. Điều tra kỹ lại vụ án năm đó cho tôi, có thông tin ngay trong ngày hôm nay. Từ ngoài cửa đi vào là cô gái sáng nay ở sân bay với Trạch Hàn. Cô đem ly cà phê nóng đến trước mặt của anh. Anh uống ly này cho tỉnh táo. Cảm ơn em. Buổi tối, sau một hồi Hạ Tử Sâm năn nỉ ỉ ôi, Tiêu Dao hãy đến quán bar với mình, thì cô buộc đồng ý. Chị hai, đi với em đi. Coi như là tiền công em chăm Andre 5 năm qua. Hạ Tử Sâm cùng với Tiêu Dao, Minh Huy không ở nhà của Dương Kỳ, bởi vì cô từ chối điều đó. Lúc còn ở Pháp, cô đã mua một căn penthouse ở trung tâm Thượng Hải và một chiếc xe Rolls Royce sẵn rồi. Từ ngày mai chị bắt đầu làm việc rồi, không uống nhiều đâu đấy nhá. Vâng, tuân lệnh chị hai. Để chị gọi cho anh Dương Kỳ, hôm nay để Andre ngủ với anh ấy đi. Cô gọi điện cho Dương Kỳ. Em và Tử Sâm có việc, tối nay để Andre ngủ ở nhà anh nha. Được rồi, cứ để anh lo cho. Em và Tử Sâm cứ đi đi. Cậu bé Minh Huy biết mình được ngủ với Dương Kỳ thì vô cùng vui vẻ, cười tít mắt. Trong quán bar, hai chị em Tiêu Dao đang cười rất nhiệt tình. Hai người đã ngà ngà say. Tiêu Dao loạng choạng đi vào trong phòng vệ sinh. Cô vô tình đụng trúng một người đàn ông nhìn qua rất quyền lực. Tôi xin lỗi. 5 năm trôi qua, giọng nói của Tiêu Dao vẫn giữ nguyên như vậy, chẳng khác gì. Người đàn ông kéo tay cô lại rồi chế trụ cô lên tường. Anh là ai? Bỏ tôi ra. Anh nhìn kỹ lên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của Tiêu Dao. Cô liên tục vùng vẫy mà không thành. Em đã quay trở về rồi, Tiêu Dao. Người đàn ông này không ai khác là Phong Trạch Hàn. Anh chắc chắn đây là cô. Giọng nói quen thuộc đã khiến cho cô bừng tỉnh, không vùng vẫy nữa. Anh nhận nhầm người rồi. Không phải Tiêu Dao nào cả, tôi là Dona. Cô cứng đầu không chịu thừa nhận. Còn chưa kịp rời đi thì đôi môi xinh đẹp của cô đã bị anh bá đạo chiếm lấy. Đồ lưu manh. Cô đẩy mạnh anh ra, tát vào mặt của anh một cái thật mạnh, sau đó thì rời đi. Phong Trạch Hàn bị tát, anh không tức giận mà ngược lại còn cười đầy thích thú. Lão đại, vụ án năm đó đã được điều tra rõ ràng rồi. Đúng lúc này Nam Kiên gọi điện cho Trạch Hàn. Anh nghe tin đó, vội vàng chạy về công ty để xem xét tình hình. Tiêu Dao đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, vỗ vào mặt của mình vài cái cho tỉnh táo. Phong Trạch Hàn về đến công ty, anh mở toàn bộ tài liệu điều tra ra xem. Có một người đàn ông trông rất giống lão đại. Tôi đã bỏ ra một mức tiền rất cao. Hắn ta đã thú nhận. Hắn ta được Cao Hạ Diệp bỏ tiền ra thuê, khiến cho anh và Hạ Phu Nhân nảy sinh mâu thuẫn trong lúc đi dã ngoại. Hắn ta ôm Cao Hạ Diệp. Vô tình lúc đó Hạ Phu Nhân cũng có mặt, chỉ nhìn thấy ở đằng sau lưng nên tưởng rằng lão đại và Cao Hạ Diệp đang hôn nhau. Còn bức ảnh mà Cao Hạ Diệp đưa cho anh xem, tấm ảnh đó là cô ta cố tình căn góc. Tấm ảnh đó cứ nghĩ rằng Hạ Tiêu Dao và Dương Kỳ hôn nhau, nhưng lúc đó chỉ là Hạ Phu Nhân bị bụi vào mắt và Dương Kỳ giúp cô ấy bỏ bụi đi mà thôi. Thế còn chuyện máy bay thì sao? Dạ, máy bay là do có người cố tình sử dụng bật lửa và điện thoại đã xảy ra vụ cháy nổ. Nhưng mà sau khi điều tra tất cả những người bị thương và mất tích thì không có Hạ Phu Nhân. Về phía hãng máy bay, tôi đã điều tra kỹ càng thì không có hành khách nào là Hạ Tiêu Dao. Điều tra thêm các chuyến bay sớm hơn thì có một chuyến có hai vị khách tên Hạ Tiêu Dao và Dương Kỳ. Nghe đến đây, Phong Trạch Hàn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng biết bao nhiêu. Nụ cười trên môi anh đã quay trở lại. 5 năm qua anh sống dằn vặt với bản thân mình. Nụ cười vốn rất đẹp trai đã bị mất trong suốt bấy nhiêu năm, giờ đây đã xuất hiện trở lại. May quá, cô ấy vẫn còn sống.
À, tôi quên mất. Hạ phu nhân, theo tôi được biết thì cô ấy có một đứa con trai tên Andre. Sáng nay tôi có bảo với anh rồi đấy ạ. Tên thật của đứa bé là gì? Về tên thật tôi vẫn chưa thể nào điều tra. Điều tra kỹ lại bệnh viện năm đó và cái thai đã mất cho tôi. Dạ vâng. Phong Trạch Hàn vốn dĩ đang rất vui, nhưng mà khi biết cô có một cậu con trai, đầu anh có rất nhiều khúc mắc và ẩn khuất. Lập tức về nhà dọn bàn thờ đi. Phong Trạch Hàn trong 5 năm qua ngày đêm mong nhớ cô, tưởng rằng cô đã ra đi vĩnh viễn, mãi mãi rời khỏi thế giới này. Anh thờ cô trong một căn phòng. Căn phòng đó chỉ có anh được bước chân vào. Bây giờ không cần nữa, anh sẽ cho dẹp nó đi. Nam Kiên báo cáo xong thì rời đi. Người đàn ông ngồi trong phòng vào đầu bứt tai. Không biết đứa bé kia là con của ai chứ? Chẳng phải đứa con của mình và cô ấy đã rời khỏi thế giới rồi sao? Chẳng lẽ đứa bé đó là con của Tiêu Giao và Dương Kỳ? Tại nhà của Dương Kỳ. Ba ơi, con đói bụng quá rồi. Minh Huy ôm cổ Dương Kỳ than đói. Được rồi, con ngồi xuống đây, ba cho con ăn nha. Dương Kỳ để Minh Huy ngồi xuống bàn ăn, sẽ có bảo mẫu chăm sóc cho cậu bé. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Dương Kỳ ra bên ngoài mở cửa. Cứ nghĩ rằng Hạ Tiêu Giao đến đón Minh Huy, nhưng không phải. Vừa mở cửa đi ra thì nhìn thấy Nhật Hạ, cô gái âm thầm yêu Dương Kỳ đơn phương. Thời gian cũng ngót nghét 9 năm, giống như bản thân anh yêu đơn phương Tiêu Giao. Nhật Hạ vừa về nước, biết tin anh cũng đang ở Trung Quốc, thì cô ta tới để mà tìm anh. Không giống như những cô gái khác, Nhật Hạ rất khiêm tốn, biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Em vừa về nước sao? Dương Kỳ thấy Nhật Hạ thì cũng rất vui, bởi vì vốn dĩ trước đây hai người thân thiết với nhau. Vâng, biết anh đang ở chung nên đáp sân bay là em đến đây tìm anh ngay. Vào nhà đi. Sao em không bảo anh để anh đi đón? Em sợ anh bận thôi. Dương Kỳ cầm vali của cô ấy kéo vào trong nhà. Nhật Hạ thấy có cậu bé đang ngồi ở trên bàn ăn thì đi tới. Đây là con trai của Hạ Tiêu Giao đúng không anh? Nhật Hạ tất nhiên là sẽ biết Tiêu Giao, bởi vì trước đây Nhật Hạ cũng từng qua Pháp chơi nhiều lần, có điều không gặp được cậu bé. Cậu bé học một tuần chỉ được nghỉ 2 ngày. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp và ăn ý. Đương nhiên là Nhật Hạ biết Dương Kỳ thích Tiêu Giao, có điều cô ấy không ghen ghét hay ghen tị gì cả. Đúng rồi em, con trai của Tiêu Giao đó. Nhật Hạ đến chào hỏi Minh Huy, lại còn đưa quà cho Minh Huy nữa. Cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, cho nên được mọi người yêu quý vô cùng. Hạ Tiêu Giao hôm nay bận cả ngày cho nên không đón con trai được, đành để con ở lại thêm một ngày ở nhà Dương Kỳ, cho Dương Kỳ chăm sóc. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Giao đã về nước được 2 tháng. Trong suốt thời gian vừa rồi, cô rất bận rộn. Cô đi đâu thì người lái xe cho cô cũng là Hạ Tử Sâm. Ở bên Pháp, anh ta là một chủ tịch, còn về đây, anh ta là trợ lý đắc lực của Tiêu Giao. Chị hai, có công ty muốn hợp tác với chị đấy. Hạ Tử Sâm đang mượn laptop của cô giải quyết một chút công việc ở bên Pháp thì thấy email gửi tới. Em cứ chấp nhận đi, chị mệt quá cần phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai đưa chị đi là được rồi. Dạ vâng. Sáng hôm sau, Tiêu Giao mệt mỏi tỉnh dậy chuẩn bị đi gặp đối tác. Trong suốt 2 tháng qua kể từ khi mà về nước, đã có rất nhiều công việc chờ sẵn cô. Vốn cô rất muốn về thăm ba mẹ, càng sớm càng tốt, nhưng mà công việc quá nhiều, chưa thể nào trở về được. Minh Huy, cô cũng phải để cậu bé ở bên nhà Dương Kỳ. Hạ Tử Dâm hôm đó lái xe đưa cô đến một tập đoàn, nhìn sơ qua cô cảm thấy nó rất quen thuộc, phải cố gắng nhớ lại. Khi mà nhớ ra rồi thì Hạ Tử Dâm đã kéo tay cô vào bên trong. Không phải đâu khác, chính là tập đoàn Phong Thị, công ty của Phong Trạch Hàn. Cô muốn chạy đi nhưng đã bị Hạ Tử Sâm lôi cô đi vào bên trong, không một chút nào thương tiếc. Tiêu Giao canh lúc mà em trai đang đứng nói chuyện với thư ký của Phong Trạch Hàn, cô lao đầu chạy. Cô không để ý đã đụng trúng người đàn ông thân hình chuẩn men vô cùng đẹp trai, duyệt nữa thì cô té ngã
người đàn ông nhanh chóng ôm eo cô. Bé con, em sợ gặp tôi đến như vậy sao? Phong Trạch Hàn lên tiếng. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, tay cô đụng trúng bờ ngực săn chắc của anh. Cô muốn đẩy anh ra nhưng đã bị anh giữ chặt. Anh buông tôi ra. Cô cau mày nhìn Phong Trạch Hàn. Em định trốn anh đến bao giờ chứ? 5 năm qua vẫn chưa đủ với em sao? Xin lỗi, tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không phải là Tiêu Dao gì đó, tôi là Dona. Cô vẫn cương quyết không chịu thừa nhận mình là Hạ Tiêu Dao. Hạ Tử Sâm xoay sang thì không thấy chị gái đâu. Nhìn bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang giữ chị mình, anh ta tưởng chị mình lại gây chuyện với người ta, thì anh vội vàng chạy đến. Chị hai, chị lại gây chuyện rồi, có đúng không? Hạ Tử Sâm đương nhiên vẫn còn nhớ mặt người anh rể đã từng cho mình mấy trăm ngàn tệ tiền tiêu vặt hàng tháng. Tiêu Dao quay đầu nháy mắt với Tử Sâm. Anh ta lại không hiểu ý, mặt cứ đơ ra. Phong Trạch Hàn đương nhiên nhận ra em trai của Tiêu Dao. Hạ Tử Sâm. Anh rể, lâu rồi không gặp anh. Hạ Tử Sâm vui vẻ bắt tay của Phong Trạch Hàn. Tiêu Dao đập tay lên trán. Canh chừng thời cơ hợp lý, cô muốn chuồn đi, nhưng Trạch Hàn đã nhanh tay kéo cô lại. Chị hai à, chị bị làm sao thế? Sáng giờ chị cứ trốn mãi. Chị muốn đi chơi thì lát nữa em đưa chị đi. Bây giờ chúng ta vào trong bàn hợp đồng cái đã. Hạ Tử Sâm đến là chán nản với cô chị hai này, kéo tay cô đi. Vẻ mặt thất thần vô vọng của cô, Hạ Tử Sâm cũng không quan tâm. Thằng em trời đánh này, giấu giếm 5 năm trời, vốn không muốn gặp lại mà bây giờ lộ tẩy cả rồi, đúng là đồ đáng ghét. Cô chửi thầm em trai trong lòng. Hai người đi cùng thang máy. Phong Trạch Hàn nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ si tình. Cô giống như con thỏ đứng núp đằng sau lưng của Hạ Tử Sâm. Cả ba người cùng nhau bàn bạc hợp đồng trong phòng làm việc của Phong Trạch Hàn. Rõ ràng đây là bản hợp đồng của Trạch Hàn và Tiêu Dao, nhưng mà từ đầu đến cuối Tiêu Dao đều ngượng ngùng không nói gì. Cuối cùng Hạ Tử Sâm phải đứng ra đại diện bàn bạc. Hạ Tử Sâm có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Dù sao thì chuyện hợp đồng coi như cũng xong xuôi. Trong phòng lúc này chỉ còn Tiêu Dao và Phong Trạch Hàn. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Từ đầu đến cuối, lúc này Tiêu Dao mới chịu mở miệng nói chuyện cùng với Trạch Hàn. Cô cười ngượng ngùng, lấy túi sách định vọt đi. Thế nhưng đã bị anh ôm lại. Anh bế cô, để cô ngồi trên bàn làm việc của mình. Cô giật bắn cả người. Anh làm gì thế? Em định trốn anh đến bao giờ chứ, Hạ Tiêu Dao? 5 năm qua vẫn chưa đủ với em sao? Đúng rồi, chưa đủ. Tôi muốn trốn anh cả đời này. Vậy em đã thừa nhận mình là Hạ Tiêu Dao rồi? Đúng, tôi thừa nhận. Thì sao nào? Anh lúc này trong lòng vô cùng vui vẻ. Đưa tay ra đằng sau gáy cô, để cô đến gần mình, hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn kéo dài rất lâu. Hai người dây dưa hòa quyện. Cô khó thở đánh vào lồng ngực của anh. Phong Trạch Hàn luyến tiếc buông ra đôi môi đã lâu rồi mình không được hôn. Anh bị điên rồi có đúng không? Đúng, tôi bị điên rồi. Bị điên cho nên tôi vẫn yêu em và chờ đợi em 5 năm. Tôi cứ nghĩ rằng vụ tai nạn năm đó xảy ra như vậy em đã mất mạng rồi. Tôi không bao giờ còn cơ hội gặp em nữa. Tôi sống đau khổ trong suốt 5 năm. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, làm mất đứa con của mình và mất luôn cả vợ nữa. Anh nói ra tất cả những gì muốn nói. Những lời này anh chôn giấu trong lòng từ lâu lắm rồi. Sau đó anh bình tĩnh hỏi cô. Andre, đứa bé đó là con của ai? Là con của tôi. Phong Trạch Hàn còn chưa kịp nói gì thêm thì cô đã nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Dương Kỳ. Cô lập tức nghe máy. Em nghe đây. Minh Huy đang chơi trong vườn cùng Bảo Mẫu và Nhật Hạ, nhưng mà bây giờ đã không thấy đâu nữa. Thằng bé bị đi lạc rồi, em về ngay nha. Giọng Dương Kỳ vô cùng hoảng hốt. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm ở trong vườn và cả căn biệt thự mà không thấy Minh Huy. Tiểu Dao nghe xong thì chết lặng. Lúc này Hạ Tử Sâm đã nghe điện thoại xong,
Trở về phòng làm việc của Phong Trạch Hàn, Tiểu Giao quay sang nói với em trai: thằng bé mất tích rồi, Minh Huy mất tích rồi. Cô không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa mà hoảng hốt chạy đi. Hạ Tử Sâm quay sang nói với Phong Trạch Hàn: anh còn đứng ngơ ra làm gì chứ? Andre là con ruột của anh đấy. Hạ Tử Sâm nói xong thì cũng vội vàng chạy theo Tiêu Dao. Phong Trạch Hàn đã biết đứa bé là con của mình, anh cho thuộc hạ chia nhau ra khắp nơi thành phố để tìm kiếm. Dương Kỳ và Nhật Hạ chạy đi tìm Minh Huy, mọi người đều vô cùng hoảng sợ, sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện gì. Phong Trạch Hàn tuy rằng chưa bao giờ gặp Minh Huy, nhưng trong lòng anh có cảm giác rất kỳ lạ, vô cùng lo lắng cho cậu bé. Dương Kỳ thấy Minh Huy đang đứng bên đường thì thở vào nhẹ nhõm. Minh Huy thấy Dương Kỳ liền vui vẻ chạy tới, mà đúng lúc này thì có một chiếc xe hơi đang chạy qua với tốc độ rất cao. Trong người tên tài xế kia đã có nồng độ cồn, không thể nào khống chế được tốc độ của chiếc xe. Dương Kỳ chạy tới ôm Minh Huy vào trong lòng. Nhật Hạ thấy chiếc xe lao tới, đang định lao vào Dương Kỳ và Minh Huy thì cô ta đi tới đẩy hai người ra. Chuyện kinh hoàng đã xảy tới, Nhật Hạ cứu được hai người, nhưng người bị tai nạn lại chính là cô ta. Nhật Hạ bị hất tung lên rồi ngã mạnh xuống đất, cả người đều bị thương, thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu bắn ra. Dương Kỳ vô cùng hoảng hốt khi mà thấy Nhật Hạ không ngại nguy hiểm cứu mình, cô đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho anh. Tiêu Dao lúc này cũng tìm đến nơi. Dương Kỳ đặt Minh Huy xuống rồi cầm lấy tay của Nhật Hạ. Em tỉnh dậy đi Nhật Hạ. Mọi người đều bao vây xung quanh rất đông, có người đã gọi xe cứu thương. Rất nhanh chóng xe cứu thương tới nơi. Dương Kỳ bế Nhật Hạ vào trong lòng rồi đưa lên xe cứu thương. Ngồi trên xe, Dương Kỳ nắm chặt lấy tay của Nhật Hạ. Em đừng xảy ra chuyện gì, tại sao em lại ngốc nghếch cứu anh cơ chứ? Điều Giao cùng với Hạ Tử Sâm cũng lái xe đến bệnh viện. Vẻ mặt của Dương Kỳ thất thần, đang ngồi trước phòng cấp cứu. Tất cả là do anh, là do anh cho nên cô ấy mới xảy ra tai nạn. Vì cứu anh và Andre cho nên Nhật Hạ mới bị như vậy. Nghe Dương Kỳ nói thế, Tiêu Giao vỗ vỗ vào lưng anh để an ủi. Anh yên tâm, chị ấy sẽ vượt qua thôi, không sao đâu, anh bình tĩnh đi. Minh Huy lúc này kéo nhẹ tay áo của Dương Kỳ. Ba, con xin lỗi ba, là tại con mà cô Nhật Hạ mới bị như thế. Dương Kỳ lau nước mắt nhìn cậu bé. Không sao, là do ba không trông con cẩn thận. Cô Hạ sẽ không sao đâu, cô ấy sẽ tỉnh lại, tiếp tục chơi cùng con và ba. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh. Bác sĩ bước ra từ trong phòng. Ai là người nhà của bệnh nhân Nhật Hạ? Là tôi đây. Dương Kỳ tiến đến gần bác sĩ. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do phần đầu đập mạnh và mất nhiều máu nên đã lâm vào hôn mê. Khi nào cô ấy tỉnh dậy chứ? Nhanh thì 3 ngày, lâu là từ 1 đến 2 tuần. Cảm ơn bác sĩ. Dương Kỳ và mọi người nghe bác sĩ nói như vậy mới bớt đi phần nào lo lắng. Tiêu Dao ở trong bệnh viện cùng Dương Kỳ đến buổi tối. Cô đã cảm thấy mệt rồi nên đưa Andre trở về để Hạ Tử Sâm ở đây với Dương Kỳ. Em ở đây chăm sóc chị Hạ và anh Kỳ, để chị đưa Andre về trước, thằng bé cũng mệt rồi. Em biết rồi, chị về cẩn thận nha. Tiêu Dao lái xe về nhà. Ở trước cửa có bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang đứng dựa tường. Cô đang bế Andre trên tay. Thằng bé đã ngủ ngon lành. Em về rồi sao? Phong Trạch Hàn nhìn thấy cô trở về thì lập tức nói. Sao anh lại ở đây chứ? Anh đến thăm em và con. Phong Trạch Hàn muốn bế Minh Huy nhưng cô không cho phép. Con nào? Ai là con anh chứ? Em đừng chối nữa, anh đã biết mọi chuyện rồi. Phong Trạch Hàn bế Minh Huy từ tay cô. Anh bế rất gọn nhưng vẫn khiến cho Minh Huy giật mình tỉnh giấc. Mẹ ơi, chú này là ai? Sao mà trông giống con thế? Minh Huy nhìn rõ mặt anh rồi quay sang nhìn mẹ lên tiếng hỏi.
Chú là ba của con. Phong Trạch Hàn lập tức đáp. Nhìn hai người đúng là không cần phải xét nghiệm ADN cũng biết là ba con. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Minh Huy nghe Trạch Hàn nói như vậy thì cười thật tươi rồi ôm lấy cổ của anh. Ba sao? Cuối cùng thì con cũng gặp ba rồi. Tiểu Giao biết bây giờ cô không thể nào chối cãi được nữa, nhưng cô vẫn cố nói. Anh nghe ai nói đây là con anh? Đừng suy diễn linh tinh. Anh nói có gì không đúng sao? Nhìn vào thì anh và con rõ ràng giống nhau như hai giọt nước. Anh... Cô không biết nói gì nữa, liền ôm cục tức trong lòng. Em không bị mở cửa, cho anh và con vào trong sau. Cuối cùng thì cô cũng đành mở cửa ra để hai người vào trong nhà trước đã. Con trai cô đang ôm lấy Phong Trạch Hàn không chịu rời ra kia kìa. Andre, con vào trong thay đồ đi, mẹ cần nói chuyện với chú ấy. Cô nói với con trai. Minh Huy lập tức vâng vâng dạ dạ, rồi luyến tiếc buông cổ của Phong Trạch Hàn ra. Cậu bé vào trong phòng. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Phong Trạch Hàn tiến đến gần cô. Nếu như anh biết chuyện rồi thì tôi sẽ không giấu giếm gì nữa. Thằng bé đúng là con ruột của anh. Anh biết mà. Nhưng tại sao năm đó bệnh viện đưa ra kết quả sai? Khi tôi qua Pháp thì biết rằng đứa bé vẫn còn an toàn. Tại sao em không nói gì với anh chứ? Tôi muốn tránh xa anh còn không kịp, nói với anh làm gì? Tại sao lại muốn tránh xa anh? Chẳng phải hôm đó anh rất vui vẻ ôm hôn cô nhân tình của mình sao? Giọng của Tiêu Dao vô cùng tức tối. Anh biết cô ghen vì chuyện hôm đó cô hiểu lầm rồi. Anh cười khẽ. Vợ yêu, anh biết ngay là em sẽ ghen tuông mà. Ai là vợ anh? Chúng ta ly hôn rồi. Giọng của cô vô cùng chắc chắn. Em đã ký vào đơn ly hôn, nhưng anh thì chưa ký mà. Tiểu Giao vô cùng bất ngờ. Chưa ký ư? Vậy tờ đơn đâu rồi? Anh đã xé nó nát bấy rồi. Bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau. Tôi không quan tâm. Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô đẩy anh ra, thế nhưng anh lại bá đạo chế trụ cô lên tường, hôn cô say đắm. Tiểu Giao khó thở, nhưng cuối cùng vẫn đáp trả nụ hôn của anh. Đôi tay thì không nghe lời, đẩy và đánh vào lồng ngực của anh. Em có thể cho anh giải thích được không? Giọng nói của người đàn ông giống như đang cầu xin cô một điều gì đó. Thôi được rồi, tôi cho anh 5 phút. Ngày hôm đó là Cao Hạ Diệp đã cố tình thuê một người đàn ông có thân hình giống anh, mặc đồ giống anh để lừa em. Lúc đó anh không biết chuyện gì xảy ra. Anh đừng hút thuốc ở đằng sau tảng đá. Khi hút xong, anh muốn ra tìm em để xin lỗi về chuyện anh đánh Dương Kỳ. Nhưng khi anh vừa ra, Cao Hạ Diệp lại kéo tay anh, đưa tấm hình Dương Kỳ thổi bụi trong mắt em. Ở góc đứng của cô ta thì anh nghĩ rằng em và Dương Kỳ đang hôn nhau. Anh muốn gặp em để nghe lời giải thích thì lại thấy Dương Kỳ đang lau nước mắt cho em. Anh nổi cơn ghen tuông. Sau đó mọi chuyện thế nào em cũng biết rồi đấy. Cô nghe xong thì cảm thấy bất ngờ, bởi vì năm đó chính bản thân cô đã hiểu lầm và đưa ra lời đề nghị ly hôn. Cô cảm thấy có chút áy náy, cúi gầm mặt xuống. Tôi xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm anh. Anh không trách em đâu. Em cho anh cơ hội để giải thích và tha lỗi cho anh là anh vui lắm rồi. Người đàn ông hôn lên trán của cô một cái. Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Vậy anh định xử lý cô ta như thế nào? Vợ muốn anh xử lý thế nào, anh sẽ xử lý như vậy. Lấy mạng cô ta thì sao? Được, chiều theo ý của vợ hết. Nghe anh nói sẽ chiều theo ý của mình, cô bất ngờ. Này này, đáng lẽ ra anh thấy tôi có ý định lấy mạng người, anh phải ngăn cản chứ, sao lại ủng hộ tôi? Không sao hết, vợ anh muốn gì anh đều chiều hết. Em cứ việc làm những gì em muốn, anh sẽ đứng ra thu dọn tàn cuộc cho em, sẽ xóa sạch hiện trường. Quan trọng là xóa bỏ tên cô ta ra khỏi thế giới này, không ai biết cô ta từng tồn tại. Cô có chút hoảng sợ rụt vai,
anh trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Tiểu Giao, anh xin lỗi. Thời gian qua, anh đã không ở bên cạnh em và con. 5 năm qua, anh sống trong đau khổ, tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh cứ nghĩ không bao giờ được gặp em nữa. Em cho anh thêm một cơ hội bù đắp cho hai mẹ con, được không? Cô nhìn bộ dáng đáng thương của Phong Trạch Hàn thì bật khóc. Anh có biết 5 năm qua tôi sống thế nào không? Lúc tôi sinh thằng bé đã rất đau đớn, mệt mỏi. Tôi muốn quên anh đi, nhưng không hiểu sao, lúc mà tôi sắp thành công rồi thì anh lại xuất hiện. Cô ôm chặt anh khóc nức nở. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa, được không? Không chờ cô trả lời, anh đặt nụ hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn đó rất ngọt ngào, rất dịu dàng. Cô đón nhận nụ hôn của anh, hai người trao cho nhau cái nhìn thắm thiết. Vậy là những hiểu lầm, khúc mắc của cả hai đã được nói ra. Càng hiểu lầm nhiều thì sẽ càng hiểu nhau nhiều hơn. 5 năm qua, hai người đều sống trong đau khổ, bây giờ thì có thể bù đắp những mất mát cho đối phương rồi. Hai người còn đang tỉnh tứ thì Minh Huy mở cửa phòng đi vào. Tiêu Dao nghe tiếng mở cửa, lập tức đẩy Phong Trạch Hàn ra. Đang đến phút cao trào, anh tụt hứng ngang. Mẹ và ba nói chuyện xong chưa ạ? Cục cưng, con lại đây với ba nào. Minh Huy thấy Phong Trạch Hàn nói như vậy thì chạy tới ôm cổ anh. Tiêu Dao vì vừa nãy đang hôn say đắm mà cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Mẹ ơi, sao mà mặt mẹ đỏ thế kia? À, do trời nóng thôi, con trai. Con thấy trời lạnh mà, hay là mẹ sốt rồi? Không có. Phong Trạch Hàn lên tiếng để giải vây cho Tiêu Dao. Anh nói lảng sang chuyện khác. Ba nói này, Minh Huy, ba mới chỉ là ba ruột của con, còn chú Kỳ chỉ là ba nuôi, con nhớ chưa? Vâng ạ, vậy sau này con sẽ gọi ba là ba, còn chú Kỳ chỉ là ba nuôi thôi. Mà tại sao ba đi lâu thế, không trở về với con? Ba bận đi công tác xa nhà, mẹ con giận không muốn gặp ba nữa. Anh nói nhỏ vào tai của cậu bé, tránh cho Tiêu Dao nghe thấy. Đêm đó, Tiêu Dao cho con ngủ xong thì ra ngoài phòng khách, thấy người đàn ông lì lợm vẫn chưa chịu rời đi. Tất nhiên Phong Trạch Hàn sẽ không đi rồi. Anh từng bước dụ dỗ cô để hai người lăn giường sau 5 năm xa cách. Ân ái cuồng nhiệt qua đi, anh ôm lấy cô từ đằng sau để cô tựa lưng vào lồng ngực của mình. Em có bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh không? Em cũng từng nghĩ có một ngày nào đó gặp lại anh, nhưng rồi lại thôi, không dám nghĩ tới, bởi vì không dám chắc trái đất có thể tròn như vậy. Anh đã tự trách mình, trong suốt những tháng ngày không có em, anh sống giống như một kẻ điên vậy. Vụ tai nạn máy bay năm đó, anh nhận được tin máy bay phát nổ, anh điên cuồng cho người tìm kiếm. Anh không tin vào sự thật, đã tự mình đến đó lặn lội xuống biển sâu tìm em suốt mấy ngày. Nhưng kết quả anh nhận về nỗi đau, chính là anh mất em, chỉ tìm được sợi dây chuyền thôi. Sợi dây chuyền chẳng phải vẫn đang ở chỗ em sao? Cô buột miệng nói ra. Đúng là sợi dây chuyền vẫn ở chỗ cô, cô chưa từng vứt nó đi, để vào chiếc hộp cất thật kỹ, luôn luôn hoài niệm, nhớ đến anh khi mà nhìn thấy nó. Có lẽ sợi dây chuyền mà anh tìm thấy chỉ là của ai đó đã sở hữu một sợi dây giống cô mà thôi. Anh xoay người cô để cô đối diện với mình. Em vẫn còn yêu anh, đúng không? Cô có chút ngại ngùng khi hai người đang không mảnh vải che thân. Trả lời anh đi. Em... Cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau, cô phát hiện ra trên người anh có vết sẹo rất lớn. Sau lưng anh, tại sao lại có vết sẹo chứ? Cô chạm vào nó. Khoảnh khắc đó, anh không thấy đau mà ngược lại còn rất hạnh phúc. Bởi vì anh lặn xuống biển tìm em, không may có một mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào anh, nhưng bây giờ anh không thấy đau nữa, mà chỉ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì em đã trở về. Chúng ta làm hòa được không? Tiêu Dao lúc này cảm nhận rõ ràng trái tim anh đang đập rất mạnh. Mắt cô rưng rưng rơi xuống những giọt lệ. Cô thôi không ôm cổ anh nữa,
mà nhìn trực tiếp vào đôi mắt anh. Sau đó cô hôn lên đôi môi anh, không nói gì cả, chỉ dùng hành động anh đã hiểu rồi. Anh không từ chối nụ hôn đó. Tất nhiên anh đáp trả cô một cách nhẹ nhàng, không thô bạo. Cả hai người chìm đắm trong cơn say ngọt ngào. Trong bệnh viện, Nhật Hạ đã tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê. Dương Kỳ ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Ban đầu anh cảm kích bởi vì Nhật Hạ đã cứu mình. Rồi thời gian sau đó, hai người nảy nở tình yêu từ bao giờ không biết. Dương Kỳ và Nhật Hạ từng là thanh xuân vườn trường của nhau. Anh không nghĩ rằng người đem lòng yêu anh suốt 9 năm là Nhật Hạ. Còn anh thì cứ mãi đơn phương tiêu dao. Hai người rất có thể đã bỏ lỡ nhau. Thế nhưng may mắn là Nhật Hạ ở nước ngoài luôn luôn theo dõi, nhớ nhung anh. Khi biết được người mình yêu đã yêu người khác, Nhật Hạ chưa từng quên Dương Kỳ. Còn Dương Kỳ thì đã buông bỏ được Tiêu Dao. Sau lần tai nạn của Nhật Hạ này, anh mới nhận ra người trong lòng Nhật Hạ là anh. Và anh sẽ bù đắp, sẽ yêu thương lại cô gái đó thật xứng đáng. Thời gian sau này, hai người đã đến được với nhau, tổ chức đám cưới linh đình và còn có một cô công chúa, một bình rượu mơ vô cùng đáng yêu. Hạ Tử Sâm, em trai của Tiêu Dao, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp được em gái của Trạch Hàn, Phong Thiên Di trong một quán bar. Lúc đầu gặp nhau là oan gia ngõ hẹp, Thiên Di bị một tên biến thái sàm sỡ. Cứ nghĩ do Hạ Tử Sâm giở trò, Thiên Di đánh cho anh một trận sống dở chết dở. Sau đó cô phát hiện ra tên biến thái đó không phải là Hạ Tử Sâm. Hai người làm hòa và chơi đấu rượu với nhau tới bến. Không ngờ kết cục là có một đêm mặn nồng. Chỉ một lần duy nhất ân ái mà Thiên Di đã có thai. Hạ Tử Sâm đúng là rất ra gì. Sau ngày hôm đó, Thiên Di có uống thuốc tránh thai mà không hiểu tại sao cuối cùng vẫn dính bầu. Hai người đi khám thai và mắng vốn hiệu thuốc tại sao lại không đưa cho mình thuốc tránh thai, lại đưa thuốc bổ dưỡng thai kỳ là thế nào. Cô dược sĩ ríu rít xin lỗi, hai người cũng không làm khó. Kể từ đó thì họ dần dần ở bên cạnh nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, và cuối cùng là dành cho nhau tình yêu sâu đậm. Còn Tiêu Dao và Trạch Hàn, vốn dĩ hai người yêu thương nhau, giờ đây gặp lại như cá gặp nước. Trước đây kết hôn chỉ đơn giản là thông qua một tờ hôn thú. Giờ đây Trạch Hàn muốn bù đắp cho Tiêu Dao tất cả. Anh đưa cô đến bãi biển, cầu hôn cô dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, dưới sự chứng kiến của con trai Minh Huy, ba mẹ của Tiêu Dao và ông bà nội của Phong Trạch Hàn, còn có cả Dương Kỳ, Nhật Hạ, Hạ Tử Sâm và Phong Thiên Di. Tất cả mọi người đều mong chờ đến ngày diễn ra đám cưới cổ tích của Tiêu Dao và Trạch Hàn. Vậy là sau bao nhiêu mọi chuyện đã xảy ra, đau có, khổ có, buồn vui đều có, thì mọi người đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng mình, đổi lại là ai cũng được hạnh phúc. Tiêu Dao và Trạch Hàn từng yêu nhau sâu đậm, có cả giấy kết hôn ra mắt hai bên gia đình, nhưng rồi vì một chuyện nhỏ mà hai người đã bỏ lỡ nhau. Nhưng vì thời gian bỏ lỡ nhau đó mà bây giờ gặp lại, họ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và cuối cùng thì đã có một kết cục viên mãn.